Không chỉ có như vậy, làm nàng muốn cùng những quân nhân kia tránh qua đi, đối phương lại chủ động đi tới báo cho nàng những chuyện kia. Cái này hai ngày tốt nhất không nên đi ra ngoài, thấy bất kỳ chuyện kỳ quái cũng không nên kỳ quái, còn muốn nàng thủ khẩu như, quên mất cái này hai ngày nếu như tình cờ nhìn thấy hết thảy. Hơn nữa không chỉ là nàng, phàm là người đi trên đường, tựa hồ cũng bị như vậy cảnh cáo. Hoặc giả nói là cảnh cáo. Ngụ, là có người muốn đến tìm lão công phiền toái. Cái này hai ngày bọn họ sẽ ở trên Thúy Hồ đánh một trận. Trần Phi chưa trả lời, một bên vậy Bùi Uyển Tình nhưng dành trước đáp, nói ra. Nghe vậy Trần Phi lập tức là nở nụ cười khổ. Cái gì? Lâm Linh sắc mặt cũng là biến đổi, vội vàng đi tới Trần Phi bên cạnh, đưa tay ngắt vặn Trần Phi lỗ tai, cả giận, người con thỏ nhỏ chết bầm này có thể à, chuyện lớn như vậy mà cũng không cùng ta nói một chút. Địch nhân là ai? Lợi hại sao? Mụ lão nhân ra ngươi cứ yên tâm đi, ngươi còn không biết ngươi nhi tử ta. Kẻ địch, những tên kia ở ta trong mắt cũng còn không tính là kẻ địch, chẳng qua là một ít người bình thường mà thôi, tội gì như vậy khẩn trương. Trần Phi vội vàng mở miệng nói, còn thuận tiện đưa tay ở đó Bùi Uyển Tình trên mặt bóp nặn, nghiêm mặt nói cũng biết làm những thứ này thông minh vặt. Hắn biết Bùi Uyển Tình cũng là có chút bận tâm mình, có thể lại không tốt nói rõ, thuận tiện lấy như vậy phương thức, thông qua mẹ hắn Lâm Linh miệng biểu đạt ra ngoài. Nói cho cùng vẫn là nữ nhân này đang lo lắng cho hắn, khẩn trương hắn à. Hi hi, ta cũng không có Bùi Uyển Tình hoạt bát le lưỡi một cái. Tuy nói nàng biết Trần Phi lợi hại, nhưng thành tựu bản tính của phụ nữ, vẫn còn là làm nàng không nhịn được lo lắng Trần Phi an toàn. Muốn những người đó dùng lừa gạt mà nói, vậy vẫn là có chút phiền toái. Vô luận như thế nào nàng vẫn là muốn Trần Phi an an toàn toàn, không chịu một chút tổn thương. Trần Phi cười một tiếng, vừa muốn mở miệng, lại đột nhiên thần sắc ngẩn ra, rồi sau đó ánh mắt chính là hướng cửa nhìn. Không chỉ là hắn, Bùi Uyển Tình, sau đó là Lâm Linh đi theo cũng là làm ra giống nhau động tác. Một giây kế tiếp, cốc cốc cốc, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Trần Phi liền vội vàng đi tới mở cửa, nghi ngờ nói, lão đầu ngươi làm sao tới? Làm sao, lão đầu tử ta lại không thể tới? Ngươi thằng nhóc túi này, thật là càng ngày càng không nói à? Minh Đạo xuyên cả người màu đỏ nhạt phong cách cổ xưa trường bào, bạch xóa vai, như từng luồng chỉ bạc, đi vào, đưa tay trực tiếp là ở Trần Phi trên đầu gõ một cái, tức giận nói. Ai u, lỗ tai mới vừa bị ngắt, đầu này lại bị đánh một cái. Trần Phi mặt đầy đó là một cái buồn rầu, giống như là một bị tức tiểu tức phụ, nước mắt giàn giụa. Minh Thúc, Lâm Linh liền vội vàng cười chào hỏi. Nàng cùng Minh Đạo xuyên quan hệ, nhưng mà không thể so với nhà mình vậy thằng nhóc và Minh Đạo xuyên quan hệ kém. Sư phụ, Bùi Uyển Tình cũng là vội vàng hơi mang khẩn trương chào hỏi. Nàng cùng Minh Đạo xuyên chỉ gặp qua một lần, còn không quen thuộc, nhưng đối phương thân phận lại là Trần Phi sư phụ, lại là Trần Phi mụ, Lâm Linh nửa cha nuôi, cho nên nàng thật sự là không có biện pháp thanh tĩnh lại. Ừ, Minh Đạo xuyên hướng Lâm Linh gật đầu một cái, vừa cười nhìn về Bùi Uyển Tình, nói, Uyển Tình cũng ở đây à? Cái này hai cả ngày ở nhà trả qua thói quen sao? Tiểu tử thúi kia có hay không khi dễ ngươi, có lời nói cho sư phụ, xem ta không hung hăng thu thập thằng nhóc này, cho ngươi ra mặt. Này này, lão đầu tử ta nào có? Ngươi đừng oan uổng ta à? Trần Phi vội vàng kêu to lên, mặt đầy là oan uổng. Bót! Minh Đạo xuyên lại một hạ đập vào Trần Phi trên đầu, nghiêm mặt nói, im miệng. Ta lại không hỏi ngươi. Lại bị đánh một cái. Trần Phi trong lòng cái đó, khí, à, đơn giản là mạnh khương nữ khóc đổ trường thành, cũng không ra, chỉ có thể là một mặt buồn rầu, quay đầu sang chỗ khác trong miệng không biết là đang nói thầm cái gì đó đồ chơi. Lão đầu tử này đơn giản là có đồ em dâu cũng không nhận học trò, trở mặt không nhận người à. Lâm Linh mỉm cười nhìn một màn này, cái này hai thầy trò, quan hệ vẫn là tốt như vậy à. Khanh khách, Bùi Uyển Tình cũng là cười khanh khách. Đón Trần Phi từ phía dưới, u oán, ánh mắt, che miệng cười nói, sư phụ ngươi có thể đừng đánh hắn, ngươi nếu là lại đánh hắn, riêng phía ta lại được bị hắn khi dễ. Ừ, Minh Đạo xuyên chân mày cao lại, ánh mắt, trực câu câu, hướng Trần Phi nhìn lại. Người sau trong lòng một cái lộp bộp, vậy phản ứng đơn giản là thật nhanh, vèo một chút, theo khỉ tử tựa như được, trực tiếp nhảy mở ra. Oan uổng à, thiên đại oan uổng, ta kia bỏ được khi dễ nàng. Trần Phi một bên kêu to oan uổng, một bên ánh mắt,
hung hăng, hướng Bùi Uyển Tình trợn mắt nhìn đi. Giống như là nói, người cái này bé nhà đầu cho ta chờ, chờ lát nữa có người đẹp mắt. Sư phụ ngươi xem, hắn hung ta nào biết. Bùi Uyển Tình trực tiếp là giảo hoạt cười một tiếng, làm ra điềm đạm đáng yêu tư thái, nước mắt giàn giụa nói. Ngươi, Trần Phi ánh mắt lập tức trợn tròn, trợn mắt hốc mồm. Nữ nhân này giải thời điểm học như thế biết diễn trò. Bót, thừa dịp cái này không cản trở, Minh Đạo Xuyên mặt đầy cười đều ngón tay rơi xuống, ở đó Trần Phi trên ót phịch một tiếng gõ một cái. Tư vị kia thật là thanh niên phê gấp bội, dám hung học trò ta tức phụ, người con thỏ nhỏ chết bầm này có phải hay không muốn ngất trời. Trần Phi lần này là buông tha, không cần thiết chống cự, che óc, một mặt u oán đứng tại chỗ trợn mắt nhìn Minh Đạo Xuyên, tức giận nói, lão đầu tử ngươi cố ý. Cố ý thì thế nào? Không phục, Minh Đạo Xuyên chống cổ, diễu võ dương oai, mặt đầy cười đều. Phục, Trần Phi một hơi thiếu chút nữa không biết đi lên, sửng sốt hồi lâu, mới tức giận văng ra một cái như vậy chữ tới, cắn răng nghiến lợi, nói. Số lão đầu tử cũng đừng làm cho ta đợi cơ hội, nếu không, ha ha. Núi không chuyển nước chuyển, thiên đạo có luân hồi. Không tệ không tệ, phục liền tốt, nói thế nào đi nữa lão đầu tử ta cũng là sư phụ ngươi mà. Muốn người ban đầu còn mặc quần thủng đáy thời điểm, là ai nắm lỗ mũi một cái n đem ngươi tân khổ cực. Ngạch, hụ hụ hụ, ho khan. Thôi, không nói cái này, ta tới hôm nay là vì cái gì tới. Mắt thấy Trần Phi sắc mặt càng ngày càng đen, Minh Đạo Xuyên, thức, mặt đầy cười đều thu im miệng. Rồi sau đó liền gặp thần sắc hơi ngưng trọng mấy phần, nhìn Trần Phi nói, bên ngoài truyền tin tức là thật. Ngươi thật đem Bạch Xà giáo phân đà cho sốc. Còn giết hai người chân nhân, muốn cùng Bạch Xà giáo, Bạch Cốt Tông cao thủ ở Thúy Hồ đại chiến. Cao thủ, Trần Phi mí mắt đưa lên một chút, trong lòng đang buồn rầu đâu, cho nên há miệng sẽ tới, thở mạnh nói, cao hơn nữa cao thủ, ta nếu không đem bọn họ sửa chữa thành ma qua, ta Trần Phi tên chữ gục trước tới viết. Ta và ngươi nghiêm chỉnh mà nói đâu, Minh Đạo Xuyên sắc mặt ngưng trọng, nói ta nghe nói Bạch Cốt Tông lần này tới là hạ thị hai huynh đệ. Bọn họ đều là chân nhân cảnh tầng 3 tồn tại. Bạch Xà giáo tới là xanh lá quỷ thôi bà, hoàng quỷ Lý Bạch Chu, còn có hồng quỷ hạt đạo nhân. Vậy hạt đạo nhân nghe nói nhưng mà đã đạt đến chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp. Ngươi thật có nắm chắc như vậy. Hắn nhớ Trần Phi từng nói với chính hắn tu vi, chân nhân cảnh tầng 3. Mà bây giờ chỉ là cùng cảnh giới chân nhân cảnh tầng 3 liền tới 4 cái, thậm chí còn có cái lợi hại hơn tầng 3 đỉnh cấp. Hồng quỷ hạt đạo nhân, cái này chẳng lẽ sẽ không rất nguy hiểm sao? Cái gì, chân nhân cảnh tầng 3, chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp? Lâm Linh nghe vậy trực tiếp là cảm giác có chút đầu choáng váng, sắc mặt lập tức liền biến. Nhìn Trần Phi mười phần khẩn trương nói, thằng nhóc thúi ngươi không phải nói chẳng qua là chút thông thường kẻ địch sao? Làm sao biết như vậy lợi hại, muốn thật nguy hiểm quá lớn, nếu không trận chiến này thì chớ đánh đi. Sớm ở Trần Phi đi tu chân giới trước, thật ra thì cũng đã dạy nàng bắt đầu tu luyện. Tuy nói nàng thiên phú tu luyện chỉ có thể coi như là vậy, hơn nữa hưng cũng không lớn, đến bây giờ cũng mới chẳng qua là tu luyện đến luyện khí tầng 6, nhưng đối với người tu chân cảnh giới, thực lực phân chia nàng vẫn là rõ ràng à. Chân nhân cảnh tầng 3, thậm chí còn tầng 3 đỉnh cấp, ở nàng trong mắt thậm chí đã là đủ để hủy diệt, một thành một tỉnh, quái vật tồn tại. Cái loại đó đỉnh cấp tồn tại. Làm sao có thể không sợ? Mụ, sư phụ, thật ra thì các người không cần như thế lo lắng. Chân nhân cảnh tầng 3 hoặc là tầng 3 đỉnh cấp vậy không việc gì, ta cũng có thể qua mạnh hơn bọn họ, huống chi ông xã. Trước ở thành U Lang thời điểm, lão công một người liền giết qua một cái chân nhân cảnh tầng 5. Gặp Lâm Linh và Minh Đạo Xuyên cũng như thế lo lắng, Bùi Uyển Tình lập tức mở miệng nói. Cái gì? Từng giết chân nhân cảnh tầng 5? Lâm Linh, Minh Đạo Xuyên nghe vậy cũng lại cả người rung một cái, trong mắt hiện ra không tưởng tượng nổi vẻ, đồng loạt nhìn Trần Phi. Ở trong mắt bọn họ, chân nhân cảnh tầng 3 liền hẳn là cái thế vô địch nhân vật. Mà chân nhân cảnh tầng 5, ít nhất có thể đánh cái trước 100 cái, 1000 cái. Có thể giết chết loại người như vậy, vậy phải là cần kinh khủng dường nào lực lượng, mới có thể làm được. Cái này, thằng nhóc thúi này hắn bây giờ lại cũng là đạt tới loại trình độ đó. Ngươi không phải nói cho ta ngươi tu vi chẳng qua là chân nhân cảnh tầng 3 sao? Sao, làm sao, Minh Đạo Xuyên đầu óc có chút hỗn loạn, miệng không chừa nói, lắp bắp nói.
ta công pháp tu luyện có chút lai lịch, có thể làm cho ta vượt cấp mà chiến. Sư phụ ngươi quên ta cho ngươi tu luyện công pháp sao? Muốn ngươi có thể tướng nó tu luyện tới chân nhân cảnh một tầng, đánh một chút tầm thường chân nhân cảnh tầng 2 hẳn không vấn đề gì. Trần Phi cười nói. Thật, Minh Đạo Xuyên chân mày dương lên, lại lắp bắp nói, vậy, người Bạch Cốt Tông, Bạch Xà giáo những người đó. Bọn họ nếu muốn tìm cái chết, tác thành bọn họ vậy không có vấn đề. Trần Phi đánh một cái hưởng chỉ, vèo một tiếng, ngoài cửa sổ trực tiếp là xuất hiện một đạo như thiết tháp bóng người. Lăng không đứng ở nơi đó. Đây là, nhìn vậy như thiết tháp bóng người, Minh Đạo Xuyên chỉ cảm thấy nặng như núi áp lực tấn công tới, rất khủng bố. Nhưng rồi sau đó, nhưng gặp hắn con ngươi chợt co rúm một cái, giống như là gặp được cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi, kinh hô. Đây không phải là Trương Tử Bạch vậy luyện thi sao? Có thể làm sao biết, đổi được như thế mạnh. Minh Đạo Xuyên trong lòng kinh nghi bất định. Ta tướng nó cải tạo một chút, vận khí cũng không tệ lắm. Trần Phi gật đầu một cái, ánh mắt hướng vậy luyện thi lạnh thấu xương chuyển đi, nhàn nhạt nói, Đồng Sơn, đi Thúy Hồ xem. Không đủ tư cách người, sẽ để cho bọn họ trước cút đi. Khan, không có chút nào nhân tính thanh âm lạnh như băng vang lên, vậy như thiết tháp bóng người Đồng Sơn phóng lên cao, biến mất ở đó mờ tối trong tầng mây. Mục tiêu, Thúy Hồ. Nhanh, cảm giác sắp xong hết rồi. Chỉ cần có thể tiến hơn một bước, nhanh lên một chút đột phá đến chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp, sau chuyện thì dễ làm hơn nhiều. Nhìn Đồng Sơn rời đi hình bóng, Trần Phi ánh mắt lóe lên. Cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con người hiện ra mũi nhọn vẻ. Chỉ cần là đạt tới chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp, coi như là gặp nửa bước nguyên đan, hắn cũng dám liều mạng. Đến lúc đó, vậy chờ lực lượng, cũng coi là tạm thời đủ chưa? Ngày đó, ban đêm, đi đôi với sâu thẳm hoàng hôn tấn công tới, toàn bộ Thúy Hồ trên đều bị dính vào một tầng làm tâm linh người bực bội màu sắc. Nhưng dù vậy, lúc này Thúy Hồ, bốn phía, chung quanh vẫn là đèn đuốc huy hoàng, ánh đèn lóe lên. Rất nhiều người tụ tập nơi này, hơn nữa khác biệt tại người bình thường là, những người này không chỉ có chức trang kỳ quái, thậm chí có người, còn không phải là loài người. Bọn họ vảy phi thân, vũ mao đứng lặng, khí thế uyên đình nhạc trì, hạng mục thả sạch bóng, hoặc yêu hoặc thú. Hiển nhiên, coi như là những thứ này yêu tu, đều bị hôm nay cái này, thế kỷ đại chiến, hấp dẫn tới. Trong cự linh bí cảnh yêu tu truyền thừa rất ít, nhưng chỉ cần phải một loại kia hình tồn tại, bối cảnh, lai lịch cũng tất nhiên sẽ rất lợi hại, thân phận không cản. Một đầu mộc đầu trên thuyền, thiên cực môn đông vạn lai ngồi ở chỗ đó, ánh mắt vẫn nhìn lúc này Thúy Hồ bốn phía rất nhiều cao thủ, cường giả, không nhịn được lắc đầu nở nụ cười khổ, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới cái này Trần Phi lại lợi hại đến loại độ cao này, chân nhân cảnh tầng 3. Thật là trước mặt không biết chân nhân. Có mắt không tròng à? Hiển nhiên, cho dù là hắn đã lần nữa đánh giá cao Trần Phi thực lực, có thể làm hôm nay chân chính, câu trả lời, đặt ở trước mắt, hắn còn chưa do trợn tròn mắt. Khó tin. Chân nhân cảnh tầng 3, coi như là ở bọn họ thiên cực môn, bực này độ cao tồn tại vậy tuyệt bất quá hai tay số. Người như vậy, cơ hồ mỗi một vị đều là trên đỉnh núi. Bọn họ thiên cực môn kình thiên trụ, mà bây giờ... Cái này Trần Phi lại cũng là như vậy tồn tại. Thậm chí ban đầu, bọn họ còn mạo phạm như vậy tồn tại. Nghĩ đến đây Đông Vạn Lai đột nhiên có chút cả người bốc mồ hôi lạnh, khó tả cười khổ nói, mạo phạm người như vậy, ban đầu lại có thể không bị giết chết. Thật đúng là vận khí tốt à. Sư phụ ngươi xem, nhưng vào lúc này, Đông Vạn Lai bên cạnh đường hoa đột nhiên chỉ cách đó không xa mới vừa rồi tiến vào Thúy Hồ một chiếc trên giường thanh âm. Thanh âm mang chút run rẩy cùng sợ nói, vậy, đó là Thiên Yêu Tông người sao? Thiên Yêu Tông, Đông Vạn Lai ánh mắt cũng là run rẩy, theo đường hoa ngón tay phương hướng nhìn lại, rồi sau đó trực tiếp là ánh mắt rụt, rung động nói, vậy, đó không phải là Thiên Yêu Tông 18 chiến tướng vì Lang Hư đạo nhân. Hắn lại có thể cũng tới. Thiên Yêu Tông, cũng là cự linh bí cảnh một trong, hai giáo, ba tông. Thậm chí bàn về thực lực, vẫn còn ở vậy Bạch Xà giáo trên. Mà đây Thiên Yêu Tông 18 chiến tướng, chính là tương đương với Bạch Xà giáo thập tam hộ pháp cấp nhân vật. Chẳng qua là khác biệt ở chỗ, cái này Thiên Yêu Tông 18 chiến tướng vì Lang Hư đạo nhân, đây chính là một vị yêu thú cấp 3 tầng 3 tồn tại. Ha ha, Bạch Xà giáo những cái kia tạp mao rắn thật đúng là tiền đồ.
có thể ở trên trái đất này bị người sửa chữa thành như vậy, đơn giản là ném chúng ta, hai giáo, ba tông mặt. Thiên Yêu Tông trên thuyền gỗ, một đầu to lớn đầu sói, răng nhọn, mao ngăm đen, ánh mắt tràn ngập khiếp người hàn mang, không chút kiêng kỵ cuồng ngông cười to nói. Lão đại, tình huống có chút không đúng lắm mà. Ở sau lưng hắn một đầu thần tuấn con ưng khổng lồ, mỏ nhọn mạ vàng, màu bạc nhạt hai tròng mắt tràn ngập thành tựu xuất sắc vẻ, nhìn cách đó không xa trên chiếc thuyền kia hai người kinh nghi nói. Cái gì không đúng lắm mà. Ừ, đó là Bạch Cốt Tông Hạ Kim Hùng, Hạ Kim Hổ, bọn họ hơi thở làm sao? To lớn đầu sói theo con ưng khổng lồ ánh mắt nhìn sang, trên mặt bướng bỉnh vẻ ngay tức thì hơi chậm lại. Thay vào đó là vẻ ngưng trọng. Chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp. Hai người đều là, vậy con ưng khổng lồ thở một hơi thật dài, chậm rãi nói. Hừ, hai tên này vận khí còn thật không tệ à. Xem ra là thương lang trong tay vậy bảo bối, giúp bọn họ bận rộn. To lớn đầu sói hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện ra vẻ tham lam còn có ghen tị nói. Ban đầu thật ra thì cũng không chỉ là Hạ thị hai huynh đệ đơn độc đuổi giết lớn khấu thương lang, mà là rất nhiều người đều đi, bởi vì nghe nói vậy thương lang lấy được cái gì chí bảo. Công hiệu vô cùng. Nhưng cuối cùng, những người khác đều là không công mà về, chỉ có cái này Bạch Cốt Tông Hạ thị hai huynh đệ. Xem ra vậy bảo bối là rơi vào bọn họ trong tay. Hừ, chó vận thật tốt à. Đây là, hắn cùng với bên cạnh con ưng khổng lồ, cùng với tại chỗ rất nhiều người đều là ánh mắt ngưng ngưng, nhìn chằm chằm phương xa nơi nào đó tới. Tê, tê, hống. Một khắc sau. Từng đạo tê tiếng lách tách điếc tai thấp giọng gầm thét từ xa xa truyền tới, sát theo, trời bên kia trên bầu trời trực tiếp là xuất hiện một cái chấm đen, sau đó bắt đầu bay phóng đại, cuối cùng, một đầu giống như núi nhỏ vậy, dài đến 20 đến 30 mét bụi đất rắn là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vậy rắn khổng lồ cả người giống như là do nham thạch tạo thành vậy, trên mình khắp nơi đều là quái thạch lởm chởm, màu vàng nhạt hoàng mang lóe lên, tràn ngập làm người ta ngực bực bội phong phú, tang thương cảm. Là Lý Bạch Chu rắn linh, tựa hồ lại so nửa năm trước mạnh một ít à. Nhìn to lớn kia bụi đất rắn, con ưng khổng lồ ánh mắt có chút kiêng kỵ tự lẩm bẩm. Nửa năm trước, hắn từng và Lý Bạch Chu đánh một tràng, bất phân thắng phụ, mà bây giờ, hắn tựa hồ cảm thấy không đánh lại à. Hống. Đây là, vậy bụi đất rắn một tiếng gầm nhẹ, tiếng chấn động mấy dặm, rơi vào vậy thúy hồ trong, tung lên thao thiên ba lan. Sở xuất sóng gợn. Lại là làm mọi người cảm thấy màng nhĩ một mảnh nổ âm. Nguyên lai là có nhiều bạn cũ như vậy ở à. Thật là náo nhiệt à, bất quá, các người đều là tới xem chúng ta Bạch Xà giáo chuyện Tiếu Lâm sao. Cái này cũng không quá tốt, từ vậy gợn sóng trong truyền ra như vậy tiếng cười âm lãnh. Sát theo, đợt sóng rơi xuống, rắn khổng lồ ngang sừng sững ngay giữa hồ, nếu như là yêu thần vậy. Ở đó rắn khổng lồ trên mình, hai nam một nữ, tất cả là ông già. Ngay tức thì trở thành mọi người trong ánh mắt tuyệt đối tiêu điểm. Kiêng kỵ vạn phần. Lý Bạch Chu, nửa năm không gặp, người vẫn là như vậy tử. Phách lối như vậy, con ưng khổng lồ ngẩng đầu lạnh lùng nói. U, đây không phải là ưng liệt sao? Ta là hay không phách lối, có thể không cần ngươi hỏi tới. Bạch Xà giáo, ngũ quỷ, một trong, hoàng quỷ Lý Bạch Chu, cả người áo dài trắng, thẳng đứng ngất trời châm, giữa eo nghiêng khoác một chuôi rắn kiếm. Liếc mắt nhìn cười lạnh nói. Ngươi, con ưng khổng lồ hơi biến sắc mặt, ánh mắt có chút âm trầm. Phải không, lúc này, vậy cự lang đầu lâu lạnh lùng ngẩng đầu lên, lãnh đạm nói, Lý Bạch Chu, chỗ này có thể còn không phải là ngươi lợi hại nhất. Để cho ngươi khiêm tốn chút, làm sao, không phục sao. Lý Bạch Chu ánh mắt hơi co rúm một cái, cười lạnh nói, nguyên lai là lang hư đạo nhân. Không dám không dám. Lang hư, đã lâu không gặp. Lý Bạch Chu bên người, một vị khô gầy như que củi đỏ cụ già lãnh đạm trước ngẩng đầu lên, giọng không nhanh không chậm nói. Mọi người nhất thời chỉ cảm thấy ngực một tăng, ngực im lìm. Một đôi ánh mắt, kinh nghi nhìn vị này đỏ, khô gầy như que củi ông già. Bạch Xà giáo ngũ quỷ chi, hồng quỷ hạt đạo nhân. Hạt lão ca, ba năm không gặp, người vẫn là như vậy phong thái như cũ à. Cự lang đầu lâu trơ cháo không cười. Nhàn nhạt nói, bất quá ngày hôm nay ta cũng không phải là nhân vật chính. Lại có thể tới, không theo hai vị hạ huynh chào hỏi một chút. Hai vị hạ huynh, rắn khổng lồ lên ba người, hơi ngẩn ra, rồi sau đó ánh mắt đồng loạt là hướng trong hồ vậy tiểu mộc đầu thuyền nhìn lại. Bạch Xà giáo một trong ngũ quỷ,
xanh lá quỷ thôi bà cả người hoa bào, chống chỉ bạc yêu dị đầu rắn cây nạc, tràn đầy nếp nhăn trên khuôn mặt già nua tràn đầy nụ cười dối trá, vừa vặn chào hỏi, nhưng gặp nàng bên cạnh hạt đạo nhân đột nhiên ra nhẹ ồ tiếng. Các người, hạt đạo nhân trong mắt lóe lên nhàn nhạt vẻ kinh dị, nhìn Bạch Cốt Tông Hạ Kim Hùng, Hạ Kim Hổ hai huynh đệ, dừng một chút, chính là giơ tay lên khẽ cười nói, ngược lại là chúc mừng. Tiểu Mộc Đầu trên thuyền, Hạ Thị hai huynh đệ đồng thời tháo xuống thoa lạp đứng dậy, nhàn nhạt nói, vận khí mà thôi. Đa tạ. Vừa nói, một cổ nhàn nhạt áp lực chảy ra, làm người ta không nhịn được biến sắc. Chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp, thôi bà, Lý Bạch Chu đồng thời trong mắt sụt một cái, ngẩn người hồi lâu, mới kinh ngạc giơ tay lên nói, hai vị hồng phúc tề thiên, song song phá nhập chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp, là nên chúc mừng. Chúc mừng. Bốn phía mọi người một mảnh yên tĩnh không tiếng động. Chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp, cảnh giới bực này đã là để cho bọn họ ngửa mặt trông lên cũng khó khăn. Ha ha, cùng vui. Hạ Thị hai huynh đệ đồng loạt cười nhạt nói, đột nhiên, bọn họ thần sắc dừng lại, đồng loạt hướng không bầu trời xa xa nhìn lại. Không chỉ là hắn, những người khác, hạt đạo nhân, thôi bà, Lý Bạch Chu cùng với Thiên Yêu Tông các người đều là hướng bầu trời trong tầm mắt đi. Một giây kế tiếp, lại là một đạo điểm đen xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Hơn nữa, điểm đen kia lại vẫn còn cho bọn họ truyền đến rất lớn áp lực. Là hắn sao? Hạt đạo nhân khẽ cau mày, lẩm bẩm nói. Cái này Trần Phi lại có như vậy thực lực, trách không được Mã Kim Long bọn họ sẽ thua trong tay đối phương. Những người khác cũng là một mặt vẻ kinh dị, cau mày nhìn bầu trời. Rất nhanh, thân ảnh kia liền khóa vực liền mấy ngàn gạo khoảng cách, gần trong gang tấc. Mọi người lúc này mới thấy rõ vậy người tới hình dáng. Cả người áo bào đen, dáng người to lớn như tháp sắt vậy, cả người trên dưới tràn ngập sâu kín phong phú áp lực, làm người sợ hãi. Là hắn, không đúng, không phải hắn, hắn không phải Trần Phi. Một người không nhịn được kinh hô lên, hô lớn. Hắn trải qua ngày đó trận chiến ấy, biết đây không phải là Trần Phi, mà là đi theo Trần Phi bên người sư huynh. Hắn là ai? Cự lang đầu lâu cuồng ngạo thanh âm trùng trùng ở hắn bên tai nổ vang, làm lỗ tai hắn ngay tức thì tràn đầy đau nhức, còn có máu tươi. À, một tiếng hét thảm, người nọ bụng lỗ tai, mặt đầy sợ hãi, chiến sừng sững nói. Hắn hình như là Trần Phi sư huynh. Sư huynh, hạt đạo nhân, Hạ Thị hai huynh đệ cùng nhíu mày một cái, nhìn về Đồng Sơn, ánh mắt phụt ra phụt vô lạnh lùng sát ý. Bất kỳ cùng vậy Trần Phi có quan hệ người, đều là bọn họ kẻ địch. Ngươi tới làm gì, làm sao, muốn trước thời hạn đi tìm cái chết. Một khắc sau, Lý Bạch Chu tiến lên một bước, trong cơ thể thoáng qua ở giữa tràn ngập, tuôn ra như sấm vang dội, thanh âm lạnh lẽo tràn đầy bầu trời. Tê, tê. Cùng lúc đó, hắn vậy yêu cưng chịu bụi đất rắn cũng là sôi sục trước thân thể, đèn lồng vậy to lớn con ngươi phong tỏa ở Đồng Sơn trên mình, yêu khí cuộn sạch đi ra, long trời lỡ đất. Làm người ta giống như là gặp được ngày tận thế vậy, thật đáng sợ. Nhưng ngay khi một giây kế tiếp, bàng bạc áp lực kinh khủng, màu xám trắng âm khí, xen lẫn to lớn vang khắp thẳng tới mây xanh thanh âm nổ vang tại tất cả người bên tai. Như điên gió sóng lớn vậy gào thét mà qua, mặt hồ đều bắt đầu xuất hiện lỗ trống lớn. Không đúng, cái này không phải là người hơi thở. Ngươi là luyện thi, hạt đạo nhân trong mắt chợt rụt một cái, rơi vào Đồng Sơn trên mình, ánh mắt trực tiếp là hiển hiện ra cực lớn hỗn loạn, cùng với kinh nghi. Luyện thi. Trên bầu trời, Đồng Sơn mặt không cảm giác ngẩng đầu lên, lộ ra vậy xám trắng, khô đét khuôn mặt, con người yếu ớt, phụt ra phụt vô đờ đẫn, xâm nhiên hàn mang, chủ nhân để cho ta đi thử một chút các ngươi cân hai. Không đủ tư cách người, cút. Nghe vậy mọi người sắc mặt biến, hiện ra lửa giận. Nhưng lúc này, Đồng Sơn cũng đã là động. Bước ra một bước, âm khí cuộn sạch, cuốn long trời lỡ đất. Vậy ầm ầm ở giữa. Một tia sáng trắng giống như là xé trời chi nhận vậy hướng tất cả mọi người lướt đi. Là Đồng Sơn móng vuốt. Đầy trời xám trắng, ầm ầm ở giữa, bình tĩnh Thúy Hồ là nhấc lên ngất trời sóng lớn lăn lộn, rất nhiều thuyền bè lay động, văng tung tóe. Mặc vào thế người lực yếu, dưới chân thuyền gỗ tất cả vỡ bể thành mảnh vỡ, rơi vào trong hồ. Thật can đảm. Mọi người trong mắt co rúc lại, từng đạo ánh mắt khiếp sợ. Rơi hướng trên bầu trời tựa như là có thể xé hết thảy ánh sáng trắng, tê không vết quào, trực tiếp là nhấc lên ngút trời xôn xao.
hắn rốt cuộc là ai? Không phải nói vậy Trần Phi sư huynh, lại dám một người hướng Hạt đạo nhân, Hạ thị hai huynh đệ bọn họ toàn động thủ. Người này thật sự là quá ngông cuồng. Bạch xà giáo ngũ quỷ chi, hồng quỷ Hạt đạo nhân, bạch cốt tông Hạ thị hai huynh đệ, đây có thể đều là chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp nhân vật. Huống chi một bên còn có Thôi bà, Lý Bạch Chu. Dám một thân một mình mặt đối với những người này, chân nhân cảnh tầng 4 đủ chưa? Khí phách cũng không nhỏ, nhưng không sợ đem mình cho chống đỡ đã chết rồi sao? Giữa trời đất một mảnh xôn xao, nhất là vậy có chân nhân cảnh trở lên lai lịch không cạn các người, càng bị đồng sơn cái này khổng lồ, rốt nát khí phách nơi chân châu. Khiếp sợ, nơi không nhịn được mặt lộ vẻ trào phúng. Cõi đời này, không phải là người nào cũng có thể như vậy phách lối, như vậy coi trời bằng vung. Ba cái chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp, hai cái chân nhân cảnh tầng 3, nói khó nghe chút chỉ sợ là cũng có thể tướng một cỡ nhỏ quốc gia tiêu diệt. Đội hình như vậy, cho được khiêu khích. Hừ, chỉ gặp Hạ thị một trong hai huynh đệ, Hạ Kim Hùng ánh mắt một nghiêm túc, quát to một tiếng, chỉ gặp bên trong thân thể trực tiếp là tuôn ra mấy trăm đạo linh quang, phóng lên cao, ngưng tụ thành một cái hạt màu vàng lưu ly vậy ngón tay, phụt ra phụt vô biên cường hãn uy năng, khí thế, nghênh không lên. Phịch, thiên địa chấn động, một mảnh sáng chói. Vậy tê không giấu móng tay hỗn loạn ở giữa bay biến thành run rẩy tinh điểm, mất đi thành bụi bặm. Cùng lúc đó khổng lồ trọng áp hướng Đồng Sơn đè đi, lại là phịch một tiếng, Đồng Sơn bị đánh bay ra gần 100 mét, mới xem đứng vững gót chân. Lại có thể không bị thương. Hạ Kim Hùng chố mắt nhìn, ánh mắt hơi có chút kinh nghi nhìn Đồng Sơn. Hắn một kích này nhưng mà hoàn toàn không nương tay, kể cả cảnh giới tu sĩ cũng rất khó chống cự, mà đối phương bây giờ kiên quyết đương đầu xuống. Lại có thể không có chút nào tổn. Ngươi so ta mạnh, gần ngoài trăm thước, Đồng Sơn đứng vững gót chân, ánh mắt yếu ớt nhìn Hạ Kim Hùng, không cảm tình chút nào nhàn nhạt nói. Hạ Kim Hùng hơi ngẩn ra, rồi sau đó thu tay lại. Hắn như vậy cảnh giới người, đều có mặt mũi có tôn nghiêm, đối phương nếu đã thừa nhận hắn thực lực, lại tiếp tục động thủ, sẽ không có cần thiết. Cái kế tiếp. Rồi sau đó Đồng Sơn không có chút nào gợn sóng lạnh giọng lại lần nữa ở mảnh thiên địa này truyền ra, Hạ Kim Hổ, Hạt Đạo Nhân, Lý Bạch Chu, Thôi bà các người đều là tròng mắt hung hăng híp một cái, toát ra nhàn nhạt uy nghiêm. Chẳng ai nghĩ tới, lấy bọn họ thân phận, tầng thứ, nguyên bản ngày hôm nay chuyến này có thể là vì tới hưng sư vấn tội, trả thù giết người. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vẫn còn phải được bị đối phương khảo nghiệm, bị thử một chút cân lượng. Cái này thật đúng là hắn thiết đầu óc, một gân cho đến để à. Túy Hồ Trong, vậy Thiên Yêu Tông 18 chiến tướng Chi Lang Hư đạo nhân tuét miệng cuồng như vậy cười một tiếng. Luyện thi chính là như vậy, cho dù là bị giao cho suy nghĩ, thần trí, còn là cứng ngắc có thể. Điểm chính là như bây giờ trường hợp Hạ Kim Hùng, Hạt đạo nhân bọn họ muốn tức giận cũng tới, hoàn toàn chỉ có thể nín. Nếu không, chẳng lẽ là muốn chứng minh bọn họ sợ, không dám chứng minh mình tư cách. Chó má, muốn tìm cái chết vậy ta Lý Bạch Chu thành toàn cho ngươi. Một khắc sau, liền gặp vậy Bạch Xà giáo một trong ngũ quỷ, hoàng quỷ Lý Bạch Chu sắc mặt đỏ bừng, quát to một tiếng, dưới chân xám trắng rắn khổng lồ trực tiếp là ngửa đầu tê tê đế khiếu đứng lên, thân hình khổng lồ tuôn ra thúc dục diêu quang, giống như một cái cự thú. Tràn đầy làm người ta sợ hãi lực lượng cường hãn. Oanh! Cái này Lý Bạch Chu một hiện ra yêu cưng chiều rắn khéo léo mạnh nhất thư thái. Chính là lại nữa nương tay, quát khẽ một tiếng, một cổ do như sóng gợn sóng trùng kích tướng vậy Thúy Hồ bề ngoài tung lên xuất hiện từng cơn đợt sóng. Sóng lớn ngút trời. Hống. Cùng lúc đó, vậy xám trắng rắn khổng lồ cũng giống là lấy được chỉ thị vậy, đèn lồng vậy to lớn con ngươi trực tiếp là sâm đỏ lên, người ảnh, giống như là nổ tung mất khống chế xe ủi đất. Mấy cái hô hấp ở giữa, liền là xuất hiện ở Đồng Sơn trước mặt. Cùng lúc đó. Vậy xám trắng rắn khổng lồ miệng to như chậu máu chính giữa vẫn là có từng vòng, từng đạo thần bí huyền diệu mới vừa hỏi lan tràn ra, ngưng tụ thành một cái hơi thở kinh khủng màu xám cho quang cầu. Chó má, muốn thử ta Lý Bạch Chu có hay không tư cách, người cũng xứng sao. Chết đi, hủy diệt rắn ba. Cái này Lý Bạch Chu vừa thấy chính là tánh tình cường thế, ngang bướng người, lúc này trong mắt hàn mang chớp mắt, lộ hung quang. Ra tay một cái chính là vậy xám trắng rắn khổng lồ cường hãn nhất thiên phú thần thông. Một chiêu này từng coi như là vậy Thiên Yêu Tông con ưng khổng lồ cũng là bị đánh thành trọng thương, ước chừng nghỉ ngơi mấy năm sau mới phải. Hống,
vậy xám trắng rắn khổng lồ lại lần nữa ngửa đầu gào thét, miệng to như chậu máu ở giữa xám trắng quang cầu cũng là do như sấm vậy, đùng đùng dày đặc quấn vòng quanh rất nhiều đỏ tươi sợi tơ, liền không khí đều là chấn động, xuất hiện vết nứt. Một khắc sau, vậy xám trắng rắn khổng lồ như núi nhỏ vậy thân thể cao lớn run lên bần bật, đuôi to hung hăng đập trên mặt hồ, sóng tràn ra mấy trăm mét. Ngút trời trong đợt sóng, một viên hơi thở kinh khủng xám trắng quang cầu, khí thế dễ như bỡn hướng Đồng Sơn nghiền diệt đi. T. Như vậy thủ đoạn, như vậy uy thế, trực tiếp là làm mọi người tại đây cũng tròng mắt sợ hãi bạo co lên tới. Đám người thần sắc một mảnh xôn xao, hiện đầy sợ hãi. Mà ở nơi này vô số hai kinh nghi, ánh mắt sợ hãi hạ, Lý Bạch Chu đắc ý, bướng bỉnh trong ánh mắt, Đồng Sơn vẫn là mặt không cảm giác, ước chừng chẳng qua là bày ra một bộ tư thái, thân xác tiếp theo xuống trực tiếp là hiện ra từng hạt tròn ngón tay út lớn nhỏ xám trắng hạt châu, tràn đầy xanh biếc, xám trắng hai loại màu sắc hỗn hợp. Vật kia, Lý Bạch Chu cẩn thận, mà ở thấy vậy từng viên một ngón tay út lớn nhỏ hạt châu, hồng quỷ hạt đạo nhân ánh mắt chợt rụt một cái. Trong lòng hiện ra dự cảm không tốt, theo bản năng lớn kêu lên. Nhưng lúc này, nhưng đã muộn. Hống. Đồng Sơn trong miệng mặt ra một tiếng không giống người quái dị đế khiếu. Ánh mắt u xanh lá. Một khắc sau, liền gặp bàn tay hắn hung hăng xé ra, giống nhau trước vậy làm người ta kinh hãi xé trời giấu móng tay. Mà lần này, vậy chờ chập chờn, cùng với hắn trong nơi tràn ngập năng lượng nhưng là kinh người kinh khủng đứng lên. Rồi sau đó. Một chảo này liền trực tiếp là cùng vậy tới đánh xám trắng quang cầu hung hăng đụng vào nhau. Phịch, tiếp xúc ngay tức thì, kinh thiên đồ sộ tiếng vang triệt, mắt thường có thể thấy được sóng trùng kích tàn phá mở, thúy hồ như bão phong mưa rơi lớn biển, vô biên vô cùng hỗn loạn. Cái này, mọi người ánh mắt trực tiếp là kinh hãi ngưng động, như vậy cảnh tượng, bọn họ chưa bao giờ nghe, gặp nơi không gặp. Nhưng thật sự là quá lợi hại, quá kinh khủng. Nguyên lai. Đây mới là chân nhân cảnh tầng 3 vậy tầng thứ lực lượng sao? Thật là vô địch à? Oanh! Nhưng vào lúc này, vậy trên bầu trời xám trắng quang cầu đột nhiên hủy diệt, nổ bể ra. Lại là bị Đồng Sơn một chảo này hung hãn vỡ ra tới. Hơn nữa một chảo này thế công còn không giảm, một giây kế tiếp, hung hăng đánh vào vậy Lý Bạch Chu trên mình, đem đánh bay ra ngoài. Hơn nữa không nhiều không thiếu. Mới vừa Đồng Sơn bị Hạ Kim Hùng đánh bay ra ngoài gần trăm mét, mà bây giờ, vậy Lý Bạch Chu, cũng là bị Đồng Sơn một chảo này đánh bay ra ngoài liền gần trăm mét. Cảnh tượng chưa từng tương tự. Rào rào. Thúy hồ nội bộ, bốn phía nhất thời tuôn ra một ít tiếng xôn xao. Rất nhiều thế lực cường đại cao thủ đều là ánh mắt đông lại một cái, diễn cảm cứng ngắc. Bởi vì lấy bọn họ thực lực, muốn tiếp một chảo này, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường. Đó chính là chết. Mà ở nơi này đầy trời xôn xao tiếng chính giữa, hạt đạo nhân, thôi bà sắc mặt vậy đồng dạng là biến đổi. Tuy nói Lý Bạch Chu là bọn họ trong ba người thực lực yếu nhất, có thể như vậy tùy tiện liền bị đánh bại, bọn họ vậy vẫn là không có nghĩ đến. Ừ, một khắc sau, vậy hạt đạo nhân chân mày lại là không nhịn được cau một cái. Bởi vì bị đánh bay ra ngoài Lý Bạch Chu, lại có thể lúc này không có thanh âm. Điều này sao có thể? Một bên vậy bạch xà giáo một trong ngũ quỷ xanh lá quỷ thôi bà cũng là sắc mặt mãnh biến đổi, chân đạp thẳng tới mây xanh bay nhảy ra, giống như là chim vậy, hai ba cái hô hấp ở giữa, liền là xuất hiện ở Lý Bạch Chu trước người, rồi sau đó ánh mắt lại lần nữa hung hăng rụt. Mới vừa rồi vậy một móng, có độc sao? Nàng lẩm bẩm nói. Chỉ thấy vậy, Lý Bạch Chu đang cả người là máu ngồi xếp bằng ở nàng trước người, diễn cảm dữ tợn điên cuồng vận chuyển trong cơ thể linh khí. Có thể hắn trên mặt vẫn còn là hiện đầy xanh tươi, tươi đẹp trình độ làm người ta sợ. Là độc thi. Vậy chó má, Lý Bạch Chu môi run rẩy mở miệng, thần sắc dữ tợn, cắn răng nghiến lợi. Hôm nay hắn chật vật như vậy hình dáng nếu như truyền đi, hắn từ bây giờ về sau, tướng mặt mũi vô tồn, thành mỉm cười chui. Thôi bà không có đón thêm nói, mà là xoay người sang chỗ khác, ánh mắt kiêng kỵ nhìn xa phương thiên không mặt không cảm giác Đồng Sơn. Bọn họ bạch xà giáo đây chính là chơi độc tổ tông, mà bây giờ, người này, hoặc là nói cái này luyện thi có thể cưỡi ở trên đầu bọn họ động thổ. Nhân vật khó giải quyết. Cho dù là kẻ địch, nhưng bây giờ thôi bà không thừa nhận cũng không được, cái này Đồng Sơn, là thật rất khó giải quyết. Ngươi không được, cái kế tiếp. Rồi sau đó,
làm Đồng Sơn không tình cảm chút nào cùng chập chờn thanh âm lại lần nữa truyền đãng thiên địa, tất cả mọi người, Thúy Hồ trong ngoài đều là một mảnh tĩnh mịch, chỉ có vậy Lý Bạch Chu nghe vậy nhất thời thần sắc hơn nữa dữ tợn, ánh mắt máu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm, muốn tướng Đồng Sơn bầm thây vạn đoạn. Lấy hắn thân phận, như vậy miệt thị, chưa từng như vậy xấu hổ mất mặt qua. Hắn bây giờ là thật muốn giết người à? Mà vậy hạt đạo nhân nghe vậy cũng là ánh mắt chợt ngưng ngưng, rồi sau đó lau một cái nhàn nhạt lãnh sắc, trực tiếp là lưu lộ ra. Hai vị hạ lão đệ, các người thấy thế nào? Hắn nhàn nhạt hỏi. Như thế xem, hạ kim gấu con ngươi nhanh tránh, đột nhiên cười nói, không nghĩ tới trên trái đất này lại có thể mới có thể có nhân vật như vậy, trước ngược lại có chút coi thường hắn. Hắn đánh lơ là mắt. Tên này có cổ quái. Thông thường luyện thi không thể nào giống như hắn như vậy, mới có thể có như vậy thần trí. Một bên, Hạ Kim Hổ do dự một chút, vẫn là lạnh lùng mở miệng nói. Nói thật, cho dù là lấy hắn bây giờ thực lực, vậy vẫn bị mới vừa rồi Đồng Sơn vậy sạch sẽ gọn gàng thủ đoạn cho chấn động kinh ngạc một chút. Thậm chí nói khó nghe một chút, hắn lần này nếu như không có thể đột phá, có phải hay không Đồng Sơn đối thủ, cũng còn khó nói. Nghĩ đến đây, hắn lại là xác định. Trước mắt cái này luyện thi là thật có cổ quái. Lợi hại luyện thi hắn cũng không phải không gặp qua, nhưng tức chính là có thể giết hắn luyện thi, hắn chí khôn trình độ chỉ sợ cũng vẫn là không có trước mắt cái này luyện thi tới cao. Nhưng tức chính là có thể xóa diệt hắn hiện giờ thực lực khủng bố luyện thi, chỉ sợ cũng vẫn là không có lúc này cái này luyện thi biểu hiện ra thần trí cao độ lợi hại. Có cổ quái thì như thế nào? Nếu hai vị lão đệ không muốn ra tay, vậy hay là để cho ta xương già này nhúc nhích đi. Nghe vậy, vậy hạt đạo nhân sắc mặt lãnh đạm cười một tiếng, giống vậy ánh mắt dần dần âm trầm rơi xuống Đồng Sơn trên mình. Chính là một cái luyện thi, nhưng dứt khoát như vậy tướng dưới tay hắn Lý Bạch Chu đánh bại, đây không thể nghi ngờ là hung hăng một cái tát phung ở bọn họ Bạch Xà giáo ngũ quỷ cái danh hiệu này lên. Nhất là hắn cái này ngũ quỷ chi, hồng quỷ hạt đạo nhân, hắn trên mặt lại là cảm giác không quang. Nghĩ đến đây, liền gặp bên trong thân thể dần dần hiện ra nhàn nhạt nặng nề điểm sáng trong còn lộ ra làm người ta ngực bực bội năng lượng, phụ thuộc vào ở trên tay hắn, rắc rắc tiếng rắc rắc vang lên thoáng qua ở giữa, tay hắn cánh tay lại biến thành một cái hiện đầy màu xanh vảy rắn tay, vòng quanh đáng sợ năng lượng. Nguyên bản lấy lão phu thân phận, cũng không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ thế đè người, bất quá, nhưng nếu người cái này không đầu óc xúc sinh dám ở trước mặt lão phu làm càn. Vậy ta hôm nay, cũng là lưu ngươi không được. Làm hạt đạo nhân vậy trầm thấp, xâm nhiên thanh âm lúc rơi xuống, ở giữa đất trời này nhất thời gió nổi mây vần, trên Thúy Hồ sóng lớn giống giận. Hoảng hốt ở giữa, mọi người bên tai lại giống như là vang lên, tiếng lách tách không ngừng, chăm rắn thét dài cảnh tượng. Màng nhĩ đau nhói chảy máu, đơn giản là làm ra đầu nhám. Oanh! Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, hạt đạo nhân bóng người nhảy lên. Cả người sau lưng giữa thiên địa, rậm rạp chằng chịt ánh sáng phun lên, mỗi một món mỗi một cái cũng giống như là từng con bán chạy thúy rắn, phụt ra phụt vô khói độc, tướng ngày đó cũng dính vào một tầng màu xanh lá cây. Có độc, đi mau, mọi người sắc mặt biến, đều là thần sắc kinh khủng bỏ thuyền đi, không dám quay đầu. Bạch Xà giáo chơi độc đáng sợ là nổi danh, nếu là bị ảnh hưởng đến, sẽ rất thảm. Kinh hoàng chạy thục mạng trong đám người. Chỉ có Bạch Cốt Tông Hạ Thị hai huynh đệ, Thiên Yêu Tông Cự Lang đầu lâu, còn ưng khổng lồ cùng có thể hơi chấn định. Có thể tức đã là như vậy, bọn họ lúc này vọng hướng bầu trời trong vậy hạt đạo nhân ánh mắt, cũng là tràn đầy kiêng kỵ. Xí, lão già này chỉ sợ là muốn bước ra một bước kia. Cự Lang đầu lâu giận dữ nhổ mấy bãi nước miếng, ánh mắt khói mù thấp giọng mắng. Tràn đầy hâm mộ vẻ ghen tị. Chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp gần hơn một bước. Đó chính là chân nhân cảnh tầng 4. Bực này tu vi cho dù là ở bọn họ Thiên Yêu Tông đó cũng là đỉnh núi tồn tại, bị người ngửa mặt trông lên. Hống. Mà lúc này, Đồng Sơn vậy hình như là bị kinh khủng chèn ép đè không thể nhúc nhích, thân thể cương tại ngày đó không ở đây, điên cuồng ra gầm thét, thi khí ngất trời, hỗn loạn khó dằn. Ở ta trước mặt, ngươi lấy là ngươi còn có thể tránh thoát được hết. Hạt đạo nhân tiếng cười lạnh tràn đầy bầu trời. Một khắc sau lưng hắn, trực tiếp là có 8 chỉ diện mạo bất đồng, nhưng lại thống nhất hình thái cực độ dữ tợn thúy sắc rắn khổng lồ phóng lên cao, đồng loạt há miệng, 8 đạo bất đồng hình thái chùm ánh sáng xì ra,
vặn vẹo không gian, thoáng qua ở giữa khí tức hủy diệt trực tiếp là chìm ngập vang lên Đồng Sơn. Hống! Đồng Sơn trong miệng ra không giống loài người tiếng gào thét, cuối cùng là tránh thoát kinh khủng kia khí thế, lấy được tự do lần nữa, vậy mà lúc này vậy tám đạo bất đồng hình thái chùm ánh sáng cũng đã là chìm ngập đánh giết tới. Kinh thiên vậy thanh âm nổ vang, mảnh khu vực kia trực tiếp là nối liền Đồng Sơn trở thành hắc động vậy nước xoáy. Thúy hồ bốn phía mặt đất cũng còn là một mét gạo hướng ra phía ngoài kéo dài, nứt nẻ đứng lên, một ít thực lực không đủ người, tại chỗ chính là một búng máu phun ra ngoài, sụi lơ trên đất, ánh mắt phủ đầy sợ hãi kinh hãi. Thấy tình cảnh này, vậy hạt đạo nhân đắc ý sửng dưng một tiếng, thu hồi khí thế, tựa hồ giống như là không muốn lại đi quản nhìn Đồng Sơn sống chết. Nhưng trên thực tế, hắn tự tin, hoàn toàn chính diện bị hắn chiêu này đánh trúng, đừng nói là chính là một luyện thi. Coi như là hiện nay hạ thị hai huynh đệ, không chết vậy nhất định là sẽ trọng thương. Đồng Sơn lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp hạ thị hai huynh đệ. Trước Hạ Kim Hùng ra tay, đã là chứng minh hết thảy. Hả, vậy Ngọc Tháp là cái gì? Có thể nhưng vào lúc này một đạo tiếng kinh hô lại đột nhiên vang lên, nhưng là vậy Hạ Kim Hổ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong chiến trường ương, thần sắc khó tin nói. Không chỉ là hắn. Một bên Hạ Kim Hùng, thậm chí liền càng xa xa thôi bà đạt tới Lý Bạch Chu lúc này cũng kinh nghi nhìn trong chiến trường ương, sắc mặt thay đổi mấy lần. Sắc mặt khó rõ. Ừ, thấy vậy, vậy hạt đạo nhân cau mày, xoay người, nhìn về vậy trong chiến trường, một khắc sau, hắn sắc mặt cũng là kinh biến đứng lên. Khiếp sợ tiếng bật thốt lên. Chỉ gặp vậy mới vừa kinh thiên nổ bao trùm, chìm không có đi qua khu vực, ngút trời bụi mù tản đi sau đó. Một tòa lập lòe quang trắng noãn ngọc tháp trác nhiên sừng sững, không có chút nào tổn, lấp lánh rực rỡ. Pháp khí cao cấp, không đúng, là pháp bảo. Hạt đạo nhân trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy lấp lánh rực rỡ trắng noãn ngọc tháp, thân thể đều là không nhịn được kích động run rẩy, tràn đầy theo bản năng tham lam. Tại bọn họ cự linh bí cảnh mà nói, đừng nói là pháp bảo, coi như là pháp khí cao cấp vậy cũng là ít chi lại càng ít. Bởi vì bọn họ bí cảnh chính giữa thật sự là quá thiếu đẳng cấp cao luyện khí sư. Người khác đều nói không bột đố gột nên hồ, nhưng bây giờ bọn họ không phải không gạo, mà là không đúng dịp người phụ nữ à. Pháp bảo, hạ thị hai huynh đệ chuyện này cũng là ánh mắt kích động, hiện đầy đỏ thấm cùng với hỗn loạn sắc thái. Đối với bọn họ bí cảnh chính giữa tu sĩ mà nói, pháp bảo trình độ chân quý, thậm chí càng đan dược cao cấp. Bắt giữ hắn. Pháp bảo này chúng ta nhất định phải bắt vào tay. Một khắc sau liền gặp vậy hạt đạo nhân không chút do dự thần sắc tham lam động thủ nữa, kinh khủng khí thế áp lực hướng vậy trắng noãn ngọc tháp đè đi, có thể người sau vẻn vẹn chỉ là nhẹ run lên, liền đem vậy bàng bạc đến làm người ta kinh hãi khí thế hoàn toàn là bắn ra. Không có chút nào tác dụng. Cái gì? Hạt đạo nhân thân hình chợt cứng đờ, cương tại chỗ, khó tin nhìn vậy trắng noãn ngọc tháp, không nghĩ tới mình toàn lực xuất thủ khí thế uy áp. Lại chút nào không uy hiếp được vậy trắng noãn ngọc tháp, như vậy, đây chẳng phải là nói. Không làm gì được hắn. Hạ thị hai huynh đệ thấy tình cảnh này cũng là thần sắc đại biến đứng lên, khó tin nhìn vậy trắng noãn ngọc tháp. Ngọc này tháp kết quả là đẳng cấp gì pháp bảo, lại sẽ như thế lợi hại, liền hạt đạo nhân cũng không làm gì được hắn. Oanh! Nhưng mà ngay tại lúc này, vậy trắng noãn ngọc tháp phóng lên cao, hóa là một đạo lưu quang bạo xạ ra. Các người có tư cách lưu lại nơi này, cùng tối mai chủ nhân ta tự mình tới đi. Trắng noãn ngọc bên trong tháp truyền ra như vậy thanh âm, vang vọng ở bầu trời, cũng đã là phóng lên cao, biến mất ở tầng mây cuối. Hạt đạo nhân lúc này mới bừng tỉnh, muốn truy đuổi, lại phát hiện vậy trắng noãn ngọc tháp đã sớm là biến mất không thấy. Truy đuổi không thể truy đuổi. Đáng chết, hạt đạo nhân mặt lạnh tức giận mắng một tiếng, lúc này tỉnh táo lại, trong lòng nhưng chợt có chút bất an. Vậy trắng noãn ngọc tháp có thể coi thường hắn uy áp khí thế, há chẳng phải là đã ngồi vững vàng bất bại chi cục. Vậy kết quả là loại nào đẳng cấp pháp bảo? Còn nữa, có thể có bực này pháp bảo người, lại là đạt đến trình độ nào? Càng muốn, hạt đạo nhân trong lòng thì càng có chút hoảng. Chúng ta đi, một khắc sau, lại gặp hắn vung tay lên, xoay người vậy lập tức là biến mất ở trên trời. Hạt sư, xa xa, thôi bà ngẩn người. Tay đều là còn không có đưa ra ngăn trở, hạt đạo nhân thì đã nhảy lên trời, biến mất không thấy. Vèo,
Đi theo nàng hất tay một cái ở giữa đầu rắn cây nặng, linh quang vang dội, sáng lạng sáng chói, hình thành một cái năm màu sặc sỡ hoa xà, tiếng lách tách tướng vậy đang bức độc Lý Bạch Chu cuốn lại, đồng dạng cũng là rời đi. Thấy tình cảnh này, Hạ thị hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt phức tạp mấy phần, nhưng vẫn không động. Tí tách. Đột nhiên, trên bầu trời bay xuống liền mưa như thác đổ, mưa như chút nước đầy đất, tướng vậy đại chiến sau một mảnh hỗn độn thúy hồ cọ rửa đứng lên, hắc đêm cũng là theo hạ xuống. Mọi người ngực một hồi im lìm, không nói ra lời. Cái này chỉ là tới đi đầu luyện thì giống như này lợi hại, muốn đổi thành là chân chánh nhân vật chính, vậy chiết giang Trần Phi, sẽ thật lợi hại, bao kinh khủng, thật là cũng có chút không dám nghĩ. Ngày mai đánh một trận, sẽ có nhiều thay đổi hoàn toàn. Đáng mong đợi à, có người lẩm bẩm nói. Không ít người im lặng gật đầu, trong mắt hiện ra nồng đậm mong đợi. Như vậy đại chiến, cả đời có thể chính mắt thấy một lần, cũng coi là vận khí. Bỏ qua ắt sẽ tiếc nuối cả đời. Quyết chiến ngày đó, màn đêm tràn vào muốn hạ xuống, Thúy Hồ bên trên một cái nhà tường xám bụi đất miếng ngói bên trong tứ hợp viện. Mấy tờ ghế mây, một bàn mộc bàn uống trà nhỏ, nhưng lại hiểu rõ vị ông già vây ở ngồi ở chỗ đó. Bày đặt ở trước mặt thô trà cũng đã là hơi lạnh đứng lên. Chỉ gặp vậy một vị trong đó ông già tuổi già sức yếu, trong lơ đãng bộc lộ ra ngoài khí thế nhưng vô cùng là phi phàm. Người này không phải người khác, lại là từ kinh đô đường xa tới Hứa Đông Điền, Hứa lão gia tử. Lúc này, chỉ gặp hắn nhìn về nơi xa hôm qua đánh một trận sau bừa bãi Thúy Hồ chung quanh, không nhịn được tâm trạng phức tạp, sâu đậm xúc động, nói, sức người lại là có thể đạt tới như vậy động trời trình độ. Đơn giản là làm cho bọn ta hoảng sợ à. Ở bên người hắn, một ông cụ khác người mặc vào kiểu áo tôn trung sơn, mang kiếng lão, đầu đầy chỉ bạc, cũng là nhìn như vô cùng là tuổi già sức yếu, có thể hắn trong lơ đãng bộc lộ ra ngoài khí thế, có thể làm cho tâm thần người lẫm nhiên. Không có gì bất ngờ xảy ra, vị cụ già này đã từng vậy nhất định là vị dung chuyển trời đất nhân vật lớn. Đúng vậy, chính nhất đạo trưởng, người xem chiến đấu này ảnh hưởng đến trình độ. Người nói hôm qua đại chiến mấy người so với người đứng lên, ai mạnh ai yếu. Lão giả kia đưa lên một chút kiếng lão, hướng bên người một vị mặc cổ trang, tay cầm phất trần đạo trưởng mặt mũi ngưng túc hỏi. Ta! Vậy mặc cổ trang, tay cầm phù trần đạo trưởng lắc đầu cười khổ cười, trực tiếp là nói, Nguyên Long trưởng ngươi đây là quá đề cao ta. Hôm qua đại chiến vậy hai vị, tục truyền nói theo như lời chính là Bạch Xà giáo ngũ quỷ cấp nhân vật, cùng với Bạch Cốt Tông Hạ thị hai huynh đệ. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút. Trong mắt trực tiếp là hiện ra ngưng nhiên vẻ, chậm rãi nói, bọn họ tu vi, ít nhất là ở chân nhân cảnh tầng 3, thậm chí tầng 3 đỉnh cấp. Ta điểm này vì mạt mánh khóe mới khó khăn lắm sơ tới chân nhân cảnh tầng 2. Hoàn toàn là khác biệt một trời, không cách nào so sánh. T. Vậy được gọi là, Nguyên Long Trường, ông già con ngươi rụt một cái, trực tiếp là không nhịn được ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Hiển nhiên là bị, chính nhất đạo trưởng, lời này làm cho sợ hết hồn. Phải biết vị này chính nhất đạo trưởng nhưng cũng là trong cự linh bí cảnh, một trong, hai giáo, ba tông, đang thanh dạy nhân vật lợi hại. Hắn từng chính mắt nơi gặp, một nhóm tam giác vàng địa khu mấy ngàn thành viên chi quy mô khổng lồ địa phương làm phản quân tổ chức, bởi vì chiêu chọc đến chính nhất đạo trưởng trên đầu, không tới nửa giờ liền bị toàn quân chết hết. Một người còn có thể an ổn đứng cũng không có. Cho nên một lần ở vị cụ già này trong lòng, giống như là chính nhất đạo trưởng loại cấp bậc này cao thủ, đã là thuộc về thần tiên vậy khó mà mong đợi đạt tới, thậm chí khó có thể tưởng tượng trình độ, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ chính nhất đạo trưởng lại nói, hắn thậm chí liền cùng hôm qua vậy đại chiến hai bên mọi người coi như nhau tư cách cũng không có, cái này như thế nào làm trong lòng của hắn không khiếp sợ. Cõi đời này, thật có so chính nhất đạo trưởng bực này lật tay là mây. Lật tay là mưa chi tầng thứ nhân vật cường hãn hơn, càng kỳ quái hơn tồn tại. Cụ già bỗng nhiên cảm giác đầu có chút choáng váng, không nói ra lời. Mà vậy Hứa Đông Điền Hứa lão gia tử hiển nhiên cũng là biết rõ đạo chính nhất đạo trưởng lợi hại. Lúc này gặp chính nhất đạo trưởng lại có thể như thế nói, cặp mắt cũng là không nhìn được toát ra nhàn nhạt rung động vẻ, không kềm hãm được, tự lẩm bẩm, vậy xem ra chờ lát nữa nhất định là phải thật tốt hướng tiểu tử thúi kia hỏi một chút. Như vậy kinh khủng nhân vật, nếu như một cái không khống chế tốt, thật sự là quá nguy hiểm. Hắn thật có biện pháp đối phó sao? Một bên,
vậy mang kiếng lão cụ già sâu sắc cho là đúng gật đầu một cái. Nếu không phải sự quan trọng đại, liên lụy rất rộng, lấy bọn họ thân phận, sao sẽ đích thân đến cái này huyện thành Dương tới? Bởi vì đây đúng là quá sự quan trọng đại, muốn một cái không xử lý tốt, vậy sợ rằng là sẽ đưa tới quốc gia hỗn loạn. Dài, Trần Dài tới. Nhưng vào lúc này, một vị người mặc cảnh phục, cõng súng nhân viên cảnh vệ dẫn một đạo trẻ tuổi bóng người đi vào. Thân ảnh kia không phải người khác, chính là Trần Phi. Hứa lão đầu tử, người không ở kinh đô thật tốt hưởng thanh phúc, chạy thế nào tới chúng ta cái này địa phương rách chịu tội. Trần Phi một đi vào liền cười híp mắt chào hỏi. Người thằng nhóc thúi này còn không biết xấu hổ nói, người lấy là ta bộ xương già này nguyện ý như thế dày vò à. Còn không phải là thằng nhóc ngươi lần này cho chúng ta chọc ra lớn như vậy lỗ thủng. Hiện ở phía trên một đoàn loạn, mỗi một vị thần kinh đều là căng thẳng cao độ trước. Hứa lão gia tử tức giận liếc Trần Phi mấy lần, lại đưa tay giới thiệu, để ta giới thiệu một chút, lão thang, đây chính là ta và ngươi nói thế nào tiểu tử, Phi báo Trần Phi. Trần Phi, đây là và ta một bối phận thang Nguyên Long, bây giờ là tổng biển 60 bộ tư lệnh đầu lĩnh mà. Còn có vị này là đang thanh dậy chính nhất đạo trưởng. Canh dài, Trần Phi nghe vậy lấy làm kinh hãi, lúc này mới cảm giác kiếng lão cụ già mặt mũi là nhìn như vậy quen thuộc. Nguyên lai là khai quốc đại điển lên từng đứng ở Hứa Đông Điền Hứa lão gia tử sau lưng hai vị lão hồng quân. Canh dài ngươi tốt, ta là Trần Phi, ngươi nếu là không để ý, kêu tên ta là tốt. Trần Phi cười một tiếng, mở miệng nói. Tiếng nói vừa dứt. Mới gặp mắt thần bình thản rơi xuống chính nhất đạo trưởng trên mặt, khẽ gật đầu cười nói, gặp qua đạo hữu. Chẳng qua là thái độ đó nhưng lộ vẻ được so với trước đó bình thản không thiếu. Chính nhất đạo trưởng khẽ cau mày, thang Nguyên Long canh lão dài cũng là không lưu dấu vết nhíu mày một cái, ánh mắt hướng bên cạnh Hứa Đông Điền Hứa lão gia tử liếc một cái. Người sau hiểu ý, làm ra một bộ hơi tức giận tư thái hướng Trần Phi nói, thằng nhóc thúi người đây là thái độ gì? Mau cho chính nhất đạo trưởng nói xin lỗi, ta nói cho ngươi, chính nhất đạo trưởng nhưng mà đang thanh dạy cao nhân tiền bối. Cao nhân tiền bối, Trần Phi khẽ cười liếc mắt một cái vậy lập tại chỗ không nhúc nhích, vậy không lên tiếng ý tứ đang cùng nhau người, vặn vẹo một cái cổ, ra kéo kẹt tiếng vang, không có vấn đề vậy nhàn nhạt nói, lão đầu tử, chúng ta người tu chân bây giờ có mình quy củ, ngươi liền chớ để ý. Ngươi nói là chứ, đang cùng nhau hiểu. Người sau nghe vậy hơi biến sắc mặt một chút đổi, nhìn Trần Phi, rồi sau đó miễn cưỡng là gật đầu cười, ừ. Bất quá một lát sau lại gặp mắt thần rơi xuống Trần Phi trên mặt, ánh mắt có chút khói mù, nhàn nhạt nói, nghe nói Trần đạo hữu tối nay muốn ở nơi này Thúy Hồ trên ước chiến Bạch Xà giáo, Bạch Cốt Tông cao thủ, đối với này chiến, ngươi có thể có nắm chắc. Trần Phi con ngươi nhanh tránh, đột nhiên cười, nói, có nắm chắc thì như thế nào, không có nắm chắc, thì như thế nào. Này thằng nhóc thúi ngươi làm sao? Hứa lão gia tử cùng với thang Nguyên Long dài đều là mặt liền biến sắc. Hứa lão gia tử vội vàng mở miệng nói. Có thể lúc này, chính nhất đạo trưởng lại đột nhiên đưa tay ra, ngăn cản Hứa lão gia tử nói. Hắn nhìn Trần Phi, sắc mặt có chút âm trầm, nhàn nhạt nói, xem ra đang một được lỗ mãng thỉnh giáo một chút hạ ngươi thực lực. Nếu là không có chắc chắn, cần gì phải thả ra thứ lời đó, xấu hổ mất mặt. Hiển nhiên hắn lúc này cũng là hơi có chút nổi giận. Trần Phi trẻ tuổi, hắn để ở trong mắt, trẻ tuổi như vậy người coi như là thiên tài đi nữa, yêu nghiệt đi nữa, vừa có thể lợi hại đi nơi nào. Có thể nói hắn ở lần đầu tiên nhìn thấy Trần Phi thời điểm, thật ra thì cũng đã cho ra rất thấp số điểm, huống chi bây giờ, Trần Phi ở trước mặt hắn tư thái còn như vậy cuồng ngạo, giống như là cao nhân tiền bối vậy, điều này có thể làm hắn trong lòng thoải mái. Còn nữa, Bạch Xà giáo Bạch Cốt Tông tất cả là ma môn tà đạo, vô luận là làm việc phong cách hay hoặc là thủ đoạn, cũng vô cùng là tàn nhẫn. Như bọn họ ước chừng bởi vì làm cái này một cái không biết cái gọi là, người cuồng ngạo bị liên lụy đến, vậy thật sự là không cam lòng à. Chính nhất đạo trưởng xin bớt giận, xin bớt giận, đều là người mình, cần gì phải nháo đến loại này. Gặp Trần Phi và chính nhất đạo trưởng lại có thể mới vừa dậy, Hứa lão gia tử cùng với thang Nguyên Long dài đều là biến sắc đứng lên, khuyên can. Hứa lão gia tử lại là len lén cho Trần Phi, tới một chút, hung ác trợn mắt nhìn một cái Trần Phi, nháy mắt, thằng nhóc ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không cho chính nhất đạo trưởng nói xin lỗi. Nói xin lỗi, Trần Phi khóe miệng xốc tung, lắc lắc đầu nói,
vị này chính nhất đạo trưởng sợ rằng còn không chịu nổi ta. Trần Phi nói xin lỗi. Được rồi, lão đầu tử ngươi yên tâm đi, hắn nếu như muốn đối với ta ra tay, không ngại ra tay thử một chút. Ngươi thằng nhóc thúi này nói thế nào đâu, ai, chính nhất đạo trưởng ngươi xin bớt giận, đứa bé đều như vậy, còn không hiểu chuyện. Ồ, chính nhất đạo trưởng ngươi làm sao? Hứa lão gia tử vừa nói, đột nhiên ánh mắt trệ liền trệ, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn chính nhất đạo trưởng. Bởi vì lúc này, ở trước mặt hắn, chẳng biết tại sao chính nhất đạo trưởng lại quỷ dị cả người run rẩy, cuồn cuộn mồ hôi hột tuôn ra ngoài, làm ướt đạo bào. Rồi sau đó liền gặp mắt thần sợ hãi nhìn Trần Phi, giống như là gặp được cái gì vô cùng đáng sợ tuyệt thế đại hung vậy. Ngươi, ngươi tiểu Trần, ngươi đối với chính nhất đạo trưởng làm cái gì? Thang Nguyên Long dài là phản ứng đầu tiên người. Hắn ánh mắt run run nhìn Trần Phi, có chút lắp bắp nói. À không việc gì, chính là để cho một ít người hơi thanh tỉnh một chút. Trần Phi cười nói, chính nhất đạo trưởng mới giống như là từ cái gì ác mộng vậy cảnh tượng trong tránh thoát, ngay tức thì sụi lơ ở trên mặt đất, cả người là mồ hôi, giống như là bị nước ngâm qua vậy. Một khắc sau, liền gặp hắn lảo đảo lắc lư đứng dậy, ánh mắt mang dày đặc kính sợ cùng với chút sợ hãi nhìn Trần Phi, chiến sừng sững nói chính nhất có mắt không biết Thái Sơn, xin tiền bối tha tội. Mời tiền bối tha tội. Chính nhất đạo trưởng ngươi, Thang Nguyên Long, Hứa lão gia tử đồng thời cả người run rẩy, kinh nghi nhìn chính nhất đạo trưởng. Nhưng lúc này chính nhất đạo trưởng cũng đã là không đếm xỉa tới bọn họ. Bởi vì ngay mới vừa rồi, Trần Phi mới vừa nói xong hắn dám động thủ thử một chút, một cổ kinh khủng đến làm người ta linh hồn run rẩy khí thế liền không dây dưa, giống như là núi cao vậy tàn nhẫn đặt ở trên người hắn. Làm hắn ngay tức thì giống như là gặp được chết. Thở hổn hển đều trở thành một kiện rất xa xỉ sự việc. Như vậy cảm thụ, kinh khủng như vậy khí thế, hắn đâu còn có thể không biết trước mắt cái này cười ha hả người tuổi trẻ, tuyệt đối là xa so hắn đang một lợi hại gấp trăm lần. Thậm chí 1000 lần nhân vật kinh khủng. Người ta bây giờ nguyện ý nói với ngươi, đây đều là coi trọng ngươi, có thể hắn lại còn dám nói cái này làm kia. Nói khó nghe một chút, thật là đều là chán sống, tự tìm. Bây giờ đầu óc thanh tỉnh. Trần Phi cười mỉa nhìn hắn, hỏi. Thanh tỉnh, tiền bối thần uy cái thế, đang một không dám xúc phạm, không dám xúc phạm. Chính nhất đạo trưởng đầu đầy mồ hôi, hèn mọn nói. Đúng như Trần Phi theo như lời, người tu chân bây giờ có mình quy củ. Một mình ngươi người yếu dám ở cường giả trước mặt diễu võ dương oai, bày tư thái làm giá, người ta coi như là làm thịt ngươi, vậy nhiều lắm là cũng chỉ có thể coi như là nóng nảy không tốt, mà ngươi đâu. Bị người làm thịt, đó cũng là đáng đời à. Cái này, thấy tình cảnh này, vậy Hứa lão gia tử cùng với Thang Nguyên Long lão già nhìn lẫn nhau, không nhịn được há to miệng, nửa ngày cũng chưa tỉnh hồn lại. Dẫu sao ở bọn họ xem ra, chính nhất đạo trưởng đây chính là liền bọn họ đều phải trịnh trọng mà đợi, không dám khinh thường nhân vật. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ ở Trần Phi như vậy một cái tuổi trẻ trước mặt, hắn nhưng lại sợ đến như vậy. Như vậy trước ngạo mạn sau cung kính, loại này chênh lệch cảm, thật sự là thật có chút làm người im lặng. Nhưng cùng lúc đó, lau một cái rung động thật sâu, cũng là lặng lẽ không hơi thở từ bọn họ trong lòng leo lên. Có thể để cho ở bọn họ trong lòng cũng có thể so với là thần tiên chính nhất đạo trưởng sợ đến như vậy, cái này Trần Phi, thằng nhóc thúi này, kết quả là lợi hại đến cái gì bước à. Lão đầu tử, canh dài, ta trước tạm thời xin lỗi không tiếp chuyện được một chút. Trần Phi liếc một cái vậy ngoài cửa sổ Thúy Hồ, trên Thúy Hồ có một giường gỗ, đầu giường mơ hồ có hai cái thoa lạp ông bóng người. Tiền bối phải đi nghênh chiến sao? Chính nhất đạo trưởng sắc mặt cả kinh, khẩn trương nói. Hứa lão gia tử cũng là sắc mặt đổi một cái, ngưng nhiên nói cẩn thận một chút. An toàn trọng yếu nhất. Gà vườn chó đất một đám mà thôi. Xem ta đi gõ bạo bọn họ đầu chó. Trần Phi cười đẩy cửa ra, hình bóng vô cùng tự tin. Màn đêm buông xuống, một mảnh đen nhánh, chỉ có đèn đuốc cùng với hào hùng tinh khí ngất trời vô cùng sáng chói. Cùng hôm qua như biển người, tiếng người ồn ào so sánh, hôm nay vây tụ ở chỗ này mọi người số lượng rõ ràng cho thấy giảm bớt rất nhiều. Nhưng có gan lưu lại người xem cuộc chiến, nhưng rõ ràng cũng phải cần so hôm qua lợi hại rất nhiều, cũng là phi phàm nhân vật. Mà đây chút phi phàm vai tuồng lợi hại trình độ. Cho dù là Thiên Yêu Tông cự lang đầu lâu cùng đồ sộ hung chi yêu cũng là hơi có chút làm liếc mắt, trên mặt thần sắc do rửng rưng đến lạnh lùng,
lạnh lùng rồi đến ngưng trọng. Đang thanh dậy người tới, Hoang Mạc Hàng nhà người cũng tới mấy cái, còn có Vượt Âm Hà Lên lão kia yêu bà cũng ở đây. Cự lang đầu lâu bên người, con ưng khổng lồ ánh mắt ngưng nhiên thuộc như lòng bàn tay tướng những người đó danh hiệu nổ ra. Vượt nói một chút, cho dù là hắn đều cảm giác môi có chút khô khốc đứng lên, trong lòng đã là hiện đầy rung động. Bực này đội hình đúng là quá to lớn, nếu là loạn, chỉ sợ cũng chỉ có hai giáo, ba tông, vậy cấp bậc thế lực mới có thể chấn được. Hôm nay đánh một trận, lại có khủng bố như vậy sức hấp dẫn. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng khó trách, dẫu sao hôm qua liền Lý Bạch Chu lão già kia đều bị một cái đánh tiền đồn luyện thi cho bị thương thành. Không, hoặc là phải nói là độc thành trọng thương. Một cái đánh tiền đồn xúc sinh đều như vậy lợi hại, chân chính nhân vật chính sẽ mạnh bao nhiêu, thật lợi hại, có thể tưởng tượng được, đoán cũng đoán được. Huống chi chuyện này còn dính líu tới Bạch Xà giáo, Bạch Cốt tông cái này hai lớn. Hai giáo, ba tông, cấp thế lực, chân nhân cảnh tầng 4 trở xuống, sợ rằng không người ngồi yên. Cự lang đầu lâu nhíu mày một cái, không lên tiếng, ánh mắt chặt chặt đảo mắt nhìn Thúy Hồ một vòng lại một vòng. 15p, 30p, 45p. Vậy Trần Phi kết quả có tới hay không? Thời gian từng giờ trôi qua, cự lang đầu lâu giống như là cùng không nổi nữa, phiền não lẩm bẩm nói, có thể nhưng vào lúc này, hắn con ngươi lại đột nhiên hơi co rúm một cái. Rồi sau đó bay di chuyển rời đến Nhập Thúy Hồ cửa vào vậy. Tới, hắn con mắt lóe lên, kinh nghi. Không chỉ là hắn, chung quanh từng chiếc trên thuyền người tu chân, các môn các phái tú là tất cả đều là rối rít sao động lên, ánh mắt bay phong tỏa hướng Thúy Hồ thuyền bè cửa vào khu vực, từng trận ngưng nhiên tiếng ồn ào vang lên. Tới, là hắn sao? Người không biết, nhưng thật trẻ tuổi. Thật giống như thật là hắn, Chiết Giang Trần Phi. Hắn lại có thể thật là có can đảm tới. Lúc này mặc dù Bạch Xà giáo cao nhân đi, có thể vậy Bạch Cốt Tông hạ thị hai huynh đệ, nhưng đều là chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp tồn tại à. Dám đến, không lâm trận chạy trốn, người này hôm nay cho dù là đánh bại, vậy cũng coi là một nhân vật. Suy, nhân vật, người sắp chết, nói chuyện gì người không ra người vật. Người lấy là Bạch Xà giáo, Bạch Cốt Tông sẽ bỏ qua cho hắn sao? Nguyên bản bình tĩnh. Bầu không khí tĩnh mịch trên Thúy Hồ, lúc này giống như nổ tung nổi vậy, một vị lão quái vật, từng vị các môn các phái cao thủ, cường giả, đều là không nhịn được xì xào bàn tán. Người một lời ta một lời, vô cùng náo nhiệt. Mà liền sau đó một khắc, dưới màn đêm, ánh sao chấm, một chiếc không có gì lạ thuyền gỗ thản nhiên lái vào Thúy Hồ trong. Mũi thuyền nghỉ ngồi một vị người mặc vào hắc bào trẻ tuổi nam tử, mặt mũi cương nghị, anh Tuấn. Một đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con người giống như là như sao rơi, thâm thúy tới sâu không lường được, làm người ta gặp được, không cầm được tâm thần hỗn loạn. Hắn chính là Trần Phi sao? Hôm nay vừa gặp, vậy bất quá như vậy thôi. Người như vậy, thật có tư cách khiêu khích Bạch Xà giáo, Bạch Cốt Tông như vậy ma môn đồ vật khổng lồ. Rất nhiều người trong lòng xem thường, tựa hồ đã chờ xem Trần Phi cười nhạo, thậm chí nộp mạng. Hạ chính là vậy Trần Phi. Đây là, ngồi giữa hồ trên thuyền nhỏ hai vị thoa lạp ông một trong, Bạch Cốt Tông hạ thị hai huynh đệ ở giữa Hạ Kim Hùng chậm rãi đứng dậy, con người lóe lên nhìn xa xa thuyền nhỏ, mặt hồ vang lên hồng ba. Dĩ nhiên là ta, vậy trên thuyền nhỏ, thân mặc áo đen trẻ tuổi nam tử chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vậy một mặt lạnh nhạt hạ thị hai huynh đệ, nhàn nhạt nói, làm sao, hai vị là đối với ta ra sân phương thức không hài lòng sao? Hôm nay trừ ta sẽ đến, ngoài ra còn có ai? Ngươi, Hạ Kim Hùng thần sắc động lại, ánh mắt hơi có chút âm trầm nhìn Trần Phi, lạnh lùng nói, Hạ vô duyên vô cớ giết ta Bạch Cốt Tông người, có phải hay không cần cho chúng ta một câu trả lời? Giao phó, Trần Phi sắc mặt tà tà cười một tiếng, sắc mặt hờ hững, ta Trần Phi cả đời làm việc, cần cho ai giao phó? Ngươi nếu không phải phục, tối nay trận chiến này, không phải vừa vặn cho các người cơ hội sao? Bất quá, cũng chỉ có các người hai cái. Giao giao. Mọi người ánh mắt một hồi co rúc lại, thần sắc có chút xôn xao. Không phải hắn, chỉ vì là Trần Phi lúc này lời nói chân thực không khỏi có chút quá mức ngang bướng, cho dù là chợt trước Hạ Kim Hùng như vậy chân nhân cảnh tầng 3 cường giả đỉnh phong, hắn vậy có gan như vậy càn rỡ. Là thật có thực lực này, vẫn chỉ là đang hư trương thanh thế. Mọi người một hồi im lặng, đang mong đợi đến tiếp sau này. Xem ra Hạ đối với thực lực của chính ngươi rất tự tin. Đây là,
Hạ Kim Hùng bên người, Hạ Thị hai huynh đệ một vị khác, Hạ Kim Hổ rốt cuộc cũng là chậm rãi đứng dậy, tháo xuống thoa lạp, nhìn Trần Phi lạnh lùng nói. Vậy ngươi có muốn thử một chút hay không? Trần Phi bình tĩnh nhìn hắn, nói. Ngươi lấy là ta không dám sao? Hạ Kim Hổ sắc mặt trầm xuống, trong cơ thể trực tiếp là ra giống như lôi hỏa câu động khổng lồ tiếng vang. Một khắc sau, lạnh lẽo vang vọng liền ở nơi này trên Thúy Hồ mãnh liệt vang lên. Ta Bạch Cốt Tông mặt mũi, không thể làm nhục. Hôm nay hạ ngươi nếu là có thể thắng liền ta hai huynh đệ, từ bây giờ về sau, bọn ta gặp ngươi đường vòng trăm dặm mà đi. Nhưng nếu là ngươi thua, mệnh lưu lại, như thế nào? To lớn thanh âm vang khắp toàn bộ Thúy Hồ mặt hồ, như điên gió cuộn sạch, tướng rất nhiều người chấn màng nhĩ cũng giống như là muốn tan vỡ, lảo đảo muốn rơi xuống. Máu tươi đầm đìa. Mệnh lưu lại, Trần Phi cười một tiếng, trong mắt chợt là tinh mang lóe lên, có thể ngươi có nghĩ tới các người nếu bị thua, sẽ là cái gì kết quả? Hai ta huynh đệ nếu là thua, cúi chào phục, như thế nào? Một bên Hạ Kim Hùng lạnh như băng nói. Khí thế cuồng trào ra, dễ như bớn, thoáng qua ở giữa cũng đã là tướng Trần Phi hoàn toàn phong tỏa, chỉ đợi đánh một trận. Quỳ một cái đổi một mạng, các người ngược lại cũng là thông minh, bất quá thôi, động thủ đi. Nếu là ta xuất thủ trước, ta sợ các người liền đánh lại chỗ trống cũng không có, vậy thì không có ý nghĩa, không phải sao? Trần Phi ngạo nghễ ngật đứng ở đó trên thuyền gỗ, hào ngôn vang khắp thiên địa, làm người ta con người co rúc lại. Xa xa, Hứa lão gia tử các người thấy nghe được Trần Phi như vậy hào ngôn, đều là cả người, vẻ mặt rung một cái, thằng nhóc này, thật là lớn phách khí à. Bất quá nhất định phải thắng à, cố gắng lên. Không có ý nghĩa, phải không? Lại có thể như vậy, vậy thì như ngươi mong muốn, hai ta huynh đệ lãnh giáo một chút hạ cao chiêu. Hạ Kim Hùng mặt mũi âm lãnh, ánh mắt hung ác, bước ra một bước, rơi vào mặt nước. Ở giữa, một cổ khổng lồ khí cơ trực tiếp là ở hình tròn sóng trùng kích chính giữa chợt phóng thích mở. Giống như là sóng gió kinh hoàng vậy, kinh khủng rung động, tung động mặt hồ long trời lỡ đất. Vậy Hạ Kim Hổ lại là không muốn nói bảo, bước chân vừa nhấc. Cả người giống như mũi tên nhọn kích, bắn ra, thoáng chốc ở giữa mặt hồ ùng ùng, vang trời đong đưa, một đạo dài đến hơn trăm thước màu trắng vòi rồng giống như là toàn gió vậy bổ ra mặt hồ, linh khí cuồng bạo ngất trời. T, đây cũng là Hạ Thị hai huynh đệ hiện nay thực lực. Thật là khủng khiếp, không hổ là chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp tồn tại à. Mọi người một hồi ngược lại hút khí lạnh, ánh mắt đọng lại. Coi như là vậy Thiên Yêu Tông cự lang đầu lâu nhất lưu cường hãn tồn tại, lúc này cũng là thật bị Hạ Thị hai huynh đệ biểu hiện ra lực lượng sợ hết hồn, chấn tâm thần hỗn loạn. Hạ muốn thử một chút ta anh em hai người bản lãnh, chính là không biết, người có thể hay không chống nổi chúng ta một chiêu. Vậy Hạ Kim Hùng ánh mắt khói mù lạnh lùng giễu cợt nói, châm chọc nói. Trần Phi đưa ra một cái tay, giơ lên một ngón tay, cười nhạt nói, ta không phải đã nói rồi sao? Các người có một chiêu thời gian, cho nên, cố gắng lên đi. Rào rào, người này hắn, mọi người ánh mắt lại là một hồi co rúc lại, ánh mắt kinh nghi thậm chí giễu cợt nhìn Trần Phi, người này là đầu óc có vấn đề sao? Dám như vậy khinh thị hai vị chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp, thật lấy là mình là chân tiên trên đời, cái thế vô địch. Được, rất tốt sao? Hạ Kim Hổ bị Trần Phi tức giận mặt đỏ bừng, cặp mắt ửng đỏ. Trong cơ thể trực tiếp là nhảy ra khỏi kinh người hung quang. Và hắn phế nhiều lời như vậy làm gì? Ai mạnh ai yếu, trên tay tự có thật chiêu. Một bên, vậy Hạ Kim Hùng lạnh lùng nói. Ngoài miệng mặc dù như vậy, có thể vậy trong mắt hung ác cũng đã là chứng minh hết thảy. Hắn lúc này trong lòng tâm trạng, nhưng mà xa không có mặt đi lên như vậy bình thản. Hạ đã như vậy có tự tin, vậy thì tiếp chiêu đi. Mạ vàng diệt yêu chỉ. Hạ Kim Hùng ánh mắt một nghiêm túc, quát to một tiếng, chỉ gặp bên trong thân thể trực tiếp là tuôn ra mấy trăm đạo linh quang, phóng lên cao, sáng chói đến làm người ta không mở mắt ra được. Một khắc sau, vậy rậm rạp chằng chịt cường hãn linh quang thì đã là bay ngưng tụ thành một cái hạt màu vàng lưu ly vậy ngón tay, phụt ra phụt vô vô biên cường hãn uy năng, khí thế, sợ rằng ùng ùng hướng Trần Phi lăng không nghiền hạ. Thoáng chốc ở giữa, thiên diêu địa động. Khí chàng khổng lồ tướng vậy Thúy Hồ mặt nước rất miễn cưỡng đè chung không đứng lên. Thiếu sót một mảng lớn. Hừ. Thấy tình cảnh này, vậy Hạ Kim Hổ hừ lạnh một tiếng, cũng là lại nữa nương tay. Bàn chân giẫm một cái,
dưới chân chu vi mấy chục thước mặt hồ nhất thời giống như là bị khổng lồ sóng trùng kích đánh trúng, rất miễn cưỡng sụp đổ mở, hình thành hình nửa vòng tròn chống chỗ. Mà người ảnh, cũng là mượn cái này phản xạ lực, cả người như quỷ mị vậy bạo xạ ra, một cái hô hấp liền là xuất hiện ở Trần Phi phía trước, rồi sau đó hai tay lên trực tiếp là hiện ra từng đạo mênh mông, kinh khủng sóng gợn. Tiếp ta một chiêu này thử một chút, xé trời nện. Hạ Kim Hổ trong mắt hung quang chớp mắt, ra tay một cái chính là mình dựa vào thành danh cường hãn tuyệt kỹ. Dung chuyển vân không, xé bầu trời, hắn chập chờn thậm chí so với kia Hạ Kim Hùng, mạ vàng diệt yêu chỉ còn muốn càng đáng sợ hơn mấy phần. Điên rồi, điên thật rồi. Nhìn Hạ Thị hai huynh đệ cái này tề tay hai thức thần thông uy thế, tất cả mọi người tại chỗ đều là khô miệng khô lưỡi, da đầu nhám, chỉ cảm thấy thần hồn sắp bị kinh khủng kia chập chờn rung động đến hù ra trong cơ thể. Đây cũng là bọn họ thành công đột phá đến chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp sau đó, có lực lượng sao? Đơn giản là quá điên cuồng, đáng sợ tới cực điểm. Bất quá, khi bọn hắn ánh mắt lần nữa hướng Trần Phi quét tới, muốn biết hắn sẽ như thế nào ứng đối, nhưng là không nhịn được đều ngẩn ra, bởi vì bọn họ hiện Trần Phi lại không nhúc nhích tí nào, mặc cho kinh khủng kia là tập kích cuồng tập tới. Một khắc sau, Trần Phi bóng người trực tiếp là bị vậy uy thế kinh khủng liên hiệp chìm ngập. Một giây kế tiếp, mặt hồ vang lên kinh thiên vang lớn. Kết quả thế nào, thằng nhóc kia sống hay chết? Tất cả mọi người chợt về phía trước bước ra mấy bước, con người gắt gao nhìn chằm chằm mảnh khu vực kia, muốn biết Trần Phi sống hay chết. Coi như sau đó một khắc, tất cả mọi người bọn họ trên mặt, nhưng là đồng loạt tràn ra cực độ rung động hoang đường vẻ, miệng há hốc, môi run rẩy, khó tin. Thậm chí liền Hạ Thị hai huynh đệ, Hạ Kim Hổ, Hạ Kim Hùng cũng không ngoại lệ. Cái gì, cái này không thể nào. Bọn họ hai huynh đệ ánh mắt cứng ngắc ngắm nhìn mảnh khu vực kia. Khói mù tản đi sau đó, một người, một thuyền, không có chút nào tổn, giống như trải qua một cơn ảo mộng. Thân ảnh kia chậm rãi ngẩng đầu, cười nhạt tiếng sau đó lên. Chỉ như vậy sao, vậy tựa hồ còn chưa đủ à? Cùng thiên địa ở giữa vậy hai lớn chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp cao thủ liên thủ thần thông. Nơi nhắc lên long trời lỡ đất nổ tiêu tán ở không lúc nào, mọi người trong tầm mắt, Trần Phi bóng người cũng là thoáng hiện lên. Hơn nữa còn là đứng lên sơ chi tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới, vạt áo tà áo đều là không loạn chút nào. Hiển nhiên vậy chân nhân cảnh tầng 3 tầng thứ tột cùng Hạ Thị hai huynh đệ, như vậy cường thế, mở hết hỏa lực thần thông thế công, lại là bị Trần Phi không hao tổn chút nào để cản lại. Cái này, điều này sao có thể? Hạ Thị hai huynh đệ thấy vậy, sắc mặt tái nhợt, con người co rúm lại, sắc mặt kinh hãi muốn chết thất thanh đứng lên, khó tin nói. Hiển nhiên, lúc này một màn này thật sự là quá ra bọn họ ngoài dự liệu. Hiện nay hắn hai người, liên thủ một kích chỉ sợ là chân nhân cảnh tầng 4 tồn tại cũng không thể thành tựu hoàn toàn không thấy, nhưng còn bây giờ thì sao? Một chiêu đã qua, Trần Phi ánh mắt rốt cục thì đổi một chút rơi xuống Hạ Thị hai huynh đệ trên mình. Một đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi mang nhàn nhạt lạnh lùng, nói, hai vị là muốn thực hiện cam kết. Còn tiếp tục tự mình chuốc lấy cực khổ. Thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. Hạ Kim Hổ khí được sắc mặt đỏ bừng, quát to một tiếng, chỉ gặp được bên trong thân thể thời gian là có một chuôi nóng kim lưu ly kim chản vọt ra khỏi thiên linh cảm. Vậy nóng kim lưu ly kim chản tuôn ra nhức mắt ánh sáng rực rỡ, đủ có mấy trăm nói, như xé vân không gió bão vậy. Mà hắn thân thể, cũng là ở một chớp mắt kia trong cơ thể linh khí hoàn toàn là huyên náo lên. Giơ tay nhấc chân ở giữa, một cổ kinh người khí thế phối hợp vậy nóng kim kim chản tuôn ra tới, cực kỳ đáng sợ. Oanh! Vậy nóng kim lưu ly kim chản lắc lắc thăng thiên, phía dưới thúy hồ chỗ ở khu vực trực tiếp là văng tung tóe ra từng vòng kinh khủng vết nứt, sóng nước ngút trời, như biển giận cuồng giao vậy kinh thiên kinh người. Thượng phẩm pháp khí, không, không đúng, là pháp khí cao cấp. Mọi người ánh mắt co rúm một cái, ánh mắt kinh nghi, kiêng kỵ nhìn vậy trên bầu trời nóng kim kim chản. Đơn độc một kiện nóng kim lưu ly kim chản cũng không đáng sợ, có thể như là như vậy đồ là ở một vị chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp cao thủ tay, hiệu quả kia liền hoàn toàn là bất đồng. Ít nhất đây cũng không phải là một thêm một bậc tại hai, đơn giản như vậy. Chết đi, nóng kim xuyên qua ba. Hạ Kim Hổ trong mắt hung quang chớp mắt. Ra tay một cái chính là trực tiếp thi triển ra vậy pháp khí cao cấp thủ đoạn mạnh nhất. Hắn mặc dù ngoài miệng quát Trần Phi chết, thậm chí khinh miệt,
nhưng ra tay một cái hay là dùng hết toàn lực, không dám khinh thường chút nào. Bởi vì hắn biết, bất kể như thế nào, Trần Phi có thể không có chút nào tổn ngăn trở mới vừa rồi hắn theo hắn đệ đệ liên thủ một kích, thực lực tuyệt đối là rất đáng sợ. Nếu không phải toàn lực ứng phó, sợ là gặp nhiều thua thiệt. Oanh! Đi đôi với Hạ Kim Hổ một tiếng gầm này, vậy quanh quẩn ở trên trời nóng kim lưu ly kim chản trên đỉnh trực tiếp là bành trướng ra to lớn quang ba chung quanh đùng đùng tràn ngập kinh khủng linh khí, quấn quanh đan vào một chỗ, giống như là hủy diệt đánh vào vậy. Một khắc sau, vậy quang ba hư không run lên, trực tiếp là hướng Trần Phi hào phóng, xuyên qua đi, khủng bố tới cực điểm. Liền hư không đều là làm vỡ vụn đứng lên, trên bầu trời hiện ra mặt băng vậy vết nứt, thật đáng sợ. Rào rào. Giữa trời đất nhất thời tuôn ra một ít tiếng xôn xao, không thiếu các môn các phái trong cao cấp cao thủ, cùng với các lộ cường giả đều là ánh mắt hung hăng đông lại một cái, tràn ra vẻ kinh hãi, hiển nhiên là không nghĩ tới Hạ Kim Hổ dưới điên cuồng, hắn thế công có thể hung hãn đến loại trình độ này. Ha ha, có thể nhưng vào lúc này, mọi người bên tai lại đột nhiên là vang lên nhàn nhạt tiếng cười. Mọi người trong mắt chợt co rúm một cái, phong tỏa ở Trần Phi trên mình, là hắn. Ngươi cười cái gì? Ở đó đầy trời xôn xao trong tiếng, Hạ Kim Hổ sắc mặt cũng là biến đổi, nhất là vậy Trần Phi trước một giây tiếng cười lạnh, lại là làm hắn không nhịn được trong lòng hiện ra nồng nặc bất an. Hắn kết quả là đang cười cái gì? Chẳng lẽ đều như vậy, hắn còn không sợ? Hạ Kim Hổ cả người kịch liệt run rẩy, trong mắt tàn bạo lại là mũi nhọn đứng lên, cắn răng, một búng máu khạc ra, quán chú ở đó nóng kim lưu ly kim tràn lên, làm uy thế lại là kinh hãi. Kinh khủng mấy phần. Hư không rung động. Ngươi hỏi ta cười cái gì? Ha ha, có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi vậy làm người ta bất an tiếng cười lạnh lại độ vang khắp ở mọi người bên tai. Trần Phi ánh mắt nhìn thẳng vậy cuồng trào tới đánh pháp khí cao cấp sóng trùng kích, tuét miệng cười một tiếng, nếu ngươi muốn biết, vậy ta nói cho ngươi. Không phải nói hết rồi sao? Ngươi chỉ có một chiêu cơ hội. Xem ra ngươi còn không biết ta nói tự mình chuốc lấy cực khổ. Là ý vị như thế nào? Trần Phi lãnh đạm cười nói, giữa trời đất, tất cả mọi người sắc mặt đều là hung hăng biến đổi. Hạ thị hai huynh đệ cũng là diễn cảm thất sắc. Một khắc sau, Trần Phi con người cười lạnh híp một cái, không đợi vậy những người khác có phản ứng, trong lòng bàn tay, trực tiếp là có 36 đạo đỏ thẫm, kiếm mang lăng không điểm sáng xì xì xuyên qua đi ra ngoài. Phịch, thiên địa run lên. Vậy pháp khí cao cấp xuyên qua ra sóng trùng kích hung hãn nhìn kiếm khí chìm ngập tới. Có thể sau đó một khắc, trên mặt tất cả mọi người trực tiếp là xuất hiện vẻ hoảng sợ. Phốc suy, phốc suy, phốc suy. Ung ung ầm ầm ầm. Chỉ gặp vậy Hạ Kim Hổ dưới điên cuồng triển hiện ra thực lực mạnh nhất, pháp khí cao cấp xuyên qua ra sóng trùng kích, không những không có thể phá hủy vậy không bắt mắt kiếm khí, ngược lại. Vẫn bị người sau giống như là giấy mảnh vậy cực kỳ dễ dàng xuyên thủng hủy diệt không còn. Nháy mắt tức thì, trên bầu trời vang lên kinh người tiếng nổ. Xuyên qua sóng trùng kích biến mất, kiếm quang dư lực không nghỉ lại còn tiếp tục hướng Hạ Kim Hổ lướt đi. T. Vô số người trợn to hai mắt, trợn mắt hốc mồm, nhìn vậy trên bầu trời tầm thường kiếm khí, sắc mặt là tràn ra cuồng liệt run rẩy cùng sợ hãi. Kết quả này là cái gì? Kiếm khí sao? Nhưng vì cái gì? Sẽ vô địch đến loại trình độ này. À, một khắc sau, tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ Hạ Kim Hổ trong miệng truyền ra, hắn lúc này, tựa như là một cái bị vạn kiếm xuyên thủng người. Cả người trên dưới tất cả đều là kiếm mang xuyên thủng sau lỗ máu, máu tươi đầm đìa, nhất định phải thảm thiết. Hơn nữa thậm chí nếu không hắn như thế nào thúc giục linh lực, điên cuồng phản công, vậy vẫn là không có sức tướng kiếm khí kia xé bỏ một tia một chút nào. Cho nên thoáng qua ở giữa, hắn trực tiếp là thành một cái người máu, tại ngày đó không chung đứng động đều không động. Sau đó lắc lắc ngã vào Thúy Hồ. Đại ca, Hạ Kim Hùng con mắt sắp nứt, dư tận nhìn Trần Phi, nhưng lại không dám tiến lên đánh một trận, chết dũng khí. Còn đánh nữa không? Trần Phi nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Hạ ngươi có phải hay không thật là quá đáng? Hạ Kim Hùng dư tận nhìn Trần Phi, giận dữ hét. Quá đáng. Trần Phi con người híp một cái, tiến lên một bước, thân thể lại giống như là chuyển kiếp trăm mét bầu trời mênh mông, rồi sau đó một cước, vèo, một tiếng hung hăng đá vào vậy Hạ Kim Hùng trên cằm. Phịch! Vậy lực đạo chi đủ, một cước liền đem hắn toàn bộ cằm hoàn toàn đá bể, chảy máu mặt đầy, mà thân hình,
càng bị một cước này kinh khủng vọt vào lực xông lên bay ra ngoài, trùng trùng cũng là ngã vào Thúy Hồ trong, nhấc lên ngút trời sóng. Các người lấy là ta Trần Phi là tới và các người chơi quá ra ra. Thanh âm lạnh lùng vang vọng ở trên trời, tất cả mọi người cả người run lên, trong con ngươi trực tiếp là tràn ra nhàn nhạt vẻ sợ hãi, đây mới thật sự là hung nhân à. Đạo lý và ngươi nói. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng vậy, hôm nay chàng diện này, rõ ràng căn bản liền không đạo lý và ngươi nói. Nhưng tức đã là như vậy, bọn họ vẫn là không nhìn được trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, bởi vì nói thật, bọn họ là thật ai cũng không cách nào tưởng tượng. Bạch Cốt Tông Hạ Thị hai huynh đệ, đường đường hai vị chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp tồn tại, lúc này lại Trần Phi trong tay liền một chiêu cũng không tiếp nổi, chính là đánh bại. Không có chết liền cút đi lên, nếu không ta không ngại để cho hai người vĩnh viễn không lên tới. Đất bằng phẳng một tiếng sét, Trần Phi thanh âm lạnh lùng lại lần nữa vang lên, ở đó Thúy Hồ trong nhấc lên khó tả nước xoáy đợt sóng. Vèo, vèo. Hai đạo thân ảnh bay vọt ra khỏi Thúy Hồ mặt hồ. Cả người là máu, máu tươi đầm đìa, mặt đầy sợ hãi nhìn Trần Phi. Chính là Hạ Thị hai anh em hai người. Muốn chết, vẫn là muốn sống. Tự chọn, Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lóe lên lạnh nhạt hào quang, lãnh đạm nói. Ta, chúng ta. Hạ Thị hai huynh đệ thân thể đồng thời run rẩy, trong mắt hiện ra vẻ giằng co. Trần Phi thấy vậy mặt không cảm giác, chẳng qua là vậy đeo ở sau lưng vậy một đôi tay. Đã xì một tiếng, hiện ra màu tím nhạt liệt diễm. Đúng như hắn trước theo như lời, hôm nay, hắn cũng không phải là tới chơi quá ra ra, cho nên, không phục vật thì dứt khoát đi chết đi. Có thể nhưng vào lúc này, vậy trên bầu trời Hạ Thị hai huynh đệ đột nhiên hư không quỳ xuống đất, ra chấn động tiếng, cúi đầu, đồng loạt hướng Trần Phi gõ nói, bọn ta hai huynh đệ có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm tiền bối, tội làm chết vạn lần. Nói đến đây, vậy Hạ Kim Hổ chợt dừng lại, khoát tay, một cổ vô hình lực tướng vậy hắn cánh tay trái đánh nát bấy, máu tươi thẳng nhuộm bầu trời mênh mông, ước chừng một tay trò chuyện biểu tôn ti, đạt tới tiền bối. Xin tiền bối đại nhân có đại lượng, vòng qua bọn ta hai huynh đệ lần này. Từ bây giờ về sau, có tiền bối ngài ở địa phương, ta Hạ Thị hai huynh đệ đường vòng trăm dặm mà đi, quyết không nuốt lời. Rào rào. Làm vậy Hạ Kim Hổ yếu ớt. Quyết tuyệt tiếng cầu xin tha thứ truyền đẩy ra lúc tới, toàn bộ thiên địa, đều là một mảnh tĩnh mịch. Chỉ có vậy trên bầu trời quỳ hai đạo thân ảnh, cùng với máu kia sương mù rơi xuống, nhuộm đỏ Thúy Hồ mặt hồ, như vậy cảnh tượng không ngừng lặp lại xuất hiện ở trong lòng mọi người. Sóng lớn cuồn cuộn khó dằn. Đây chính là chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp à. Vô số người, chật vật nuốt nước miếng một cái, khó khăn lên tiếng, không lời có thể nói. Không ai nghĩ tới. Trần Phi lại sẽ mạnh như vậy hãn, thậm chí cường hãn đến đủ để tướng Hạ Thị hai huynh đệ nghiền ép trình độ. Phải biết, đây chính là hai vị chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp à. Coi như là chân chánh chân nhân cảnh tầng 4 tới, có lẽ vậy được cho ít mặt mũi, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, vậy trên bầu trời hư không quỳ xuống đất hai người tư thái, đã là hoàn toàn chứng minh hết thảy. Có thể để cho người như vậy quỳ xuống đất. Trừ phi là lực lượng cường hãn yêu quái thiên đại nhân vật, những người khác, ai có thể làm được? Ai có thể làm hai vị chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp như vậy xé mình tôn nghiêm, chỉ cầu còn sống? Thậm chí, cái này đều không phải là thảm bại, mà là nghiền ép, ba ba đánh nhi tử. Cái này, xa xa, đang thanh dậy chính nhất đạo trưởng mặt mày kinh hãi nhìn một màn này, biểu tình kia, đơn giản là giống như gặp quỷ vậy. Cùng lúc đó, hắn cả người run lên. Mồ hôi lạnh đầy vải, thật may vị đại nhân kia mới vừa không cùng hắn vậy kiến thức, nếu không. Được, làm rất khá, một bên, vậy hứa lão gia tử trầm mặc hồi lâu, rồi sau đó mãnh một cái tát nằm ở trên bàn, tướng bàn kia tử trấn tả diêu hữu hoảng. Hô lớn lên, mặt đầy tự hào. Tên khốn này thằng nhóc thúi, bây giờ thật là tiền đồ à. Tốt, làm rất khá, bọn họ Hoa Hạ, thật sự là có người kế nghiệp. Đây là. Trần Phi lãnh đạm ánh mắt từ Hạ Thị hai huynh đệ trên mình lấy ra, chuyển đến cách đó không xa một nhìn như thật giống như không có vấn đề gì trong xó xỉnh, nhìn lâu như vậy, không chuẩn bị đi ra hóng mát một chút. Mọi người sững sốt một chút, còn người bay phong tỏa ở đó khu vực phía trên. Có thể người sau vẫn là không có động tĩnh gì, giống như là Trần Phi nhận sai vậy. Làm sao, muốn ta ra tay mời các người?
Trần Phi chân mày nhíu trước, lãnh đạm nói. Một giây, hai giây. Vậy trong khu vực đột nhiên ánh sáng vặn vẹo, rồi sau đó xuất hiện mấy cái mọi người vô cùng quen thuộc bóng người. Bạch xà giáo một trong ngũ quỷ xanh lá quỷ thôi bà, hồng quỷ hạt đạo nhân, còn có. Cái gì, là bọn họ. Thiên yêu tông cự lang đầu lâu, con ưng khổng lồ cùng một đám thượng tầng cao thủ, xa thấy lúc này xuất hiện ở hạt đạo nhân cùng bên cạnh hai người, đều là chợt một mặt thần sắc kinh hãi, giống như gặp quỷ vậy. Rồi sau đó, xôn xao rung động tiếng, bật thốt lên. Bạch xà giáo song ma. Trời ơi, bạch xà giáo song ma, lại có thể thật là bọn họ. Bạch xà giáo đây thật là xuống vốn gốc à, lại liền bọn họ cũng phái tới. Bất quá đây cũng là làm chuyết thành đúng dịp chứ. Muốn thật chẳng qua là hạt đạo nhân bọn họ mấy cái ở đây, đủ cái này Trần Phi một cái tay bóp. Trên bầu trời, Thúy Hồ bốn phía, vô số người làm hoảng sợ. Những cái kia tu vi người yếu nghe vậy lại là mặt như màu đất, khó khăn nuốt nước miếng một cái. Thậm chí liền liền Thiên Yêu Tông cự lang đầu lâu vậy chờ ngang bướng yêu thú, lúc này trán đều có mồ hôi lạnh đi ra, ánh mắt ngưng nhiên, thậm chí lộ ra sợ hãi nhìn vậy trên bầu trời hai vị một đen một trắng bóng người. Hắc người, cả người áo bào đen, da thịt không giống với loài người chính là màu xám xanh, trán còn sinh trưởng dương cung tựa như được sừng, hắc quang tràn ngập, thổ bạo ngất trời, làm người ta thậm chí cũng có chút không dám nhìn thẳng hắn tồn tại. Bạch người, một đầu chỉ bạc, tán loạn khoác lên trên vai, mặt mũi nhưng lại như là cùng người tuổi trẻ như nhau, da thịt vô cùng là trắng nõn, ánh mắt hơi có chút không đồng ý người bình thường trừng nghiêng, mũi ưng, miệng to môi, lúc này cặp mắt nhìn Trần Phi ánh mắt đang tràn đầy ngưng trọng, đạt tới lạnh như băng. Cái này hai người không phải người khác, chính là trong cự linh bí cảnh, có hiển hách hung danh cấp cao thủ. Chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp bạch xà giáo song ma. Bạch xà giáo song ma, ngũ quỷ, thập tam hộ pháp. Hai người này gọi còn ở hạt đạo nhân trên, vậy không phải tùy tiện nói một chút. Bạch xà giáo song ma chi hắc ma, xanh lơ đồ sộ, bạch ma, lục thiên hồng, cái này hai người tất cả có xa tại cùng cảnh giới thực lực, sức chiến đấu. Nói cách khác đừng xem hắn hai người, ước chừng, chẳng qua là chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp, cùng vậy hạt đạo nhân. Hạ thị hai huynh đệ ngang hàng, có thể bọn họ chân chính thực lực, nhưng cho dù là kém hơn chân nhân cảnh tầng 4, vậy nhưng thật ra là xong hết rồi. Bởi vì, đã từng, chết ở bọn họ hai người trên tay chân nhân cảnh tầng 4, có chừng hơn hai người. Chỉ là mấy con số này, liền đủ để làm ra đầu đã tê dần. Cái này hạt đạo nhân lại có thể đem bọn họ cũng mời tới. Đang thanh dậy đang cùng nhau người gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời, con người lóe lên. Run rẩy, hiển nhiên hắn cũng là không nghĩ tới, lần này lại có thể liền bạch xà giáo song ma cũng biết đích thân tới. Lần này thật xảy ra chuyện lớn. Xem ra hôm qua lão già kia đột nhiên rời đi, phải đi rời cứu binh. Thật đúng là lão gian cự hoạt à. Mọi người ánh mắt phức tạp nhìn bầu trời ở giữa hạt đạo nhân, cái này mới phản ứng được, hạt đạo nhân hôm qua rời đi, kết quả là nguyên nhân gì? Chỉ sợ là vậy đánh tiền đồn luyện thi xuất hiện. Cũng đã là làm hắn cảm thấy không đúng, sau đó, bây giờ mới đi đem cái này giúp đỡ, cứu binh cho dọn tới chứ. Bất quá, bạch xà giáo song ma đều tới, thật đúng là thiên đại tay à. Hạ chính là Trần Phi. Lúc này, vậy bạch xà giáo song ma một trong bạch ma lục thiên hồng đột nhiên là động, hư không dậm chân, đi thẳng tới Trần Phi trước người, nhàn nhạt nói. Cần nhiều này một lần hành động hỏi sao, ngươi không nhận biết ta. Trần Phi ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói. Lục Thiên Hồng khẽ nhíu mày, con người hàn mang hơi nhanh tránh. Ta hỏi ngươi, hôm qua vậy Ngọc Tháp ngươi từ đâu tới? Hắn lạnh lùng chất vấn. Có liên quan gì tới ngươi? Trần Phi giọng giống vậy lạnh lùng, nhàn nhạt nói. Cùng ta có quan hệ gì đâu? Lục Thiên Hồng cười, lắc đầu thở dài nói, ngươi có biết, vậy Ngọc Tháp chính là ta bạch xà giáo tất dạ lão tổ chi cất giấu vật quý giá. Trần Phi con người khẽ híp một cái, không lên tiếng. Đám người nhưng cũng là trên mặt thần sắc có chút xôn xao. Lục Thiên Hồng lúc này lại có thể như thế nói, không phải là muốn. Hơn nữa vậy tất dạ lão tổ, chẳng lẽ là, tê, không thể nào. Gặp Trần Phi không nói lời nào, Lục Thiên Hồng cười lạnh cười, tiếp tục nói, trước đây không lâu, ta bạch xà giáo ra phản đồ, thừa dịp tất dạ lão tổ bế quan chưa chuẩn bị lúc đó. Ăn cắp đi rất nhiều thứ, một người trong đó chính là vậy duyên dáng Ngọc Tháp.
Nói đến đây hắn chợt khí thế một tăng, ngất trời động địa, cặp mắt như trừng mắt hộ pháp vậy nhìn thẳng Trần Phi, chất vấn, nói. Vậy phản đồ và ngươi quan hệ thế nào? Thoáng chốc ở giữa, thiên địa vân động, tất cả mọi người run rẩy, sợ hãi nhìn, uy thế kinh khủng, thật là so với trước đó Hạ thị hai huynh đệ liên thủ còn lợi hại hơn. Hiển nhiên, Bạch Xà giáo song ma chi lợi hại, cường hãn, đúng là xa không phải hắn cửa có thể tưởng tượng. Nghĩ đến đây, bọn họ liền không nhìn được dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Trần Phi, bọn họ lại không ngốc, tự nhiên biết, cái này cái gì phản đồ, cái gì ăn cắp bất quá nhất định là loạn mấy đem chế lý do. Là vì bọn họ Bạch Xà giáo tham lam kiếm cớ mà thôi. Bọn họ, là nhìn lên hôm qua vậy Ngọc Tháp. Phải không, Trần Phi không nhìn được cười, cảnh tượng này, thật là vạn phần quen mắt à. Không tệ, Lục Thiên Hồng cặp mắt tràn ra cười nhạt vẻ, khinh miệt nói, bây giờ, tướng vậy duyên dáng Ngọc Tháp trở lại trả lại cho ta đi. Nếu như ngươi thức thời vụ, dĩ vãng chuyện, chúng ta Bạch Xà giáo đại nhân đại lượng, lòng dạ rộng rãi, còn có thể không nhắc chuyện cũ. Nếu như không trả đâu, Trần Phi bình tĩnh đem lời nói cắt đứt. Ngươi, Lục Thiên Hồng thần sắc một nghiêm túc, trên mình hiện ra kinh người khí thế, vô cùng là hung ác, làm người ta sợ hãi. Không trả, một đạo lại là lạnh lẽo khinh miệt truyền tới, vậy một ngọn gió mát vang lớn, một chuôi to lớn lưỡi rìu, xuất hiện ở trên trời, lưỡi rìu thẳng đứng rơi vào Trần Phi trên đỉnh đầu không, phụt ra phụt vô tàn nhẫn vô tình đáng sợ yêu khí. Không trả thật ra thì cũng có thể, bởi vì chẳng qua, giết ngươi, tự chúng ta cầm. Hắc Ma Thanh Cự từng bước một đạp không tới, sắc mặt hiện đầy châm chọc cùng khinh thị, cười lạnh, mỗi một bước rơi xuống, thiên chỗ trống run rẩy. Vết nứt hiện lên, u như mặt băng. Cảnh tượng kia đơn giản là thật giống như ma thần đến vậy, hỗn loạn liền thiên địa. Vậy dìu là Hắc Ma Thanh Cự pháp bảo. Nghe nói là hắn bổn mạng sừng lột xác biến thành. Trong nháy mắt bây giờ, tất cả mọi người yên tĩnh một mảnh, hoàn toàn không tiếng động. Lúc này cũng không phải là trước, Bạch Xà giáo song ma nếu như nguyện ra tay, liền chân nhân cảnh tầng 4 cũng không dám nhẹ thức kỳ phong. Xong rồi. Xem ra lần này vậy Trần Phi, là hoàn toàn xong rồi. Thất phu vô tội, trong lòng bích có tội. Như thế nói, hai vị là muốn giết ta hả? Trần Phi con ngươi hơi híp, là có nhàn nhạt giá rét vẻ hiện lên. Những người này, thật là và chim thương ưng tựa như được, giết cũng giết không xong, quá phiền. Cũng không gặp được, Trần Phi, ta Bạch Xà giáo niệm tình ngươi tu luyện không dễ, nếu không ngươi trả lại duyên dáng Ngọc Tháp, lại gia nhập ta Bạch Xà giáo. Địa vị đãi ngộ ngược lại là có thể cùng hạt đạo nhân cùng thập tam hộ pháp ngang hàng. Hơn nữa, nếu như ngươi có lòng, nói không chừng liền tốt nghiệp lão tổ cùng ta Bạch Xà giáo nhân vật lớn đều có thể tự mình chỉ điểm ngươi. Bạch Ma Lục Thiên Hồng lại là hướng Trần Phi đưa ra cành ô liu, dụ dỗ nói. Trước không nói Trần Phi vậy cả người thực lực, chỉ cần là bức bách hắn gia nhập chúng ta Bạch Xà giáo, đến lúc đó trên người hắn còn có cái gì khác bảo bối, còn không phải là vật trong túi, bắt vào tay. Địa vị có thể so với thập tam hộ pháp, tất dạ lão tổ các người tự mình chỉ điểm. Mọi người nhất thời một hồi xôn xao. Trước một cái điều kiện ngược lại vẫn là thứ nhì, bởi vì Trần Phi có thể một người một ngựa đánh bại Hạ thị hai huynh đệ, hoàn toàn có tư cách làm nổi tầng kia lần, thậm chí ra. Có thể cái này sau một cái điều kiện, nhưng là không giống nhau. Bạch Xà giáo có tư cách được gọi là lão tổ, vậy cũng là nhân vật nào? Đó cũng đều là lần trước đời từ song ma. Ngũ quỷ các chức vị lui xuống lão yêu quái. Tựa như cùng cái này tất dạ lão tổ, chính là 70 năm trước Bạch Xà giáo, Hắc Ma cái này vị trí nhân vật. Hơn nữa năm đó không lui xuống trước, hắn cũng đã là chân nhân cảnh tầng 4, hôm nay 70 năm trôi qua, người này sẽ thành được càng thật lợi hại, khó có thể tưởng tượng. Nếu là có thể đạt được hạng nhân vật này chỉ điểm, vậy đơn giản là thiên đại phúc duyên. Mọi người mặt đầy đều là hâm mộ, nhìn Trần Phi. Muốn xem hắn trả lời như thế nào. Chỉ điểm ta. Có thể rất hiển nhiên, nghe vậy Trần Phi trực tiếp là cười, nhìn Trần Phi ánh mắt giống như là ở xem ngu đần như nhau, nếu không các người Bạch Xà giáo đem bên trong giáo bảo bối cũng biếu cho ta, nói không chừng ta Trần mỗ người tâm tình tốt, còn có thể chỉ điểm một chút các người cái gì đó lão tổ. Đầu óc là đồ tốt, ngươi nói sao? Càn rỡ, cuồng ngông cực kỳ. Bạch Ma Lục Thiên Hồng, sắc mặt tức giận đỏ bừng. Ngược lại thì Hắc Ma Thanh Cự sắc mặt không thay đổi, tựa hồ không kỳ quái Trần Phi sẽ có phản bác như vậy nói như vậy.
cũng biết ngươi sẽ cự tuyệt, bất quá như vậy tốt hơn, tổng được muốn mượn cớ giết người phải không? Vậy xanh lơ đồ sộ lè lưỡi, liếm liếm to lớn môi dưới, khinh miệt xâm nhiên nói. Xem ra các người là thật muốn cùng ta ra tay, bất quá, nhưng có chuẩn bị sẵn sàng. Trần Phi trên mặt hiện ra cười mỉa vẻ. Cái gì chuẩn bị? Hắc Ma Thanh Cự khinh thường cười lạnh nói. Đương nhiên là chết. Trần Phi bước về phía trước một bước, không nhúc nhích như gió, có thể biểu tình kia lại một lần nữa là đổi được lãnh đạm đứng lên, hờ hững nói, như các người hướng ta động thủ thất bại, đó chính là phế vật. Phế vật, có tư cách sống sót sao? Rào rào. Mọi người con người có rúc lại, ánh mắt kinh dị, hiển nhiên đều là bị Trần Phi lúc này cái này cuồng ngôn cho rung động đến nói không ra lời. Bọn họ trố mắt nhìn nhau, trong lòng tràn vào là xông ra hoang đường phỏng đoán, không, sẽ không cái này Trần Phi mặt bạch xà giáo xong mà cũng không coi vào đâu chứ. Điều này sao có thể? Thật can đảm. Hắc Ma Thanh Cự ngay tức thì tròng mắt run lên, ánh mắt tức giận ửng đỏ, rồi sau đó trực tiếp là yêu khí ngất trời, giận dữ ngược lại cười, ngươi nếu là thật như thế có bản lãnh, nếu không mượn trước ta một dìu thử một chút. Dứt lời, vang trời đong đưa, điện thiểm lôi minh, trên bầu trời vậy dìu lớn trực tiếp là tràn ra khủng bố nước xoáy, đao thế ngất trời, dễ như bớn, như Thái Sơn áp đỉnh thế, hướng Trần Phi bổ xuống. T. Mọi người ánh mắt hoảng sợ nhìn cái này một dìu, cho dù là rất nhiều chân nhân cảnh tầng 3 tầng thứ tột cùng lão yêu quái đều là lạnh cả người mồ hôi, bởi vì, cái này một dìu thật sự là quá mạnh mẽ, nếu như bổ về phía bọn họ, sợ rằng bọn họ không người có thể sống được xuống. Nhưng mà, Trần Phi hiển nhiên và bọn họ hoàn toàn không là một loại người. 8 tầng cấm chế bạc trắng pháp bảo, đồ chơi này và đồ chơi có khác biệt sao? Trần Phi nhìn đón đầu xuống vậy phách thiên một dìu lại là cười một tiếng, một khắc sau, trong cơ thể hắn tử tiêu khí bạo tăng, như tinh thần vậy sáng chói, xen lẫn quấn quanh, tiến vào hắn tay phải trong cánh tay. Một khắc sau, hắn cánh tay kia liền giống như là bơm phồng vậy ổn định tăng vọt, cơ thể lưu chuyển sáng lạng tử tiêu vẻ, năm ngón tay như tím chảy kim cang, loảng xoảng một tiếng, lại đem vậy dìu lăng không tiếp nhận. Cái gì? Mọi người ngay tức thì một bộ gặp quỷ thần sắc. Vẻ kinh hãi bật thốt lên, vang khắp thiên địa. Thậm chí coi như là vậy hắc bạch song ma, xanh lơ đồ sộ, lục thiên hồng đều không lợi hại. Ngươi một dìu ta tiếp nhận, nếu không ngươi vậy tiếp ta một dìu thử một chút. Đây là, trên bầu trời vang lên Trần Phi thanh âm đạm mạc, không đợi Hắc Ma Thanh Cự có phản ứng, tử kim tay khổng lồ nhặt lên vậy trên bầu trời dìu lớn chính là chặt xuống. Khoảnh khắc ở giữa, trời long đất lỡ. Mọi người trong mắt chỉ còn lại kinh khủng kia một dìu, phá vỡ chân trời. Còn có Hắc Ma Thanh Cự kêu thê lương thảm thiết tiếng vang triệt thẳng tới mây xanh. Không, tất dạ lão tổ cứu ta. Dừng tay. Một kiếm tây tới, một đạo kiếm mang kinh khủng giống như là sao xa rơi xuống đất cuồng tập tới. Người cầm kiếm, chính là một vị ông già, quát lên. T, lại vẫn thật là bạch xà giáo tất dạ lão tổ, hắn lại có thể thật sự là đích thân đến. Đây chính là mấy chục năm trước nhân vật lớn à. Mọi người trong số ít năm đó thời đại đó người, vừa thấy được cái này người tới, lập tức là không nhịn được mặt liền biến sắc, thần sắc kinh hãi. Bởi vì cái này người đến, một người một kiếm, hắn khí phách, linh khí uy áp, kiếm khí tuy không có, hắc ma, xanh lơ đồ sộ tới như vậy dâng trào mãnh liệt, có thể lại giống như là lớn biển hạ điên cuồng dũng động sóng ngầm vậy, im hơi lặng tiếng, hàm chứa làm người sợ hãi khủng bố. Thoáng chốc ở giữa, từng đạo ánh mắt hoảng sợ, thì không cách nào ngừng run nhìn vậy trên bầu trời bay tới đánh bóng người già nua, là thật không khống chế được. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, vậy nhìn như thông thường cụ già, kết quả là có kinh khủng bực nào thân phận, cùng với thực lực. Hắn chính là tất dạ lão tổ, 70 năm trước bạch xà giáo vang đương đương tiền nhập, hắc ma, hôm nay bạch xà giáo số lượng cực ít mấy vị thái thượng lão tổ một trong. Hơn nữa, kinh khủng hơn là... Vị này tất dạ lão tổ hôm nay thực lực ít nhất là ở chân nhân cảnh tầng 4 trở lên, thậm chí còn khả năng lợi hại hơn. Ở bọn họ trong cự linh bí cảnh hung danh cường thịnh cực kỳ. Thậm chí còn đừng nói là bọn họ cự linh bí cảnh, này đám nhân vật, coi như là dõi mắt vậy tu chân giới, chỉ sợ cũng là một phương hào hùng cấp tồn tại. Làm người ta chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Mà ngày nay, bởi vì là một cái Trần Phi, này đám nhân vật lại là đích thân đến. À, cuối cùng là tới một coi như xem được xem như người sao. Trần Phi ngẩng đầu nhìn trời,
con người lóe lên hơi vẻ kinh dị. Lại là chân nhân cảnh tầng 4 đỉnh cấp, cái này đích xác là làm hắn không nghĩ tới. Loại tầng thứ này người, nếu như hắn không dùng tới phong vũ lôi điện đồ hoặc là bát cung huyền tháp mà nói, đều có tư cách cùng hắn tới lui lui qua mấy chiêu. Tuyệt không phải bình thường người. Ta để cho ngươi dừng tay. Vậy tất dạ lão tổ người chưa đến, tiếng nhưng giống như là nộ hải cuồng đào vậy tấn công tới, vang khắp thiên địa. Dừng tay, dựa vào cái gì? Trần Phi cười lạnh cười, không thèm để ý chút nào. Vậy một dịu oai thế lại là hung hãn vạn phần, xé thiên địa. Mọi người cặp mắt đều đã là nhìn thẳng, khó khăn nuốt nước miếng, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng sợ hãi cùng kính sợ. Không! Ác liệt tiếng kêu thảm vang lên. Hắc ma thanh cự lúc này vậy khuôn mặt dữ tợn lên đã không có chút huyết sắc nào. Lão tổ cứu ta à? Vạn phần hoảng sợ run rẩy tiếng cuồn cuộn truyền ra, tất dạ lão tổ con ngươi chuyển qua, tràn đầy dữ tợn, bởi vì hắn nhìn thấy là hắc ma thanh cự hiện đầy tuyệt vọng ra mặt. Cùng với, Trần Phi vậy lãnh đạm nụ cười. Oanh! Rắc rắc, phốc suy! Nhưng mà, sẽ ở đó một khắc sau, vậy tuyệt thiên một dìu tan biến oai hét giận dữ mà qua, hắc ma thanh cự vậy tuyệt vọng. Run rẩy gương mặt, trực tiếp là ở hắn bạo xúc trong mắt chính giữa, là thành là tuyệt hát. Ngươi, tìm chết, hắn con ngươi dày đặc chết nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt, vậy hàn xương vẻ càng ngày là vượt băng hàn đứng lên. Ta tự tìm cái chết, Trần Phi khóe miệng nhấc lên nhàn nhạt độ cong, nhìn đối phương, thanh âm lạnh lùng kích thích đối phương nội tâm, ta không biết ngươi là ai, bất quá, các người không phải là coi trọng ta bát cung huyền tháp. Còn cái gì duyên dáng ngọc tháp? Như thế rác dưới tên chữ, vậy thật thua thiệt các người heo này đầu nghĩ ra được. Ngươi nói gì, tất dạ lão tổ cả người sát khí ngất trời, ánh mắt ửng đỏ, hiện đầy tia máu. Giận dữ vô song. Ta nói gì ngươi chẳng lẽ nghe không gặp, vẫn là nói ngươi là người điếc, lỗ tai có vấn đề. Trần Phi lạnh nhạt lời nói lần nữa kích thích tất dạ lão tổ nội tâm, để cho nó sắc mặt càng ngày càng khó xem. Hắn hiển nhiên là vạn phần không nghĩ tới. Trên trái đất này có thể xuất hiện như vậy kinh khủng nhân vật, một cây rìu, liền đem hắc ma thanh cự cho chém. Từ ta từ chức nhậm chức, hắc ma, thân phận tới nay, ngươi là cái đầu tiên dám ở ta trước mặt làm càn như vậy, như thế người vô pháp vô thiên. Rất tốt sao, thật rất tốt, tất dạ lão tổ cặp mắt hiện đầy lạnh như băng, cắn răng nghiến lợi, trường kiếm trong tay kiếm phong ngưng tụ người ngoài khó có thể tưởng tượng đáng sợ. Kiếm này là một chuôi pháp bảo. Hơn nữa còn thị phi giống vậy phổ thông pháp bảo, bên trong bộ cấm chế số lượng hoảng sợ là đạt tới thập trọng, kiếm tên duyên dáng. Năm đó chính là cái này một thanh kiếm, đi đôi với hắn giết ra hiển hách hung danh. Mà ngày nay, hắn thanh kiếm này hình như là lại phải lại thấy máu à. Thằng nhóc, hôm nay ta sẽ một kiếm chém ngươi, ngươi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một khắc sau, hắn cặp mắt tràn ra vặn vẹo cười gần vẻ, nhìn Trần Phi. Vậy tràn đầy sát ý thanh âm làm mọi người như sợ hãi bỏ cặp vậy sắc mặt thay đổi, lòng ùm cuồng loạn. Như ngươi thật có bản lãnh đó, có lẽ ta còn có thể xem cao ngươi mấy phần, đáng tiếc, hôm nay cho các ngươi dạy bảo còn chưa đủ sao. Ngươi muốn đánh ta mặt, kết quả chẳng qua là đánh chính ngươi mặt mà thôi. Trần Phi lãnh đạm đáp lại. Hừ, tất dạ lão tổ lại sắc mặt đổi một cái, hừ lạnh một tiếng, cười gằn, lạnh như băng nói, ai đánh ai mặt. Đây cũng không phải là quang ngoài miệng nói một chút liền có thể làm được. Tiểu tử, hôm nay ngươi tốt nhất mong đợi ngươi có năng lực ở ta trên tay sống sót, nếu không, chém ngươi, bất kỳ người có quan hệ với ngươi vậy từng cái đừng nghĩ chạy mất. Ta Bạch Xà giáo mặt, ta Bạch Xà giáo uy nghiêm, cho tới bây giờ đều là máu tươi đúc nặn lên. Hiểu không? Mọi người nghe vậy sắc mặt mãnh biến đổi, bọn họ tự nhiên biết tất dạ lão tổ lời này là ý gì, là muốn đuổi tận giết tuyệt, bụi cây liền cửu tộc. Trần Phi nghe vậy cũng là mặt liền biến sắc. Rồi sau đó, hắn cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi trực tiếp là tà dị cười lạnh. Tuy nói ta nguyên bản liền không định bỏ qua cho ngươi, có thể ngươi hiện ở đây sao vội vã muốn tìm cái chết, đúng lúc là cho ta lớn hơn động thủ à. Đi thôi, tìm một phong cảnh xinh đẹp địa phương, cho ngươi mai táng. Vừa nói, Trần Phi một cước bước ra, trực tiếp là tại ngày đó không trung nhấc lên hắc động vậy gió lớn. Như chẳng qua là tầng 4 trở xuống, vậy còn không có vấn đề, nhưng bây giờ cái này tất dạ lão tổ giàu gì cũng là chân nhân cảnh tầng 4 đỉnh cấp nhân vật, sức chiến đấu đủ mạnh, muốn ở nơi này tiếp tục đánh xuống, sợ rằng toàn bộ huyện Thành Dương cũng biết không có. Vậy khẳng định không được. Bất quá cho dù như vậy,
muốn hắn vẫn là ở chân nhân cảnh tầng 2 đỉnh cấp tầng kia lần, đối mặt cái này chân nhân cảnh tầng 4 đỉnh cấp nhân vật có lẽ còn biết kiêng kỵ một chút, nhưng bây giờ, hắn đã là chân nhân cảnh tầng 3, có ít thứ liền hoàn toàn là lớn không giống nhau. Cho nên, đi thôi, tìm một phong cảnh xinh đẹp địa phương, cho lão già này mai táng. Lần đầu thấy gấp như vậy trước muốn chết người, a. À. Nếu ngươi như vậy cấp bách, muốn tìm cái chết, vậy ta là được toàn ngươi. Ngày mai ngày hôm nay, không biết có thể hay không còn có người nhớ ngươi cái này vừa vỡ kháng đất. Vèo. Tất dạ lão tổ cả người kiếm khí ngất trời, đi theo lên, mặt đầy cười gằn. Đây là thật muốn đánh. Đi mau, theo sau. Trận chiến này nếu như bỏ qua ắt sẽ tiếc nuối cả đời. Không sai, cái này Trần Phi có thể một cây rìu chém xanh lơ đồ sộ. Tất nhiên thực lực cảnh giới nhất định là ở chân nhân cảnh tầng 4 trở lên, bất quá, vậy tất dạ lão tổ lại là đáng sợ, bởi vì 70 năm trước thì có không chỉ một vị chân nhân cảnh tầng 4 chết trên tay hắn. Không nghĩ tới chính là một cái bạch xà giáo hoa hạ phân đà, lại là dắt kéo ra kinh khủng như vậy hai bên. Muốn sớm biết như vậy, coi như là bạch xà giáo, vậy chắc chắn sẽ không nguyện ý như thế tùy tiện đi ngay trêu chọc một vị chân nhân cảnh tầng 4 chứ. Đúng vậy, đáng tiếc. Cung bắn mũi tên không quay đầu lại. Bây giờ trạng huống này, nói gì cũng trễ. Đi nhanh đi, theo sau. Gặp Trần Phi hai người rời đi, Thúy Hồ chung quanh các môn các phái cao thủ, cường giả trực tiếp là điên rồi. Không để ý có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm, không chút do dự trực tiếp là bay vút đi theo lên. Hai vị ít nhất là chân nhân cảnh tầng 4 nhân vật đánh một trận, đây quả thực làm nổi, thế kỷ, như vậy chức phụ, như bỏ lỡ, tất nhiên sẽ hối hận cả đời. Canh dài, rất nhiều dài, xin lỗi, ta sợ rằng phải xin lỗi không tiếp chuyện được một chút. Thúy Hồ ra vậy tường xám bụi đất miếng ngói tứ hợp viện, chính nhất đạo trưởng cũng là chuẩn bị rời đi, muốn theo sau. Đợi một chút, Hứa lão gia tử gọi lại hắn, không nhịn được nói, chúng ta chẳng lẽ không có thể đi sao? Như vậy đánh một trận, cho dù là ở hắn gợn sóng không sợ hãi nội tâm chính giữa cũng là bị kích động ra không ức chế được hào hứng. Muốn chính mắt xem một chút cái này thế kỷ cuộc chiến, dẫu sao, đây chính là cả đời đều khó nhìn thấy đại chiến à. Nếu như bỏ lỡ, là thật sẽ tiếc nuối cả đời. Vậy Thang Nguyên Long trên mặt cũng là có vẻ mặt giống như nhau, muốn cùng đi xem. Các người, chính nhất đạo trưởng Trần chờ chốc lát, vẫn lắc đầu một cái, nói, hai vị giải xin lỗi. Trần tiền bối cùng vậy bạch xà giáo tất dạ lão tổ, ít nhất là chân nhân cảnh tầng 4 tầng thứ. Quá mạnh mẽ, các người cái này người bình thường nếu như đã qua, bị hơn đến một chút xíu cũng biết tại chỗ bỏ mình, cho dù là ta, vậy không có biện pháp bảo vệ các người, cho nên, xin lỗi. Như vậy, Hứa lão gia tử mí mắt giật một cái, trên mặt hiện ra sâu đậm lòng rung động, cũng có chút thất vọng. Nhưng một khắc sau, hắn vẫn là thu thập xong tâm tính, giơ quả đấm nói, vậy làm phiền chính nhất đạo trưởng thay chúng ta giúp tiểu tử thúi kia cố gắng lên. Nhất định phải thắng à. Ta tin tưởng hắn. Ừ, hai vị dài, vậy ta đi trước một bước, cáo từ. Vèo một tiếng, chính nhất đạo trưởng bóng người bay lên trời, hóa là một cái hàng dài, lấy nhanh nhất độ biến mất tại ngày đó khung lên, không thấy bóng dáng. Thằng nhóc thúi, có thể nhất định phải thắng à? Nhất định phải. Chừng 10 phút sau, khoảng cách huyện Thành Dương ngoài trăm dặm một tòa núi sâu lên. Chỗ này không cũng rất tốt sao? Hoang sơn dã lĩnh. Vừa vặn thích hợp làm ngươi loại này không biết trời cao đất rộng tiểu bối đất chôn xương. Dừng lại cho ta. Tất dạ lão tổ cả người kiếm khí càng ngày càng đáng sợ, tràn đầy làm run sợ lòng người chập chờn. Một khắc sau, hắn một kiếm chém ra, kiếm khí kia phảng phất là muốn xé, yếu ớt, không gian vậy, kiếm khí xuyên qua bầu trời mênh mông. Thẳng đánh về phía Trần Phi sau lưng. Oanh ca, cơ hồ ở đồng thời, trong hư không đột nhiên hiện ra 36 chuôi tím kiếm dài màu đỏ. Ngay tức thì kiếm khí lăng bầu trời mênh mông, tướng vậy tới tập kích kiếm khí tiêu diệt thành hư vô, làm tất dạ lão tổ mặt liền biến sắc. Đại viên mãn kiếm ý, người lại có thể vậy. Hắn không dám tin, trước xem Trần Phi chiến đấu phương thức rõ ràng là luyện thể nhất lưu, nhưng bây giờ, thằng nhóc này lại còn có cùng hắn vậy đại viên mãn kiếm ý. Làm sao, thật kỳ quái sao? Vậy ngươi nếu là lại cảm nhận được cái này, có phải hay không sẽ bị hù được không nói ra lời? Trần Phi lạnh như băng cười một tiếng, kiếm khí trong cơ thể gào thét cuồng trào nhào ra, thoáng chốc ở giữa, trời đất quay cuồng, kiếm khí thẳng tới mây xanh trùng tiêu. Lúc này, kiếm ý này mạnh mẽ trình độ,
lại là so với trước đó kinh khủng hơn, càng làm cho người ta hít thở không thông, gấp đôi không chỉ gấp ba lần. Cái này, đây là đại viên mãn kiếm ý. Không đúng, là nửa bước vô hạ. Vậy Tất Dạ lão tổ ánh mắt lại là rụt một cái, hiện đầy vẻ kinh hãi. Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, Trần Phi thực lực có chút ra hắn dự trù. Bây giờ chỉ lo rung động có thể không có ích gì. Vậy đừng nói ta khi dễ ta, hôm nay, ta liền dùng cái này dìu lấy dìu đời kiếm. Ngươi nếu là có thể tiếp ta ba chiêu, đi ở tùy ý, nếu như không tiếp nổi. Vừa vặn ngươi không phải đã là mình chọn lựa xong liền thích hợp đất chôn xương sao? Trần Phi trong cơ thể kinh khủng kiếm ý phảng phất giống như là nhanh muốn tan vỡ lao ra, lập trên không trung, giống như là ma thần vậy khủng bố. Ánh mắt lạnh như băng. Ngươi đừng quá càn rỡ. Nghe vậy, vậy Tất Dạ lão tổ ánh mắt rụt một cái, ửng đỏ trong mắt nổi bật ra điên cuồng gào thét thanh âm, phải đem thiên địa cũng lật tới, ta như muốn giết ngươi, cần gì phải dùng kiếm. Oanh! Một cái hiện đầy cây có gai trông quái vật cánh tay từ vậy Tất Dạ lão tổ trong thân thể lộ ra tới, hắn thân thể giống như là một hắc động, lộ ra làm người ta khó có thể tưởng tượng khí thế cùng chèn ép. T. Đó là cái gì? Sau đó chạy tới người, vừa vặn thấy một màn này, ngược lại hút khí lạnh, trong mắt bạo xúc, kinh hoàng, kính sợ run rẩy nhìn vậy trên bầu trời cây có gai, trông quái vật cánh tay, thật sự là không dọa sợ. Kinh khủng như vậy đồ, lấy bọn họ tầng thứ, thật sự là lần đầu tiên gặp. Chấn, một khắc sau, liền gặp vậy Tất Dạ lão tổ một tiếng thét điên cuồng, giữa trời đất, kinh khủng kia kiếm ý liền giống như là thiên ti vạn lũ sợi tơ vậy hướng Trần Phi đi. Phải đem hắn thân thể khóa lại. Ngươi có phải hay không quên, kiếm ý, ta cũng có. Trần Phi trong cơ thể tuôn ra chói mắt tử kim hào quang, tay phải cánh tay ổn định bạo tăng, loảng xoảng sặc một tiếng, tướng vậy từ hắc ma thanh cự trong tay đoạt được pháp bảo dìu lớn cầm. Phung chém ra đi. Oanh! Ầm 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 long! Nháy mắt tức thì, giữa trời đất liền lại là chỉ còn lại có vậy một dìu lăng thiên oai, chiếm đoạt tất cả mọi người kinh hãi tầm mắt. Tướng thiên ti vạn lũ sợi tơ tất cả đều chém. Tất Dạ lão tổ kiếm khí, tán loạn ở trên trời. Thật cho là có chút bản lãnh liền ngạo thế thiên hạ. Và lão tổ ta chơi, người quá còn non. Vèo! Có thể nhưng vào lúc này, vậy Tất Dạ lão tổ lại đột nhiên cười, bóng người chớp mắt, không biết vận dụng bực nào thủ đoạn, một khắc sau lại là trực tiếp xuất hiện ở Trần Phi sau lưng 10 mét bên ngoài. Giơ tay lên, vậy trên bầu trời cây có gai, trông quái vật cánh tay nhập vào xuất ra ra đáng sợ mũi nhọn. Ở đó Tất Dạ lão tổ cười gằn trong ánh mắt, ngang nhiên đánh xuống. Trần Phi sắc mặt hơi đổi một chút. Tử tiêu chân công, bất diệt khôi giáp. Thoáng chốc ở giữa, từ trong cơ thể hắn bay tràn ra cực độ chói mắt màu tím kim hào quang. Ở đó hào quang trong, một cái tràn đầy mênh mông hơi thở khôi giáp trực tiếp là bọc lên Trần Phi thân thể. Mà ở hơi thở kia mênh mông khôi giáp trên, đếm không hết tử tiêu khí chảy xuôi, miễn cưỡng không ngừng. Cho người cảm giác giống như là tuân theo thiên địa mà sinh cái thế bảo vật, lực phòng ngự vô cùng. Suy suy, xuống lần nữa một thoáng kia, tràn đầy khí tức hủy diệt cánh tay dễ như bỡn đánh vào Trần Phi trên mình. Kinh khủng hỗn loạn, trực tiếp là tướng vậy Trần Phi bóng người cho che mất. Hắn bóng người cũng là bị một quyền này đánh bay ra ngoài. Đánh chúng, đã chết rồi sao, tê, đó là cái gì, làm sao biết? Tất cả mọi người ánh mắt đều chết chết tập trung vào Trần Phi bay ra ngoài vị trí, nhưng mà một khắc sau, bọn họ nhưng là đồng loạt trợn mắt hốc mồm đứng lên. Khó tin. Bởi vì làm vậy hỗn loạn bụi mù tản đi, Trần Phi mặc tử kim chùm ánh sáng lưu chuyển bất diệt khôi giáp, ngạo nghễ lăng không, đứng ở nơi đó, hơn nữa, lại vẫn là không có chút nào tổn. Không có chết, điều này sao có thể? Vậy Tất Dạ lão tổ cũng là sắc mặt kinh biến đứng lên. Ánh mắt gắt gao rơi vào Trần Phi trên mình vậy màu vàng tím trên khôi giáp, diễn cảm vô cùng âm trầm không chừng. Trước có pháp bảo ngọc tháp, sau có thần bí này tử kim khôi giáp. Thằng nhóc này trong tay, rốt cuộc còn có nhiều ít cái này các loại kỳ chân dị bảo. Ở trong tay hắn chẳng lẽ cũng không lãng phí sao? Tất Dạ lão tổ ánh mắt hơi nheo lại, giống như một cái âm lãnh rắn độc vậy, ghen tị, tham lam. Đánh lén dưới. Lại vậy Trần Phi còn không có chút nào tổn, cái này làm hắn có một loại bị hung hăng, bỏ rơi bạt tai cảm giác sỉ nhục. Đến lúc này, hắn cảm giác trên mặt nóng hừng hực. Bởi vì sau ngày hôm nay, vô luận chiến thắng này thua như thế nào, hắn Tất Dạ lão tổ,
sợ rằng cũng đã thành là người khác trên bàn cười nói chuyện. Đường đường Bạch Xà giáo 70 năm trước lão quái vật, bây giờ, nhưng liền một người trẻ tuổi cũng không trấn áp được. Tiểu tử, Tất Xà lão tổ diễn cảm không khỏi lại là dữ tợn, nhìn Trần Phi, như hàn băng ác ma vậy thấu xương, ta thừa nhận ngươi quả thật có qua người khả năng, nhưng là, tiếp theo, ngươi mạng nhỏ, sẽ cùng ngươi vậy buồn cười tự tin như nhau, cuối cùng bị ta trà đạp thành phấn vụn, ngươi tin không? Ngươi cảm thấy ta hẳn tin sao? Trần Phi ánh mắt lãnh đạm nhìn vậy Tất Xà lão tổ, bình tĩnh trong mắt vẫn không có bất kỳ chập chờn, nói, đúng như ta trước theo như lời, ngươi chỉ có 3 chiêu cơ hội. Mà bây giờ một chiêu đã qua. Ngươi, Tất Xà lão tổ cặp mắt tràn ra vừa dày vừa nặng tia máu, ngay sau đó lại lộ ra lau một cái châm chọc nụ cười, ngươi, thật đúng là tự tin à. Kiếm dậy. Dứt lời, chỉ gặp chân hắn bước đi bước về phía trước một bước, nhất thời hư không một tiếng rên, ở trong tay hắn bị cầm pháp bảo duyên dáng kiếm lại là giống như có thể phân thân liền vậy, hóa là một đạo ánh sáng sáng chói, một hóa hai, hai hóa ba, ba hóa vạn vật. Khoảnh khắc ở giữa, trong thiên địa chính là hiện đầy kiếm khí thẳng tới mây xanh kiếm ánh sáng ảnh, tất cả kiếm phong đều là hướng Trần Phi phong tỏa. Đây sẽ không là Tất Xà lão tổ, vạn kiếm lăng không chứ? Mọi người trong mắt không nhìn được rụt một cái, có người, kiến thức uyên bác, môi chiến đấu rung động lẩm bẩm nói. 70 năm trước, Tất Xà lão tổ chính là dựa vào ngón này, vạn kiếm lăng không, lấy một chọi hai, giết hai vị chân nhân cảnh tầng 4. Mới một lần hành động đặt hắn tân tiến địa vị. Hôm nay cái này hung danh cái thế thần thông lại lần nữa ngang trời xuất thế, bọn họ, làm sao không rung động, không sợ. Vạn kiếm lăng không, thật giống như có chút ý tứ. Trần Phi sắc mặt cũng là nhỏ đổi một cái, lúc này, hắn cả người da thịt đều cảm giác có dũng khí đau nhói. Cái này ước chừng chỉ là khí chàng uy áp, kiếm khí chèn ép làm được, là có chút kinh người. Đông. Tất Xà lão tổ lần nữa bước ra một bước, vậy trên bầu trời rậm rạp chẳng chịt đếm không hết vạn kiếm, khí thế cũng là điên cuồng leo lên đứng lên, thậm chí, liền Trần Phi cũng cảm nhận được không nhỏ áp lực. Kiếm tu, vốn là lực công kích xa qua cùng cấp tu sĩ. Mà bây giờ, cái này Tất Xà lão tổ vậy rõ ràng không phải cái gì mặt hàng đơn giản. Là trên tay có chút người có bản lãnh sao? Chém. Một khắc sau, chính là thấy vậy Tất Xà lão tổ cười gần quát ra tiếng. Nhất thời, vậy trên bầu trời vạn kiếm liền tựa như là Thái Sơn áp đỉnh vậy hủy diệt hướng Trần Phi nghiền tới. Muốn cho Trần Phi tại chỗ chém chết. Không chỉ có như vậy, làm vậy vạn kiếm chân chính đạt tới có thể uy hiếp được Trần Phi phạm vi thời điểm, đầy trời đột nhiên là vang dội làm ra đầu ma rắn khiếu, các người mau xem. Mọi người kinh hoàng nhìn vậy từng chuôi kiếm, lại là hóa thành từng con dữ tợn, lạnh như băng rắn độc. Ở đó đầy trời kinh khủng trong kiếm ý, lại là tăng thêm vô tận đáng sợ yêu khí quang ba. Gọi là cực độ đáng sợ. Có bản lãnh đem ngươi một chiêu này vậy ngăn trở thử một chút. Đừng nói là ngươi, coi như là chân nhân cảnh tầng 5 tồn tại đích thân tới, ta cũng có nắm chắc làm bọn họ tạm lánh kỳ phong, biết không? Ha ha, ha ha ha. Trên bầu trời vang lên vậy Tất Xà lão tổ cười như điên, cùng với cản rỡ châm chọc. Một chiêu này. 70 năm trước thì đã là hắn trung cực thần thông. Mà hôm nay, thay đổi được so 70 năm trước mạnh không biết nhiều ít. Cho nên, bây giờ hắn ra một chiêu này, là căn bản liền không có chuẩn bị ra chiêu thứ ba. Liền một kiếm này, vạn kiếm lăng không, vạn xà xuất thế, ổn thỏa muốn thằng nhóc kia mất mạng suối vàng. Chết đi. Không nói khác, một chiêu này ngược lại là làm ta hơi coi trọng mấy phần. Trần Phi ánh mắt ngưng nhiên nói. Cao xem. Ngươi chẳng lẽ không muốn nói thêm nói khác cái gì không, ví dụ như, cầu xin tha thứ, lại ví dụ như, chăn chối. Tất Xà lão tổ trên mặt hiện đầy mỉm cười thắng lợi, châm chọc nói. Ngươi như có bản lãnh, có thể cứ việc thử một chút. Trần Phi bóng người một cướp, lơ lửng tại không, từng vòng từ tiêu khí hóa thành sóng gợn tản ra tới, thiên địa đồng tình, không khí đều tựa như là sau đó rung chuyển. Từng luồng kinh khủng kiếm ý hướng vậy pháp bảo diều lớn nhận đỉnh hội tụ. Kiếm ý, từ tiêu khí hai người trực tiếp là hợp hai là một, thiên địa bắt đầu làm hỗn loạn. Cái này, thật là khủng khiếp hơi thở, đó không phải là kiếm ý sao? Nhưng vì cái gì, ở nơi này một dìu trên lại cũng có thể mạnh như vậy hãn? Đám người con người có rúc lại, cảm nhận được Trần Phi lúc này triển hiện ra uy thế này vậy quá đáng sợ, cường thịnh đến khó mà hình dung.
Vậy Tất Dạ lão tổ cảm nhận được động tĩnh này cũng là mặt liền biến sắc, cắn răng, cười lạnh nói, Hoa Sặc Sỡ Tiếu thoạt nhìn là không tệ, có thể ngươi lấy làm cái này là có thể cải biến chiến cuộc. Ngây thơ, tiếng nói rơi xuống, vậy đầy trời vạn kiếm, vạn xa trực tiếp là dễ như bỡn đè ép xuống, chân chính ùn ùn kéo đến, thế như trẻ tre, vậy cổ kinh khủng hơi thở, để cho đám người tim cũng phốc đông nhảy động. Cả người bốc ra mồ hôi lạnh. Giết người, không phải chỉ có ngươi sẽ. Trần Phi bình tĩnh nói, tay kia trong nắm dìu lớn trực tiếp là về phía trước đánh ra, liên tục mấy chục lần run run, rồi sau đó ầm ầm chém xuống, ở đó vân không trong tiệc thành một đạo dài đến mấy trăm thước tan biến dấu vết. Vậy Tất Dạ lão tổ lúc này ánh mắt kinh hãi rụt một cái. Một giây kế tiếp, vạn kiếm, vạn xa rơi xuống, cùng vậy dìu lớn hào hùng nhận đỉnh hình thành thời gian bất động đánh vào. Hư không run lên. Giờ khắc này, đám người tim tựa như đều phải nhảy ra, gắt gao nhìn chằm chằm vậy hủy diệt vậy va chạm. Ta Tất thắng không thể nghi ngờ. Tất Dạ lão tổ giận dữ hét, con ngươi hiện đầy tia máu. Phải không? Trần Phi ngẩng đầu lên, lạnh cười nhạt một tiếng, một khắc sau, vậy kiếm ảnh đầy trời, vạn xà, lại là hoàn toàn chìm ngập ở vậy hủy diệt vậy một dìu chính giữa. Duy có một đạo thân ảnh bình tĩnh đứng ở đó tuyệt hát vậy hủy diệt một dìu trước, đó là Trần Phi. Oanh! Vậy Tất Dạ lão tổ thân thể bị đánh bay ra ngoài rất xa, trùng trùng rơi xuống ở vách núi trên, thân thể nằm ở đó, không ngừng ho khan ra máu tươi, hắn ngẩng đầu lên, gương mặt hiện đầy vặn vẹo cùng với khó tin. Tựa hồ đến thời khắc này, hắn vẫn là không có biện pháp tiếp nhận bị thua thực tế. Kiếm ý, kiếm người ý, lại lợi hại đến loại này. Đã đột phá đến vô hạ liền sao? Tất Dạ lão tổ sắc mặt thê lương, mặc dù hắn không biết Trần Phi chân chính cảnh giới, có thể như vậy đối lũy sau đó, nhưng rõ ràng, nếu không phải vô hạ tầng thứ kiếm ý, là thì không thể làm hắn bại như vậy hoàn toàn. Có thể cái loại đó tầng thứ người, tại sao lại xuất hiện ở trái đất này, vạch nước câu, à? Tất Dạ lão tổ móng tay khảm vào trong thịt, máu tươi thẳng linh lợi chảy ra, là thật thật, không cam lòng a. Tất cả mọi người nhìn một màn này, lạnh cả người mồ hôi, sau lưng lạnh, một mảnh im lặng. Đáng tiếc liền hai chiêu đều không chống nổi đi, quả thật chưa ra hình dáng gì. Nhìn vậy khảm nạm nhập vách đá thẳng đứng, mặt đầy không cam lòng, cả người máu tươi rầm rề Tất Dạ lão tổ, Trần Phi nhàn nhạt tiếng, chung quanh tất cả mọi người đều cả người run lên, yên tĩnh không tiếng động, khó mà từ rung động tỉnh lại. Bạch Xà giáo, Tất Dạ lão tổ, đánh bại. Tất Dạ lão tổ hắn lại có thể đánh bại. Được gọi là chân nhân cảnh tầng 4 đỉnh cấp vậy không nói ở đây Tất Dạ lão tổ, hắn đánh bại. Tất cả mọi người đều là yên lặng. Khô khốc trước môi, ánh mắt sợ hãi, run rẩy vọng hướng bầu trời vậy một bộ hắc bào trẻ tuổi bóng người, thật sự là hoang đường đến cảm giác có chút không ra lời tới. Tất Dạ lão tổ có mạnh hay không? 70 năm trước Bạch Xà giáo đảm nhiệm, hắc ma, 70 năm trước chân nhân cảnh tầng 4, 70 năm trước cũng đã là từng giết không chỉ một vị chân nhân cảnh tầng 4 nhân vật, như vậy vấn đề, bản thân là một cái ngụy mệnh đề. Bởi vì Tất Dạ lão tổ thật rất mạnh rất mạnh rất mạnh. Vô luận là kiếm đạo hoặc giả là cảnh giới, cũng tuyệt đối là đủ để sánh bằng chân nhân cảnh tầng 4 đỉnh cấp, thậm chí chân chính sức chiến đấu phương diện, còn có thể là chút bao trùm. Đổi câu tới, coi như là vị kia chân nhân cảnh tầng 4 cường giả đỉnh phong đích thân tới, chỉ sợ cũng không gặp được có thể ở tay hắn đòi cái gì tốt, thậm chí còn có thể sẽ bị thua. Mà bây giờ đâu? Mà bây giờ, hắn gặp Trần Phi. Đáng tiếc hắn là gặp Trần Phi à? Tử Tiêu Tài Quyết chân công chính là bất thế cường hãn bộ luật, lại càng không dùng Trần Phi kinh khủng kia bên trong ở đây, cùng với truyền tiên môn thánh pháp tọa vong kinh gia trì. Đây hoàn toàn là bay vượt giống vậy thêm được. Người thường không mong đợi đạt tới, thậm chí liền tưởng tượng cũng có một ít lỗ thủng, đơn thuần hy vọng xa vời. Đây là, Trần Phi bước chân hướng phía trước bước ra, hướng vậy vách đá dựng đứng Tất Dạ lão tổ đi tới. Nhất thời thì có một vị cả người hơi thở kinh khủng bóng người nhanh chóng hướng Trần Phi lóe lên tới, cầm trong tay một chuôi ngọc kích, là vậy Bạch Xà giáo song ma một trong, Bạch Ma Lục Thiên Hồng. Cút ngay, cách lão tổ xa một ít, hắn cả người sát khí, ánh mắt lại là kiêng kỵ, lại là dữ tợn nhìn Trần Phi, rất sợ lúc này Trần Phi gần thêm nữa Tất Dạ lão tổ một bước. Bởi vì, hôm nay cái này dưới trạng thái Tất Dạ lão tổ, đã là đạt tới đèn cạn dầu, như Trần Phi sinh lòng ngạt niệm. Vậy tướng hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
lúc nào ngươi loại này tiểu mưu tiểu cầu cũng có thể đứng ra búng. Nhưng mà, Trần Phi ánh mắt hướng vậy Bạch Ma Lục Thiên Hồng nhìn một cái, đột nhiên ở giữa, chăn tới không rãnh khủng bố kiếm ý liền trực tiếp là dòng nước chảy, khơi thông đi ra, hướng đối phương vặn cổ đi. Đồng thời bàn tay tìm tòi, không cường hãn khí thế trực tiếp là tướng vậy Bạch Ma Lục Thiên Hồng trấn áp tới tại chỗ nhúc nhích không được. Mọi người trong mắt nhất thời rụt một cái, Bạch Xà giáo song ma một trong nhân vật, bây giờ lại là không chịu được như vậy một kích. Trần Phi tùy tiện ra tay, cũng không gánh nổi. Một khắc sau, vậy Lục Thiên Hồng cặp mắt tràn ra nồng nặc sợ hãi, điên cuồng vùng vẫy, mà lúc này hắn mới giống như là rốt cuộc kịp phản ứng, dưới xung động, hắn kết quả là làm ra một kiện bực nào chuyện ngu xuẩn tình. Ở, dừng tay, Tất Dạ lão tổ thần sắc tái nhợt con ngươi phong tỏa ở Trần Phi thân, lạnh lùng nói, muốn cho Trần Phi dừng tay. Hắc Ma Thanh Cự bây giờ đã chết, như vậy Lục Thiên Hồng lại bước cái trước theo gót, đây là toàn quân chết hết. Không cái gì nhan không mặt mũi, chỉ là cái này thiên tổn thất lớn, cho dù là bọn họ Bạch Xà giáo cũng là khó mà chịu đựng à. Ngươi, ngươi buông ta ra, Bạch Ma Lục Thiên Hồng cũng là giãy giụa quát lên, xin chập chờn to lớn. Các người là đang ra lệnh ta sao? Trần Phi nhìn vậy bị hắn chân áp bóng người, còn người hàn mang nhanh tránh, lãnh đạm lên tiếng, bốn phía tất cả mọi người cứng rắn là không dám biệt xuất nửa nói nhỏ. Ta. Lục Thiên Hồng bị cái này khổng lồ áp lực đè sắp tan vỡ, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nói thả ta, có lẽ còn có chỗ trống quay về, nếu không, ngươi là muốn cùng ta Bạch Xà giáo hoàn toàn khai chiến. Phải không? Trần Phi khóe miệng nhấc lên nhàn nhạt cười nhạt, sau đó liền dùng hắn hành động thực tế, để chứng minh hắn lựa chọn. Oanh! Kinh khủng sát khí, từ trong cơ thể hắn xông ra, cuồng liệt đè ở vậy Bạch Ma Lục Thiên Hồng thân. Ngươi mới vừa cái gì? Ta có chút không quá nghe rõ. Làm Trần Phi như vậy một câu giễu cợt, lãnh đạm lời nói vang ở bọn họ bên tai, đám người tim hung hãn co quắp hạ, giết Bạch Xà giáo xong ma một trong Hắc Ma Thanh Cự, còn chưa đủ, lại phải lại đem Bạch Ma Lục Thiên Hồng cũng cho chém hết sao. Phải biết và Hắc Ma Thanh Cự bất đồng chính là, cái này Bạch Ma Lục Thiên Hồng còn có kinh người lai lịch. Chính là Bạch Xà giáo đảm nhiệm phó giáo chủ hậu nhân, Trần Phi, hắn thật dám chém. Cái này Lục Thiên Hồng thật nếu là chết, từ bây giờ về sau, sợ rằng cái này Trần Phi liền muốn cùng vậy Bạch Xà giáo kết làm huyết hải thâm cừu, không chết không thôi. Ít nhất vị kia Bạch Xà giáo đảm nhiệm phó giáo chủ, nhất định sẽ không tiếc hết thảy muốn mạng hắn. Trần Phi, làm việc trước, người suy nghĩ kỹ càng hậu quả. Thấy tình cảnh này vậy Tất Dạ lão tổ cũng là không nhìn được có chút biến sắc đứng lên, quát lên, Lục Thiên Hồng là ta Bạch Xà giáo đảm nhiệm phó giáo chủ hậu nhân. Người giết hắn, biết sẽ là hậu quả gì? Hậu quả gì? Trần Phi sắc mặt cũng không đổi một điểm một cái. Chết còn nghiêm trọng hơn. Tất Dạ lão tổ giữ tợn gương mặt, giận dữ hét. Tốt lắm, ta có thể thật đúng là chưa bao giờ biết, chết còn hậu quả nghiêm trọng, sẽ là dạng gì, nếu hôm nay có cơ hội, vậy thì thử một chút chứ. Trần Phi cười lên, bước chân về phía trước đạp đi, từng bước một đến gần vậy mặt đầy bắt đầu biến sắc Lục Thiên Hồng. Điều này cũng làm cho Tất Dạ lão tổ thần sắc cứng ngắc, cực kỳ khó coi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mang ra Lục Thiên Hồng bối cảnh, tiểu xúc sinh này, lại còn chưa sợ. Trần Phi, ta trước tổ chính là Bạch Xà giáo đảm nhiệm phó giáo chủ, chân chính nhân vật lớn, chân nhân cảnh tầng 4 đỉnh cấp, người nếu dám giết ta, hậu quả này, người không gánh nổi. Lục Thiên Hồng sợ, sắc lệ nội cha, giấy ruộng run giọng hét. Trời làm bậy, do có thể thứ cho, từ làm bậy. Không thể sống. Trần Phi thần sắc lãnh đạm phun ra như vậy âm, con ngươi lạnh như băng, không phục, để cho hắn đến tìm ta. Ta Trần Phi chờ hắn. Dứt lời, kiếm ý ngưng tụ thành kiếm, lăng không chém xuống. Phốc suy. Bạch Ma Lục Thiên Hồng tại chỗ bỏ mạng, thân thể bị chém chết thành hai nửa, thần hồn câu diệt. Mọi người trực tiếp là ngu, chán một món mồ hôi tuột xuống, Bạch Xà giáo đảm nhiệm phó giáo chủ hậu nhân, Bạch Ma Lục Thiên Hồng. Cái này người điên, thật là chém chém. Họ Trần, người đây là đang tự tìm cái chết. Tất Dạ lão tổ ra mặt dữ tợn, giận dữ hét. Tim, hung hãn run rẩy, người điên, đây thật là cái người điên. Người có phải hay không lấy là ta sẽ thả ngươi. Trần Phi quay đầu, cười một tiếng, lần nữa bình thản âm làm vậy tất cả mọi người làm tim co rúc lại. Không, không thể nào, cái này người điên ý của lời này khó khăn, chẳng lẽ là... Ngươi,
vậy Tất Dạ lão tổ cũng là con ngươi chợt rụt một cái, cả người toát ra mồ hôi lạnh. Lập tức trốn. Cái này Tất Dạ lão tổ không hổ là sống hơn nửa đời người lão già kia, kiêu hùng tâm tính. Lúc này thấy tình thế không ổn, cũng không cố kỵ nữa cái gì mặt không mặt mũi, lập tức chuẩn bị chạy trốn. Trần Phi liền Lục Thiên Hồng cũng dám giết, hắn bây giờ loại trạng thái này, lại là nguy hiểm. Vèo. Một khắc sau, một cái bụi đất thân ảnh màu trắng ở hắn dưới người tăng vọt, là một cái dữ tợn không bạch ban rắn khổng lồ, đánh nó, cái đuôi một vung sau lưng vậy vách đá thẳng đứng, trực tiếp là đem đánh nát. Thừa dịp cái này hỗn loạn, rắn khổng lồ hào hùng thân thể trực tiếp là giống như nhanh như tia chớp đổ bắn ra, bắt đầu điên trốn. Trốn, coi như là để cho ngươi chạy, ngươi có thể trốn đi nơi nào. Trần Phi ánh mắt một nghiêm túc, trực tiếp là cuồng liệt phóng lên cao. Tựa như trời long đất lỡ vậy, toàn bộ mặt đất, ngay tức thì giống như là bị một vô hình cự lực nện xuống, miễn cưỡng đập ra một cái dải rộng mấy chục thước to lớn lõm xuống, theo sát phía sau Trần Phi bóng người liền giống như là đạn đại bác vậy, kích, bắn ra. Một khắc sau, hắn bóng người chính là tại ngày đó không kéo hào hùng trăm mét đường dài, giống như là máy bay chiến đấu đột phá bức tường âm thanh, mang theo dài đuôi dài khí vậy. Loại tràng cảnh đó thật là long trời lở đất. Ta Tất Dạ muốn đi, người bực này chưa dứt sữa tiểu tử chưa ráo máu đầu cản được hạ sao. Tất Dạ lão tổ biết lúc này là hắn sống chết du quan đang lúc, cười gằn, thiên ti vạn lũ khủng bố kiếm ý khơi thông ra, ngưng tụ thành một kiếm, tựa như muốn chém xé trời khung, lại có vạn xà thét dài, tê tiếng lách tách hiện đầy vân không. Trần Phi sắc mặt không thay đổi, chẳng qua là cười nhạt. Chém, một khắc sau, liền gặp hắn một tay kéo vậy pháp bảo dìu lớn. Khủng bố kiếm ý ngưng ở hắn, vô hạ hoàn mỹ, tựa như kinh khủng uông dương ở hét giận dữ, cuồng rách sóng lớn ở hô hống, một dìu tê thiên liệt địa chém xuống, tướng vậy Tất Dạ lão tổ triệt để phong tỏa. À, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Tất Dạ lão tổ dưới người rắn khổng lồ lúc này nổ tung, máu tươi tràn đầy không, hắn thân thể cũng bị cái này một dìu tước mất hắn nửa người. Không, không nên giết ta biết lỗi rồi. Hắn lúc này... Tất Dạ lão tổ rốt cuộc biết sai rồi, sau khi biết hối, Trần Phi người này đơn giản là người điên. Hơn nữa còn là hắn không chọc nổi cái loại đó, triệt triệt để người điên. Hắn mặt vậy lại không có kiêu ngạo, bạch xà giáo đảm nhiệm hắc ma thì thế nào? Từng giết chân nhân cảnh tầng 4 thì thế nào? Là bạch xà giáo lão tổ thì thế nào? Bây giờ Trần Phi nếu như muốn giết hắn, vậy hắn liền chỉ có chết. Biết lỗi rồi. Trần Phi mặt lộ ra im lặng cười, ước chừng sai rồi, đủ rồi. Tham đồ hắn bát cung huyền tháp, còn muốn liên lụy người bên cạnh hắn, đây chính là cấm kỵ. Lấy là một câu sai rồi có thể hoàn sao? Cái này đời nào có chuyện dễ dàng như vậy à? Tối thiểu, được chịu trách nhiệm lời của mình à, đúng không? Mới vừa, người không phải luôn mồm muốn cho ta trả giá thật lớn. Nhưng bây giờ, người chạy cái gì? Nếu là người cảm thấy ta khi dễ ngươi. Nếu không ta lại nhường ngươi 3 chiêu. Lại để cho 3 chiêu. Chớ 3 chiêu, 30 chiêu, 300 chiêu thì phải làm thế nào đây? Không đánh lại là không đánh lại, hơn nữa, Tất Dạ lão tổ hắn bây giờ cũng là hoàn toàn không có vậy lá gan. Vèo. Thân hình hắn chớp mắt, muốn trốn nữa. Phịch. Một cổ kinh khủng lực lượng khí thế tướng hắn rất miễn cưỡng đè xuống bầu trời, khảm nhập lớn trong ruộng, không đường có thể lui. Một chiêu. Trần Phi đưa ra một ngón tay, nhàn nhạt nói. Trần Phi, người đừng quá lấn hiếp người quá đáng. Vậy Tất Dạ lão tổ cặp mắt máu đỏ trước, dư tợn, rung giọng nói. Quá đáng, chẳng lẽ ngươi cũng phối hợp đến phần này, vẫn không rõ người tu chân giữa đạo lý sao? Người mạnh là vua, quả đấm cứng rắn, mới có thể nói với người khác đạo lý. Hôm nay, ta đang cùng ngươi nói phải trái, làm sao, ngươi không muốn nghe sao? Trần Phi đạp thẳng tới mây xanh tới, khí thế uy vũ, làm chỗ xa kia rất nhiều người cũng không dám đến gần. Chỉ là xem cuộc chiến, cũng để cho người có dũng khí tim hồi hộp nguy hiểm. Tất Dạ lão tổ nghe vậy cũng là thiếu chút nữa nghẹn khí, nói phải trái. Đây là đang theo hắn nói phải trái sao? Cái này rõ ràng là ở muốn giết hắn à? Đơn giản là lấn hiếp người quá đáng. Người mạnh là vua, quả đấm cứng rắn, mới có thể nói với người khác đạo lý. Hôm nay, ta đang cùng ngươi nói phải trái, làm sao, ngươi không muốn nghe sao? Trần Phi mỗi một câu nói, mỗi một chữ, cũng giống như là một cây gai như nhau,
đâm vào vậy tất dạ lão tổ trong lòng, nhưng lúc này sợ hãi, đối với chết run rẩy nhưng cũng đã là chôn thật sâu vào hắn lòng. Sợ hãi hạt giống một khi là ở trong lòng mọc rễ, phát tài mầm, muốn ở tướng chiến thắng, loại trừ hết, đó không thể nghi ngờ là khó như lên trời sự việc. Ít nhất đối với hiện tại hắn, tất dạ lão tổ tới, đã là không thể nào. Van cầu ngươi, thả qua ta, ta nguyện ý dùng bất kỳ điều kiện trả lại, đổi ta một con đường sống, cầu, van cầu ngươi. Một khắc sau, liền gặp hắn hèn mọn cầu xin tha thứ, lại không trước vậy sơ ra sân lúc kiêu ngạo, chỉ còn lại đối với chết sợ hãi. Xa xa, mọi người thấy tình cảnh này đều là không nhìn được trong mắt hung hăng run rẩy, ánh mắt hiển hiện ra nồng nặc sợ hãi, lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, thậm chí cũng không dám nhìn thẳng. Bởi vì, có thể đem tất dạ lão tổ như vậy tiếng tăm lừng lẫy cao cấp nhân vật lớn đánh cho thành như vậy, hèn mọn cầu xin tha thứ, đây quả thực là bọn họ chưa bao giờ dám tưởng tượng sự việc, hôm nay, bọn họ nhưng chính mắt thấy. Tất dạ lão tổ, bài. Tất dạ lão tổ, cầu xin tha thứ. Điều kiện, ngươi cảm thấy ngươi có cái gì điều kiện có thể để cho ta động tâm, thả ngươi một mạng chó. Trần Phi cười một tiếng, không bất kỳ do dự, trực tiếp lắc đầu hủy bỏ. Đối với người như vậy, hoặc là không phản ứng, hoặc là, dứt khoát là đuổi tận giết tuyệt, đây cũng là hắn lăn lộn lâu như vậy tu chân giới nơi hiểu chí lý. Thả hổ về rừng, cho dù người này liền mèo cũng coi là không, nhưng cũng không thể làm như vậy. Nếu không, vi mặt người, cũng có thể vô cùng hậu hoạn. Thật chẳng lẽ không có chỗ trống quay về, chúng ta không có sống chết thù, tất dạ lão tổ tuyệt vọng. Bây giờ những thứ này ngươi chưa thấy được có chút buồn cười không? Trước, các người bạch xà giáo từ lấy là thế mạnh, ba lần bốn lượt đè ta, muốn chơi thế nào làm chơi thế nào làm, muốn ta chết, bây giờ, biết không đánh lại, lại cùng ta không có sống chết thù. Trần Phi trong lời nói tràn đầy châm chọc. Nghe được Trần Phi lời có vài người cũng là một hồi than thầm. Không sai, trước bọn họ cùng với bạch xà giáo cũng lấy là Trần Phi chỉ là một thông thường chân nhân cảnh tầng 1, cho nên không buông ở mắt, ba lần bốn lượt muốn phái người tới thu thập hắn, tướng hắn giết chết. Đây nếu là đổi thành một cái khác thực lực thật chỉ có, chân nhân cảnh tầng 1 người, bây giờ, sợ rằng đã sớm là hóa thành một bồi đất vàng liền chứ. Không sống chết thù, đây là thật không có sống chết thù. Mọi người tại đây mỗi một cái là kẻ ngu, điểm đạo lý này, chẳng lẽ còn sẽ không nghĩ ra. Hơn nữa bây giờ thế cục nghịch chuyển, Trần Phi thế mạnh, sao có thể sẽ thả qua từng nghĩ muốn mạng hắn bạch xà giáo một nhóm, thả qua tất dạ lão tổ. Đổi ai là Trần Phi, cũng không thể. Vậy, đây chẳng qua là hiểu lầm, thật chỉ là hiểu lầm. Tất dạ lão tổ hiển nhiên vậy rất rõ ràng đạo lý này, thần sắc tái nhợt, chỉ còn lại nông cạn lời nói hèn mọn cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, cũng đã là một chút lực độ cũng không có. Hết thảy đến đây, bụi bặm lắng xuống, đâu còn có thể vãn hồi cái gì. Ta cho ngươi thống khoái chứ. Trần Phi bình tĩnh nhìn vậy tất dạ lão tổ, bàn tay, từ từ là giơ lên. Không, không muốn, vậy tất dạ lão tổ điều kiện phản xạ cả kinh, thần sắc tái nhợt, mặt đầy sợ hãi, vội vàng nói, ta nói cho ngươi cả kinh thiên bảo tàng tin tức, dùng để đổi ta một mạng, ngươi yên tâm. Tin tức này giá trị trình độ, tuyệt đối là đủ rồi, ta bảo đảm. Kinh thiên bảo giấu, Trần Phi bàn tay hơi chậm lại, khẽ nhíu mày nói. Không tệ. Vậy tất dạ lão tổ biết đây là mình duy nhất còn sống hy vọng, cũng không kéo sấp, nhanh chóng nói, ở ta cự linh bí cảnh làm, có một trụy thần cốc, trăm năm mở một cái, bên trong cất giấu bản phách phượng niết bàn thất bại sau ngưng tụ niết bàn huyết trì. Đây là tuyệt thế đại bảo giấu, coi như là truyền vậy nguyên đan chân quân đạt được. Vậy ắt sẽ được ích lợi vô cùng. Chỉ cần ngươi có thể thả ta một mạng, ta thề, nguyện mang ngươi lẫn vào ta bạch xà giáo đội ngũ làm, chui vào vậy trụy thần cốc đoạt bảo. Còn nữa không tới một tháng, vậy trụy thần cốc trăm năm chi kỳ muốn mở ra. Tất dạ lão tổ liều mạng nắm sợi dây này, vội vàng nói. Niết bàn huyết trì, Trần Phi nghe vậy cũng là kinh sợ kinh, sắc mặt đại biến, như vậy đại danh đỉnh đỉnh cái thế yêu bảo, hắn đương nhiên là có nghe thấy. Cái này đời, tu chân giới làm, có một áp đảo chúng sanh chi loài, tên là Thật Linh, là cùng vậy truyền tiên nhân ngang hàng. Cái này Thật Phượng, chính là vậy Thật Linh hắn một trong, cũng là cái này thế gian vô địch tồn tại, bị cùng nếu như tiên nhân vậy dập đầu cung phụng. Mà ở nơi này thế gian, Thật Phượng vậy chờ chân linh tồn tại gần như là hiếm thấy, đã có mấy ngàn năm không có bóng dáng của bọn họ,
Bất quá, mấy ngàn năm không gặp qua thật phượng, nhưng cái này thế gian vậy hay là thực sự có phượng huyết mạch truyền thừa xuống. Số rất ít hung uy hoành phách thiên hạ yêu thú chim, trong cơ thể nhiều ít không đồng nhất tồn tại thật phượng máu. Người yếu, tầm thường nguyên đan chân quân thấy chạy, cường giả, tiên dưới, trên đời mạnh nhất bộ phận kia tồn tại, cũng không phải nói bừa. Mà đây niết bàn huyết trì, chính là vậy trong cơ thể có thật phượng máu mạnh mẽ yêu thú chim niết bàn thất bại sau đó, hóa thành cả người khí huyết chi chân linh, cũng có thể là vậy bất diệt thật phượng máu. Đây chính là thật phượng máu à, đừng là hắn. Sợ rằng coi như là vậy từng phách tuyệt liền kiềm nam cổ quốc bên trong vực tần mới vương tới, cũng không khả năng không động tâm. Ngươi không lừa gạt ta, thật là niết bàn huyết trì. Trần Phi môi run lên, nói. Không có, Tất Dạ lão tổ nhìn thấy hy vọng. Vậy nhiều cảm ơn ngươi, bất quá, ngươi vẫn là được chết. Phốc suy, bàn tay run lên, Tất Dạ lão tổ ngực trực tiếp là bị đánh xuyên, rồi sau đó... Một cổ kinh khủng tím ngọn lửa màu đỏ ở trong cơ thể hắn tách thả ra, phá hủy Tất Dạ lão tổ thân thể, rất nhanh, hắn thân thể đã hoàn toàn là bị ngọn lửa cho cắn nuốt. Ngươi lừa gạt ta. Trước khi chết, Tất Dạ lão tổ trợn to hai mắt, không cam lòng gào thét nói. Xin lỗi, ta thật giống như không đáp ứng muốn tha ngươi chứ. Trần Phi nhàn nhạt nói. Một khắc sau, oanh một tiếng rên. Từ tiêu khí nhũ tạp rắn tâm địa linh diễm tướng vậy Tất Dạ lão tổ thân thể đốt thành cho tàn. Đến đây, Bạch Xà giáo Tất Dạ lão tổ chết, hơn nữa, hay là thật người cảnh tầng 4 kinh khủng tồn tại. Đám người chán bất chấp mồ hôi hột, mồ hôi lạnh không dứt, nhưng lòng vậy vẫn là ở một hồi xúc động, xanh lơ đồ sộ chết, lục thiên hồng chết, bây giờ, lại liền Tất Dạ lão tổ vậy chờ người đáng sợ vật cũng vậy vẫn phải chết. Bị Trần Phi giết chết. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu gan, lại mạnh bao nhiêu? Mọi người trong lòng chôn thật sâu xuống một viên hạt giống, rồi sau đó nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Hạt giống, tên là sợ hãi. Sau ngày hôm nay, Triết Giang Trần Phi, danh tự này tương uy chấn thiên hạ. Rất nhiều người ánh mắt như rót vào, kính sợ nhìn Trần Phi, trong lòng từng chữ từng câu lẩm bẩm nói. Mấy ngày trước, Trần Phi xốc Bạch Xà giáo phân đà, giết hai người chân nhân. Ở bọn họ mắt thật ra thì cũng bất quá là ngươi ngươi. Thậm chí không ít người cũng nhao nhao muốn thử, muốn khiêu chiến hắn, thậm chí giết hắn, tướng hắn làm cục đá bị đạp, hoặc là, lấy lòng Bạch Xà giáo, Bạch Cốt Tông. Hôm nay, bây giờ thế nào? Bạch Cốt Tông hạ thị hai huynh đệ dắt tay nhau tới, đây chính là liền chân nhân cảnh tầng 4 cũng không dám khinh thị tổ hợp, kết quả, chẳng qua là ở Trần Phi tay thảm bại, không có chút nào chống cự chỗ trống. Sau đó, uy thế lăng tiêu Bạch Xà giáo song ma cũng là dắt tay nhau cùng tới, kết quả thậm chí là muốn cái trước thảm hại hơn, song song chết, bất kỳ uy hiếp, đảm nhiệm thân phận như thế nào bối cảnh đều là hư vô, hoàn toàn không dùng. Mà đến bây giờ, kinh khủng nhất là liền Bạch Xà giáo Tất Dạ lão tổ đều chết hết, đây là bực nào chiến tích kinh khủng. Mọi người sợ hãi nhìn Trần Phi, trong chốc lát, thiên địa không nói. Vèo. Nhưng vào lúc này, hư không chớp mắt. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở Trần Phi trước mặt, ăn cơm, mặt mũi có chút giả nua. Là hạt đạo nhân, hắn như thế. Không thể nào, chẳng lẽ hắn còn chưa từ bỏ ý định, đám người ánh mắt cả kinh. Làm sao, còn muốn tiếp tục, Trần Phi nhìn vậy hạt đạo nhân, tự tiếu phi tiếu nói. Hắn biết đối phương giống như cũng là Bạch Xà giáo người, chẳng qua là, nhưng không biết đối phương lại lá gan có thể lớn như vậy. Đây là còn có gan tử tiếp tục muốn cùng hắn đối lũy sao? Không, không dám, có thể vậy hạt đạo nhân nghe vậy nhưng chỉ là sợ hãi cả người run rẩy, cúi đầu, hèn mọn nói, tiền bối ngài thần uy cái thế, ta hạt đạo nhân chẳng qua là đất con kiến hôi, nào dám lại tiếp tục. Trần Phi cười một tiếng, không nói, yên tĩnh chờ hắn lời kế tiếp. Trần Phi tiền bối, ta chỉ là muốn, lão tổ hài cốt vẫn còn ở, như có thể. Có thể hay không để cho ta mang đi lão tổ hài cốt, tướng hắn táng hồi ta Bạch Xà giáo. Vậy hạt đạo nhân lại tiếp tục nói. Ừ, Trần Phi hơi ngẩn ra, quay đầu lại, nhưng phát hiện vậy Tất Dạ lão tổ mặc dù bị đốt chết, nhưng xương vẫn còn ở, không tính là chết không toàn thây. Đi đi, bất quá thấy thi thể này, hơn phân nửa các người Bạch Xà giáo lại được sợ người nào tới đối phó ta chứ. Ai, thật là giết không sạch sẽ sao? Trần Phi nhàn nhạt phất phất tay, tự lẩm bẩm. Lúc này hắn đang suy nghĩ, nếu không dứt khoát đi tu chân giới rời những người này tay qua mà tính.
người này từ đầu đến cuối giết không xong, hắn cũng có chút phiền. Huống chi, còn có vậy trụy thần cốc niết bàn huyết trì. Cái loại đó bảo bối, bất kể là thật là giả, đều phải được nhìn một chút mới được à. Muốn thật là nói thật, hắn phát tài. Không, không dám, đa tạ tiền bối lòng dạ rộng rãi, khoan hồng độ lượng. Cảm nhận được Trần Phi lời kia âm có chút không nén được, hạt đạo nhân cả người run rẩy, tướng vậy tất giả lão tổ hài cốt mò được, không phải vậy rời đi. Lại tiếp tục đợi tiếp, vậy chờ áp lực, hắn sợ rằng cũng được hoài nghi mình có phải hay không muốn điên hết. Các vị, hôm nay cái kịch này, có thể xuất sắc. Một khắc sau, mọi người phức tạp, ánh mắt kính sợ, Trần Phi vậy nhàn nhạt thanh âm bình tĩnh, đột nhiên là vang lên. Làm bọn họ cả người đều là run lên. Bọn họ nhìn lẫn nhau, đều có chút ngây ngẩn, không dám tiếp lời. Làm sao, xem ra chư vị hay là đối với hôm nay cái kịch này không hài lòng à? Trần Phi cười một tiếng, tiếng nói làm vậy tất cả mọi người trong mắt kinh hãi. Không, không dám, Trần tiền bối hôm nay cái kịch này, xuất sắc trình độ, chính là bọn ta chọn đời không gặp. Quá vinh hạnh. Không tệ không tệ, cái kịch này, thật sự là quá đặc sắc. Thật, thật quá đặc sắc. Cả đám ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng hốt hoảng nói tiếp. Chỉ cần là xuất sắc, vậy được, bất quá. Đến đây, Trần Phi hơi dừng lại một chút, những người đó đều là chỉ cảm thấy lòng lập tức bị xách lên, dâng tới cổ họng. Trần Phi lần nữa mở miệng nói, bất quá, nếu ý xem đặc sắc, vậy còn là giải tán. Sau này, cái này Chiết Giang là ta Trần Phi địa bàn, không có sao bớt đi cái này đi loanh quanh, hiểu ý của ta không? Trước. Trần Phi lăng không dậm chân, xoay người rời đi, cũng không để ý những người đó kết quả là có đáp ứng hay không. Nhưng mà, sau đó một khắc, những người đó cơ hồ là đồng loạt trả lời lên tiếng. Cần tuân tiền bối pháp chỉ. Đánh một trận oai, khủng bố như vậy, nào dám không theo. Tất giả chết. Tin tức này giống như là thu gió quét lá rụng vậy quét ngang toàn bộ Hoa Hạ người tu chân vòng, thậm chí còn cự linh bí cảnh, thành tựu 70 năm trước đã uy chấn tứ phương. Hai giáo, ba tông, lão tổ cấp tồn tại, tất giả tuyệt đối là mọi người lòng sợ hãi tồn tại, thật cao ở đây, giống như thần ma, nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể như bây giờ một cái thân phận, thực lực kinh khủng nhân vật, lại chết ở một cái tên chưa từng có ai biết đến người tuổi trẻ tay, chân thực thật là làm cho người ta rung động. Mọi người run sợ động, hoảng sợ tâm trạng, khó khăn để lắng dịu. Nhất là vậy Bạch Cốt Tông, Thiên Yêu Tông, đang thanh dậy cùng bí cảnh, hai giáo. Ba tông, cấp thế lực, lúc này bên trong bộ lại là xuất hiện cuồn cuộn khó dằn sóng lớn. Rất nhiều người cũng bị dọa. Bọn họ mấy nhà thế lực quan hệ, người nào không biết ai. Tất giả vậy đám nhân vật đừng nói là những thứ khác, coi như là bọn họ muốn giết, vậy khó khăn rất. Cơ hồ không quá có thể. Mà bây giờ hắn nhưng lại có thể thật bỏ mạng ở vậy trái đất, ở một cái tên chưa từng có ai biết đến xa lạ người tuổi trẻ tay. Một đám nhân vật thế hệ trước im lặng. Có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng vô luận như thế nào, tất giả đã chết, long trời lỡ đất, bọn họ vậy sâu đậm nhớ một cái tên. Trần Phi. Chiết Giang Trần Phi. Hoa Hạ Trần Phi. Người này có thể giết tất giả, vậy ít nhất chắc cũng là chân nhân cảnh tầng 4 đỉnh cấp lấy. Là một nhân vật. Thế hệ trước hào hùng đối với Trần Phi cái này mới nhô ra nhân vật hung ác, trong lòng tràn đầy kiêng kỵ. Bọn họ rất rõ ràng. Tất giả ít nhất là đã đạt tới chân nhân cảnh tầng 4 đỉnh cấp ngưỡng cửa, hơn nữa tổng thể tại kiếm tu tính đặc thù, liền hắn sức chiến đấu là tối thiểu cũng có thể cùng phổ thông chân nhân cảnh tầng 4 đỉnh cấp phai. Cho nên, có thể đem loại trình độ này, thực lực tất giả giết chết, vậy Trần Phi, hẳn tối thiểu đều là chân nhân cảnh tầng 4 đỉnh cấp lấy trình độ, mới đúng. Hạt đạo nhân liền đêm mang tất giả lão tổ hài cốt trở về cự linh bí cảnh. Trần Phi thì sẽ cùng hứa lão gia tử. Thang Nguyên Long thủ trưởng, cùng với đang thanh dậy chính nhất đạo trưởng ngồi vào cùng nhau. Cũng mới 3 năm không gặp, hôm nay, thật hình như là không nhận biết ngươi. Bên ngoài truyền vậy thần hồ kỳ thần Trần tiền bối, thật là ngươi thằng nhóc túi này. Hứa lão gia tử một mặt xúc động, đưa tay ở Trần Phi vai vỗ một cái. Tuy nói trước kia hắn một mực biết Trần Phi rất lợi hại, có thể loại này lợi hại trình độ, hắn nhưng vẫn cũng không có thực chất cảm. Mà ngày nay... Hắn cuối cùng là chân chân tránh tránh hoàn toàn cảm nhận được. Có thể để cho bên ngoài những cái kia lỗ mũi từ trước đến giờ đều là hướng ngày một ít người tu chân kính sợ, sợ thành như vậy, thằng nhóc này,
hôm nay kết quả là có lợi hại dường nào liền à. Chẳng lẽ là thật biến thành bọn họ những người bình thường này mắt thần tiên? Lão gia tử lắc đầu một cái, già nua gương mặt hiện đầy xúc động. Trừ cái này ra, hoặc như là có chút tự hào. Hắn nguyên vốn không có đích máu hậu nhân, nhi tử nữ nhi đều là thu nuôi, bây giờ lại cùng Trần Phi tiếp xúc lâu, bất chi bất giác ở giữa, tựa hồ cũng có chút tướng thằng nhóc này làm là cháu trai nhìn. Mình cháu trai mới có thể có như thế lợi hại, lớn như vậy tiền đồ, có thể không tự hào, có thể không kiêu ngạo sao? Không phải ta là ai, trước lão gia tử ngươi không phải cũng chính mắt nơi thấy sao? Đây có thể không giả, vừa vặn đang cùng nhau hữu cũng ở đây. Ta có chuyện muốn thỉnh giáo một chút ngươi, không biết có tiện hay không? Trần Phi cười nói, ánh mắt lại cùng rơi xuống một bên biểu tình kia cẩn trọng chính nhất đạo trưởng mặt. Tiền bối có vấn đề cứ hỏi, vãn bối biết, định nói hết không giữ lại. Chính nhất đạo trưởng cả người run lên, lập tức nói như đinh chém sắt. Làm trò đùa, bây giờ cũng đã biết Trần Phi thực lực, hắn nào còn dám bưng cái gì cái khung? Ta muốn biết, trụy thần cốc là chuyện gì xảy ra? Trần Phi cũng không chậm trễ, mở cửa thấy, nói. Trụy thần cốc, chính nhất đạo trưởng trong mắt chợt rụt một cái, sửng sốt một cái. Làm sao, không tiện nói sao? Trần Phi nhàn nhạt nói. Không, không phải, chính nhất đạo trưởng chán một chút là toát ra không thiếu mồ hôi hột, cắn răng, mở miệng nói, vậy thì muốn từ 300 năm trước nói đến. Hắn bắt đầu giải thích trụy thần cốc lai lịch, nguyên lai, cái này trụy thần cốc từ đâu tới? Lại là bởi vì 300 năm trước tu chân giới hai vị đại thiên vị nguyên đan cảnh chân quân tồn tại. 300 năm trước, có một người chấn động kiềm nam cổ quốc ngoại vực đại thiên vị nguyên đan cảnh cường giả, du lịch những thứ khác các nước, cơ duyên xảo hợp lấy được một truyền thuyết cái thế yêu bảo niết bàn huyết trì, mừng rỡ như điên, toại chuẩn bị bí mật trở lại, tương kỳ luyện hóa, kết quả vậy mà đi bị khác một nhân vật cường đại cho nhìn chòng chọc. Người này len lén theo dõi đại thiên vị cường giả trở lại kiềm nam cổ quốc ngoại vực. Đúng lúc là thành U Lang khu vực này, phát động đánh lén, muốn một lần hành động giết người, cướp đi niết bàn huyết trì. Có thể vị này đại thiên vị cường giả cũng không phải người bình thường, bị đánh lén dưới, mặc dù bị thương, có thể lại không có lập tức sa sút, mà là bắt đầu phản kích. Như vậy, hai người một đường đánh 9.000 dặm, thậm chí còn ngẫu nhiên rơi vào trái đất này. Nhưng cũng đã là lưỡng bại câu thương, thoi thóp. Cuối cùng... Cái này hai vị đại thiên vị nguyên đan cảnh nhân vật trận chiến cuối cùng, xé bỏ trái đất không gian, đó chính là trụy thần cốc từ đâu tới. Vậy niết bàn huyết trì, vậy dĩ nhiên là ở lại vậy cuối cùng chiến trường địa phương. Vậy các ngươi, nghe được cái này Trần Phi khẽ cau mày, như vậy cự linh bí cảnh làm người tu chân tông môn. Chúng ta bí cảnh làm hai giáo ba tông, thật ra thì ban đầu đều là tu chân giới tông môn thế lực, nhưng bởi vì tổ tiên cơ duyên xảo hợp gặp phải vậy cái thế đánh một trận. Cho nên theo sát phía sau, rời đến trái đất này tới. Chính nhất đạo trưởng giải thích. Nguyên lai là như vậy. Vậy nói như vậy, vậy cự linh bí cảnh, cũng không nên là thiên nhiên tạo thành hả? Trần Phi sờ cằm một cái, nói. Chính nhất đạo trưởng ngẩn người, tựa hồ không nghĩ tới Trần Phi lại đoán được. Chỉ gặp hắn dừng một chút, nói, không sai, cái này cự linh bí cảnh xác thực không phải thiên nhiên tạo thành. Chúng ta hai giáo ba tông đứng đầu. Phong Lôi Tông có nhất bí bảo, tên là Ngân Hà Đồ, bảo này có thể phạm vi nhỏ cắt rời không gian. Đây cũng là cự linh bí cảnh từ đâu tới. Phạm vi nhỏ cắt rời không gian, Trần Phi con người rụt một cái, yên lặng hồi lâu, đột nhiên hỏi, vậy Phong Lôi Tông có nguyên đan? Chính nhất đạo trưởng lại ngẩn người. Có, rồi sau đó gặp hắn như đinh chém sắt nói. Sự thật, cái này Phong Lôi Tông nghe nói là bên trong vực ung dung tự tại Phong Lôi Tông chi nhánh. Nếu không phải bởi vì vậy trụy thần cốc đến nay còn có to lớn nguy hiểm, liền nguyên đan cảnh cường giả cũng có bỏ mình có khả năng, chúng ta cái này mấy cái khác tông môn. Sợ rằng sớm không chúng ta chuyện gì. Chính nhất đạo trưởng cười khổ lắc đầu một cái, mở miệng nói. Ung dung tự tại Phong Lôi Tông, Trần Phi con ngươi không nhịn được híp lại. Trước, trận kinh không có cho hắn hơi phổ cập khoa học qua bên trong vực vậy mấy cái lợi hại nhất thiên cổ đại giáo, sống lâu tông môn thế gia. Cái này ung dung tự tại Phong Lôi Tông, chính là một. Hơn nữa, cái này ung dung tự tại Phong Lôi Tông toàn thể thực lực chỉ sợ là có thể ở bên trong vực đứng vào trước năm chứ. Cái này ngược lại có chút khó giải quyết à. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, lại nói, vậy Phong Lôi Tông nếu là thật có người nói như vậy lợi hại, các người mấy cái khác tông môn,
còn có gan tử muốn đánh vậy Niết Bàn Huyết Trì chú ý. Niết Bàn Huyết Trì chúng ta là không dám nghĩ, bất quá, năm đó vậy hai vị rơi xuống đại nhân, thân hẳn còn có những thứ khác bảo bối chứ. Phong Lôi Tông từng đã cho chúng ta cam kết, trừ Niết Bàn Huyết Trì, những vật khác ai tìm được, vậy là ai? Chính Nhất Đạo Trưởng nói. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, lại mở miệng nói, hơn nữa, vậy Trụy Thần Cốc rất bài xích chân nhân cảnh lấy tồn tại. Nguyên Đan Chân Quân nếu như muốn xông vào, nguy hiểm rất lớn, trừ phi là đại thiên vị cao thủ đích thân tới. Sợ rằng vậy Ung Dung Tự Tại Phong Lôi Tông còn căn bản cũng không biết cái này Trụy Thần Cốc chuyện chứ. Trần Phi chen miệng nói, nếu là vậy Ung Dung Tự Tại Phong Lôi Tông thật biết, đại thiên vị Nguyên Đan cường giả cho dù là lại hiếm thấy. Có thể bọn họ vậy không phải là không có à? Hẳn là đi, Chính Nhất Đạo Trưởng lắc đầu một cái, cười khổ nói. Đúng là, nếu là vậy Ung Dung Tự Tại Phong Lôi Tông hiểu biết chính xác đạo cái này Niết Bàn Huyết Trì tin tức, bọn họ những con kiến hôi này, nào còn có bọn họ chuyện gì? Ta đối với cái này Trụy Thần Cốc có hứng thú, không biết các người đang thanh dậy có thể hay không có thể giúp ta. Dĩ nhiên, phương diện thù lao, cứ việc nói, có thể đáp ứng, ta sẽ không cự tuyệt. Trần Phi trực tiếp là nói ngay vào điểm chính. Chính Nhất Đạo Trưởng nghe vậy lấy làm kinh hãi, nhưng vậy không bất ngờ. Trầm mặc hồi lâu, mới gặp nói, tiền bối, chuyện này ta không làm chủ được. Ta chỉ có thể trở về xin phép chúng ta giáo tôn. Hiện tại xuất phát chứ? Trần Phi trực tiếp là thay thế hắn làm quyết định, nói. Vậy cũng tốt, Chính Nhất Đạo Trưởng vậy rõ ràng chuyện này sự quan trọng đại, gật đầu một cái, xoay người. Muốn lập tức lên đường, trở lại bí cảnh xin phép bọn họ đang thanh dậy hiện đảm nhiệm giáo tôn. Đợi một chút, đây là, vậy một mực không lên tiếng Thang Nguyên Long thủ trưởng lại đột nhiên mở miệng. Trần Phi và Chính Nhất Đạo Trưởng ngớ ngẩn, ánh mắt đều là rơi xuống đường nguyên đầu rồng tăng thể diện. Chính Nhất Đạo Trưởng, ta muốn đề cử Trần Tiên Sinh đảm nhiệm quốc an tổ tín nhiệm tổ trưởng, ngươi ý như thế nào? Thang Nguyên Long lão thủ trưởng run rẩy đứng dậy, nói. Hứa lão gia tử trong mắt híp một cái. Chính Nhất Đạo Trưởng ngẩn người. Trần Phi trực tiếp là lắc đầu một cái, lão thủ trưởng, đây có thể không được. Có cái gì không được, thằng nhóc ngươi bây giờ lợi hại, chẳng lẽ không có thể là chúng ta Hoa Hạ làm chút chuyện. Lão đầu tử một cái tát rơi vào Trần Phi gánh, phùng mang trợn mắt nói. Hây, lão gia tử ta không phải ý này. Trần Phi nở nụ cười khổ. Hứa lão gia tử trực tiếp tướng hắn nói cắt đứt. Thay Trần Phi làm chủ, ta cảm thấy lão Thang cái này đề nghị không tệ, bất quá, là có chút ủy khuất Chính Nhất Đạo Trưởng ngài. Nguyên lai, cái này quốc an tổ hiện đảm nhiệm tộc trưởng, chính là vị này đang thanh dậy Chính Nhất Đạo Trưởng. Ủy khuất cái gì à? Có Trần Tiền Bối ở đây, ta cái này quốc an tổ tổ trưởng vị trí kia làm an ổn. Ta cảm thấy không thành vấn đề. Chính Nhất Đạo Trưởng vội vàng lắc đầu một cái, nói. Làm trò đùa, nếu là lúc trước. Hắn còn chưa thấy được lấy hắn chân nhân cảnh tầng 2 tu vi, trừ, hai giáo ba tông, người, cái này Hoa Hạ còn có cái gì là hắn đang một không chấn áp được. Mà bây giờ, hắn loại này ý tưởng ngây thơ, đã sớm là bị hắn quên đi, vứt xa xa. Không nói khác, quang Trần Phi như thế một tượng Phật lớn ở đây, hắn dưới mông vị trí kia à, không theo lửa đốt tựa như được. Lửa phiêu cay à, ta bây giờ có thể nói một chữ không sao? Trần Phi yếu ớt hỏi. Giải, lão nhân ra lỗ tai ta có chút gánh, không có nghe rõ. Hứa lão gia tử, trơ cháo không cười, nhìn Trần Phi. Không, không, được rồi, làm ta chưa nói, Trần Phi một mặt cười khổ, không biết làm sao nhún vai một cái. Bộ dáng kia thật là giống như là bị tức tiểu tức phụ. Thật ra thì Trần Tiên Sinh ngươi không cần có áp lực, hoặc là cảm thấy có liên lụy. Lấy ngươi bây giờ thực lực, chỉ cần trấn giữ ở quốc an tổ. Có như vậy cái tên chữ treo, chính là vô hình uy hiếp, mà đây cũng là quốc gia chúng ta bây giờ cần nhất. Cho nên, vô luận như thế nào, làm phiền. Thang Nguyên Long Thang lão thủ trưởng tự mình đứng dậy hướng Trần Phi cúi đầu một cái, thành khẩn nói. Trần Phi không phải người thường, mà hắn lại không hứa Đông Điền lão đầu kia theo người quan hệ, cho nên chỉ có thể là lấy như vậy phương thức, biết lấy lý động tình lòng. Dẫu sao từ gần đây mấy năm này, vậy cự linh bí cảnh xuất thế sau này. Quốc gia bọn họ thật đổi được rối loạn rất nhiều à. Mà bây giờ mới có thể có một cái cơ hội như vậy, tướng cái này rối loạn, phiền toái cho một giờ đè xuống,
hắn Thăng Nguyên Long Thành tự phụ trách một khối này tổng đầu lĩnh mà, làm sao có thể không cầm ở. Canh thủ trưởng đừng, Trần Phi vội vàng đưa tay tướng vậy Thăng Nguyên Long đỡ lên, không biết làm sao cười một tiếng, nói, nếu ngài đều nói như vậy, ta nếu là không đáp ứng nữa, đó cũng là quá không nên. Đúng vậy, thân là người Hoa, vậy hay là nên là tổ quốc làm chút sự việc. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, nói, bất quá, ta có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Thăng Nguyên Long dừng một chút, nói, bất kể là cái gì, chỉ cần có thể làm được, ta đều có thể làm chủ đáp ứng. Đem quốc an tổ rút lui, để cho phi báo thăng tới. Trần Phi nói, Hứa lão gia tử cùng với Đường Nguyên Long cũng hơi sững sờ, nhìn lẫn nhau, lúc này mới hồi tưởng lại, Trần Phi thân thật giống như còn chịu trách nhiệm cái phi báo tổng huấn luyện viên danh tiếng cùng thân phận. Cái này không thành vấn đề, bất quá, nguyên quốc an tổ những đồng chí kia, vẫn là được cũng nhập đến các người phi báo đi à. Thăng Nguyên Long Thăng lão thủ trưởng chỉ do dự một giây đồng hồ, liền mở miệng đáp ứng. Loại chuyện này mà mặc dù không có trước quy định, hơn nữa còn rất phiền toái, nhưng lấy hắn thân phận, muốn làm việc một chút vậy vẫn là không có vấn đề gì. Dẫu sao Hải Lục không tổng tư lệnh bộ đầu lĩnh mà, thân phận này vậy không phải là đùa. Coi như là ngồi ở 1-2-3 số vị những đại nhân vật kia, cũng không khả năng khinh thường phần của hắn tính. Vậy định như vậy, bất quá, đang cùng nhau hữu người cũng tới chúng ta phi báo làm cái phó giáo quan chứ. Trần Phi gật đầu một cái, lại hướng chính nhất đạo trưởng nói. Bây giờ chuyện này hắn nhất định là chạy không cởi, cho nên là sau này ung dung cuộc sống lo nghĩ, vẫn là nhiều kéo mấy cái tráng đinh đi. À, ngạch, vậy cũng tốt. Chính nhất đạo trưởng nghe vậy hơi ngẩn ra, khóe miệng giật một cái, nhưng vẫn là không có dám cự tuyệt, chỉ có thể là đáp ứng. Hắn sao có thể không biết Trần Phi đây là đang kéo hắn làm tráng đinh? Bất quá, có thể cùng Trần Phi bực này lợi hại, kinh khủng nhân vật kéo tuyến, làm tráng đinh giống như cũng là không việc gì. Tiền bối, không, tổng giáo quan, vậy ta cáo từ trước. Chính nhất đạo trưởng cũng là trải qua nhiều đối nhân xử thế, đổi miệng rất nhanh, nói. Được, có tin tức trực tiếp liên lạc ta, nếu không muốn, vậy không quan hệ, ta ngoài ra suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Trần Phi gật đầu nói. Ta rõ ràng tổng giáo quan, chính nhất đạo trưởng gật đầu một cái, vậy còn hướng một bên Hứa lão gia tử, Thăng Nguyên Long thủ trưởng gật đầu báo cho biết một chút, liền xoay người rời đi. Lão đầu tử, Đường thủ trưởng các người nói thế nào? Muốn không muốn lưu lại nơi này huyện Thành Dương nhiều chơi mấy ngày, ta làm chủ. Trần Phi nói, không, Hứa lão gia tử lắc đầu một cái, nói thật muốn rút lui quốc an tổ, chúng ta còn phải trở về thật tốt bố trí một chút, nếu không chạm đến một ít người lợi ích, vậy vẫn là có chút phiền toái. Không sai, vậy Thăng Nguyên Long Thăng lão thủ trưởng gật đầu một cái, lại nói, hơn nữa lần này trận đại chiến này ảnh hưởng đến mặt quá rộng, cho dù là phong tỏa hiện trường, chỉ sợ cũng vẫn sẽ có một số ít người biết. Phải được phái một nhóm người đặc biệt phụ trách chuyện này. Tướng ảnh hưởng đến cùng ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất. Xin lỗi Thăng lão thủ trưởng, chuyện này có ta vấn đề, nếu không phải ta trước không suy nghĩ nhiều như vậy, cũng không biết tướng chiến đấu địa điểm đặt ở cái này Thúy Hồ. Là ta sơ sót khinh thường, ngại quá. Trần Phi lắc đầu một cái, xin lỗi nói. Cái này đích xác là hắn sai lầm, nếu không phải hắn đầu tiên cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, tướng địa điểm chiến đấu đặt ở Thúy Hồ, bây giờ... Chỉ sợ cũng chưa đến nỗi làm ra nhiều như vậy hậu di chứng. Hơn nữa, Thúy Hồ cũng tốt giống như hoàn toàn bị phá hủy. Đây đối với hắn thật sự mà nói là có chút quá đáng tiếc. Nghĩ đến đây, hắn con người nhanh tránh, lẩm bẩm nói, xem ra còn phải đem cái này Thúy Hồ nhiều khép kín mấy ngày mới được à. Hứa lão gia tử ngẩn người, nghi ngờ nói, người muốn làm gì? Làm gì, không việc gì. Giống như là muốn đem cái này Thúy Hồ xây lại một chút mà thôi. Trần Phi cười một tiếng, nói. Xây lại. Hứa lão gia tử, Thăng Nguyên Long Thăng lão thủ trưởng ngẩn ra, nhìn lẫn nhau, không cách nào lĩnh hội Trần Phi lời này hàm nghĩa. Bất quá, bọn họ cũng không có lại đi hỏi nhiều. Sau đó, Hứa lão gia tử, Thăng Nguyên Long Thăng lão thủ trưởng ngựa không ngừng vó câu trực tiếp là đi, trở lại kinh thành. Mà huyện Thành Dương bên này. Tỉnh Ây Chánh Phủ một đạo thiết ra lệnh đánh xuống. Thúy Hồ tiếp tục khép kín, bất kỳ đám người không liên quan, cấm chỉ vào bên trong. Chỉ có một ít ngành đặc biệt đặc thù nhân viên mới phá quy định có thể cho đi vào duy trì trật tự.
Trần tiền bối thật sự là quá mạnh mẽ. Ta lúc ấy bị mặt điều đi đi phong tỏa cái này Thúy Hồ, ở phía xa 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 gặp được một ít trận chiến ấy. Thật là không phải là người, long trời lở đất, cái này thật lớn một cái Thúy Hồ, trực tiếp là bị đánh không có. Đến bây giờ cái này Thúy Hồ cũng còn là một mảnh hỗn độn, khó tin à. Bị phong tỏa Thúy Hồ bên trong, có người đang cùng về sau đặc thù nhân viên thổi phồng. Ngày đó, chính mắt thấy trận chiến ấy, đơn giản là theo xem phim tựa như được, khó tin. Vào lúc này, một vị chức cấp cao hơn người đi tới, tất cả đều theo ta đi. Cái này Thúy Hồ bây giờ hoàn toàn phong bế, không cho phép người đi vào. Chúng ta mau đi ra đi. Hoàn toàn phong bế, xếp thiệt hay giả, chỗ này nếu là không xử lý một chút, bị bên ngoài những người bình thường kia nhìn thấy, làm gì? Vậy đang nổ người ngẩn người, nghi ngờ nói. Cái này phải dùng tới ngươi tới bận tâm sao? Đi thôi, chờ lát nữa chậm còn được bị phê. Đi theo, bọn họ liền từ một mảnh hỗn độn Thúy Hồ rời đi. Sau Thúy Hồ, trừ vòng ngoài tuyến phong tỏa, bên trong đã là không một người sống ở. 10 phút sau đó, hai bóng người từ trên trời hạ xuống, đi tới cái này Thúy Hồ. Nam một bộ áo bào đen, mặt mũi anh tuấn, nữ dung mạo tuyệt đẹp, áo đầm màu trắng, tung bay như tiên tử, chính là Trần Phi và Bùi Huyền Tình hai người. Lão công chúng ta tới đây làm gì? Bùi Huyền Tình nhìn trước mắt cái này một mảnh hỗn độn, cau một cái lông mày xinh đẹp, hỏi. Giúp ta chuyện, đem cái này Thúy Hồ xây lại một chút. Trần Phi vừa nói, vừa giơ tay lên, một tảng đá lớn trực tiếp là bay lên không, rơi vào vậy mặt đất hố sâu làm. Bùi Huyền Tình nghe vậy vậy lập tức là làm theo. Như vậy, chỉ chốc lát sau công phu, đó vốn là bừa bãi một mảnh Thúy Hồ, lại là từ từ có lớn trước trận chiến bóng dáng. Trừ đảo giữa hồ cùng với dọc đường mòn cây cối trơ trụi, cây cối toàn bị hủy bên ngoài, những bộ phận còn lại, cơ bản đều đã là trở về đến lớn trước trận chiến hình dáng. Nhiều nhất là có chút vết nứt dọc theo người ra ngoài, so với là rõ ràng. Bót bót, làm đến bước này, Trần Phi vỗ tay một cái, nói, xong hết rồi. Còn dư lại giao cho người bên ngoài tới xử lý có thể. Tuy nói lấy hắn bây giờ thực lực, có thể đem cái này một mảnh hỗn độn Thúy Hồ khôi phục thành như vậy, là rất thoải mái sự việc. Có thể tưởng tượng muốn tiến hơn một bước, hoàn toàn khôi phục Thúy Hồ lớn trước trận chiến diện mạo, vậy còn là chuyện không thể nào. Dẫu sao đó không phải là xây lại, mà là sống lại, loại năng lực kia, hắn bây giờ còn kém xa. Ừ, lão công, vậy chúng ta trở về đi thôi. Bùi Huyền Tình gật đầu một cái, nói. Đợi một chút, Trần Phi gọi lại nàng, nói, ngươi sẽ giúp ta làm một chuyện mà. Cái gì? Bùi Huyền Tình hỏi. Hồi thành U Lang kéo chút người tới. Cái này cự linh bí cảnh không đơn giản, lại là cất giấu. Trần Phi tướng trụy thần cốc, niết bàn huyết chỉ cùng với phong lôi tông nguyên đan sự việc và Bùi Huyền Tình nói một chút. Người sau lập tức là khiếp sợ. Cái này bí cảnh làm lại là có nguyên đan cảnh tồn tại. Bùi Huyền Tình che môi đỏ mọng, cười khanh khách thất thanh nói. Niết bàn huyết chỉ chân quý, nàng cũng không có cụ thể khái niệm, có thể cái này bí cảnh làm phong lôi tông, lại là có nguyên đan cảnh tồn tại, cái này nàng nghe được chân chân thiết thiết. Ban đầu, Thành U Lang đánh một trận, Trần Phi mặc dù có thể lật bàn, nói cho cùng, vẫn là bởi vì có trận kinh không tồn tại, mà bây giờ, trận kinh không tiền bối đã là rời đi. Như sẽ cùng một vị nguyên đan đúng, nên làm cái gì? Đúng vậy, biết tin tức này thời điểm, ta cũng là có chút bất ngờ ngã nhào đau, bất quá, tình huống cũng không coi là đặc biệt xấu xa chứ. Trước trận chiến ấy, ta có lĩnh ngộ, kiếm ý cảnh giới đột phá đến vô hạ. Trần Phi con ngươi hơi chăm chú nói. Vậy ta nên làm như thế nào? Bùi Huyền Tình nghe vậy thoáng ổn định mấy phần, hỏi. Còn nhớ ta mang ngươi đi qua vậy dưới đất linh mạch chứ? Đi trước vậy xem Xích Tiêu Quân tỉnh lại không, nếu như thức tỉnh, tướng ta bên này tình huống nói cho Cơ Tinh, xem hắn có biện pháp gì hay không có thể mượn ta một ít lực lượng. Nếu là không được, phát động tay tất cả năng lượng giúp ta tìm cái này vật liệu. Trần Phi cầm ra một quyển màu xám trắng quyển trục, đưa cho Bùi Huyền Tình, lại nói, ngoài ra lại để cho Thương Khôn mang chút bên trong phủ người tới, ta bây giờ một người, cảm giác có chút đằng không ra tay. Ta biết lão công. Vậy ta lên đường đi. Bùi Huyền Tình gật đầu một cái, chuẩn bị lập tức lên đường. Cái đó, chờ một chút. Trần Phi lại gọi lại nàng. Còn có chuyện gì sao? Bùi Huyền Tình nghi ngờ nói. Không có,
không phải. Hây, là cái này, ta chuẩn bị qua 2 ngày đi thăm nàng, là. Trần Phi miệng có chút không lanh lẹ, khô cằn nói. Nàng, Bùi Huyền Tình đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó mới khóe miệng buộc vòng quanh nụ cười, đến gần tới, mềm môi ở đó Trần Phi mặt lách cách hôn một cái, lại quơ múa lên quả đấm nhỏ, nói cùng trở về ta có thể thấy được em gái chứ. Không quan trọng, bất quá lão công ngươi có thể phải cố gắng lên, ta tin tưởng ngươi, đừng để cho muội muội lại tiếp tục đợi. Nàng khẳng định một mực đang chờ ngươi đấy. Dứt lời, nàng bay đến bầu trời, tựa như là nhanh như tia chớp biến mất ở trên trời. Trần Phi sờ sờ mặt bị hôn địa phương, còn lưu lại hơi ấm còn dư lại, khóe mắt không nhịn được lóe lên, lẩm bẩm nói. Nàng còn đang chờ ta sao? Thật biết sao? Trần Phi không biết câu trả lời, nhưng một cú điện thoại đánh ra, liên quan tới Apple bây giờ tin tức cũng rất mau có hiện tại trước mặt hắn. Kinh đô truyền thông đại học năm thứ 3. Nhìn vậy tin tức, Trần Phi ngây ngẩn. Cự linh bí cảnh, vạn xà vòng quanh hồ đảo, bí cảnh bên trong tiếng tăm lừng lẫy nơi hung hiểm bạch xà giáo tổng đà. Hống! Hào hùng yêu khí, từ vậy từ bầu trời mênh mông vô tận cuộn sạch mở. Một cái thân ảnh khổng lồ, che đậy thiên khung ánh sáng, tướng vùng đất kia nổi bật được nhiều hơn một mảnh bóng tối đất. Mà kinh khủng này, hào hùng yêu khí vừa mới xuất hiện, liền phảng phất là chuyển kiếp 100 mét bầu trời mênh mông, trực tiếp là xuất hiện ở bạch xà giáo tổng đà không. Mặt đất, rất nhiều bạch xà giáo tu sĩ run lẩy bẩy, ở vậy uy áp kinh khủng hạ kinh hoàng bất an. Vèo! Dám hỏi là vị đạo hữu nào tới ta bạch xà giáo? Một đạo cả người tràn ngập cường hãn hơi thở bóng người vọt ra khỏi mặt đất, thần sắc ngưng nhiên hỏi. Oanh! Trầm Diệp là ta. Vậy to lớn bóng người từ trên trời hạ xuống, cùng lúc đó, một đạo hàm chứa lạnh như băng cùng sát ý giọng đàn ông, chính là vang khắp ở hơi thở kia cường hãn bóng người tai. Ngươi là, tê, ngài là Lục Thái trưởng lão. Hơi thở kia cường hãn bóng người ngẩn ra. Giống như hồi tưởng lại cái gì, thần sắc cả kinh, vội vàng cung kính khom người hành lễ nói, Trầm Diệp gặp qua Lục Thái trưởng lão. Rào rào. Cái gì, Lục Thái trưởng lão, đó không phải là. Không sai, Lục Thái trưởng lão, Lục Nguyên Sơn, ta bạch xà giáo đảm nhiệm phó giáo chủ, hiện giờ còn sót mấy vị nhất nhân vật kinh khủng một trong. Ta nghe nói Lục Thái trưởng lão mấy năm trước đi tu chân giới, bây giờ lại có thể trở về. Là bởi vì là trụy thần cốc. Còn có Lục Thiên Hồng Đại Nhân chứ? Bạch Ma Đại Nhân, không tệ, Bạch Ma Đại Nhân là Lục Thái trưởng lão coi trọng nhất hậu nhân, bây giờ nhưng bị người giết. Bạch Ma Đại Nhân chết ở trái đất, nói thật, chân thực thật là làm cho người ta khó có thể tin. Nghe nói hung thủ kia tên là Trần Phi, là người tu chân giới. Hơn nữa, hắn còn giết Tất Dạ lão tổ. Xôn xao tiếng nghị luận làm. Một cái rắn khổng lồ xuất hiện ở bạch xà giáo tổng đà trước sơn môn quảng trường. Rắn khổng lồ rơi xuống đất, một vị đầu đầy tóc bạch kim, thân thể còng lưng, chống cây nạng áo bào cho già nua nam tử chậm rãi từ vậy rắn khổng lồ thân đi xuống. Bất quá lúc này, hắn mắt vậy băng hàn giống như là vạn cổ không thay đổi, lạnh lẽo không, để cho người không dám nhìn thẳng. Gặp qua Lục Thái trưởng lão, vậy, Trầm Diệp, đi vào, cung kính nói. Ta hỏi ngươi. Có người nói cho ta, Thiên Hồng chết. Lục Nguyên Sơn tàn nhẫn, lạnh như băng con người rơi vào Trầm Diệp thân, âm lãnh mở miệng nói. Một cổ vô hình áp lực, hướng vậy người sau đè đi, làm hắn khắp trán đại hãn. Lục Thái trưởng lão, ta, chuyện này là. Hắn có chút miệng không chừa nói. Lục lão quỷ, đến bên trong tới nói đi. Đây là, một đạo tang thương khàn khàn tiếng từ vậy tổng đà chỗ sâu truyền tới. Tất cả mọi người làm sững sốt một chút, liền khí thế kia kinh khủng Lục Nguyên Sơn cũng không ngoại lệ. Rồi sau đó, gặp bọn họ đồng loạt cung kính cất cao giọng nói. Giáo tôn, Lục Nguyên Sơn cũng là hơi giơ tay lên ném lễ, rồi sau đó hỏi, bên trong điện. Ừ, chúng ta đều ở đây, đến đây đi. Vậy tang thương khàn khàn tiếng lại lần nữa vang lên. Vèo, nghe vậy Lục Nguyên Sơn trực tiếp là lăng không lên. Hướng vậy tổng đà nội bộ đi. Bạch xà giáo, vạn xà vòng quanh đảo giữa hồ ương, đứng vững một tòa mấy trăm mét cao núi. Dưới núi đứng vững một tòa mấy chục mét cao rắn khổng lồ pho tượng, trông rất sống động, không dữ tợn, yêu quang lưu chuyển, giống như vật còn sống vậy. Vậy rắn khổng lồ dưới pho tượng phương, một tòa thật dài bàn đá, chừng 10 cái băng đá,
lúc này đang ngồi 4-5 vị hơi thở kinh người cụ già. Vèo. Đây là, một đạo thân ảnh từ xa đến gần xuất hiện, rơi xuống đất, lộ ra bóng người, chính là vậy Lục Thiên Hồng đời trước. Bạch Xà giáo đảm nhiệm phó giáo chủ, hiện đảm nhiệm thái trưởng lão, Lục Nguyên Sơn. Lục Nguyên Sơn đến một cái, lúc này đang ngồi ở bàn đá đang thủ vị trí ông già liền ngẩng đầu lên, xông lên hắn cười nhạt, nói, Lục lão quỷ trở về. Giáo tôn, Lục Nguyên Sơn giơ tay lên một cái, ánh mắt hướng khác mấy vị ông già ánh mắt thử một chút ý, mấy vị, thật lâu không gặp. Nói đến đây sau đó, mới gặp hắn sắc mặt trầm xuống, chậm rãi nói, ta nghe nói Thiên Hồng chết, có chuyện như vậy sao? Ừ, một vị ông già vuốt ve sờ trong lòng long lanh trong suốt ngọc rắn, mặt không cảm giác, lãnh khốc nói, hắn bị trái đất một người giết đi. Trái đất? Lục Nguyên Sơn nhướng mày một cái, ánh mắt run lên, giống như là giận dữ núi lửa, trực tiếp là xoay người muốn đi, vậy ta đi làm thịt người nọ trở lại. Đợi một chút, Bạch Xà giáo giáo tôn nhíu mày một cái, mắng, Lục Nguyên Sơn, đừng xung động. Giáo tôn, người hẳn biết Thiên Hồng theo ta là quan hệ như thế nào. Ta ngoại tôn bị người cho làm thịt, người để cho ta như thế nào trấn định xuống. Lục Nguyên Sơn xoay người lại, nhìn Bạch Xà giáo giáo tôn, lạnh lùng nói. Giết Thiên Hồng người không đơn giản, tất giả cũng chết ở tay hắn. Một ông cụ khác thong thả như vậy nói. Ánh mắt lóe lên không chừng, có thể giết tất giả, người nọ tối thiểu là và chúng ta một cảnh giới người. Người muốn giết hắn trả thù, không như vậy dễ dàng. Cái gì, tất giả cũng đã chết. Lục Nguyên Sơn thần sắc biến đổi nói. Ừ, Bạch Xà giáo trưởng tôn mặt âm trầm, lạnh lùng nói, ta có nhận được tin tức, người nọ tự xưng là đến từ tu chân giới. Như người nọ có người sau lưng, chuyện này sợ rằng còn biết phức tạp hơn một ít, cho nên. Chẳng lẽ cháu ta thù tính như vậy? Lục Nguyên Sơn lạnh lùng nói. Không phải thôi, mà là cái này giờ phút quan trọng, trụy thần cốc còn có không tới nửa tháng muốn mở ra. Như tướng người nọ sau lưng thế lực đưa tới, không lợi hại khá tốt, muốn thật một khi là lợi hại, chẳng lẽ người muốn ta dạy trăm năm kế hoạch lâu dài phó cho dòng nước cuốn trôi? Bạch Xà giáo giáo tôn đồng dạng là lạnh lùng nói. Trụy thần cốc muốn mở ra, Lục Nguyên Sơn miệng há hốc, kinh ngạc nói. Nếu không ngươi lấy là chúng ta để cho ngươi trở lại làm gì? Một ông cụ khác thản nhiên nói. Lần chúng ta chỉ kém một chút xíu, có thể mở vậy cuối cùng chiến trường cửa vào. Chỉ tiếc cuối cùng vẫn là công thua thiệt một tan rã, nhưng cái này lần, có chi hai lần trước kinh nghiệm, vậy cuối cùng chiến trường cửa vào, nhất định có thể mở. Đến lúc đó, một vị ông già cặp mắt kích động nói. Vì giờ khắc này, chúng ta Bạch Xà giáo nhưng mà khổ khổ đợi 300 năm, liền lão giáo tôn cũng đã là sống sờ sờ chết già. Lục Nguyên Sơn, người cảm thấy và cái này đứng lên, bên kia quan trọng hơn. Một vị ông già một bên xúc động. Một bên lãnh đạm con ngươi rơi xuống Lục Nguyên Sơn thân. Lục Nguyên Sơn không có nhận nói. Hắn lại không phải người ngu, trụy thần cốc biết bao sự quan trọng đại. Đừng nói là hắn chính là một cái cháu, coi như là huyết hải thâm cừu, vậy cũng được ngoan ngoãn để một bên đi. Ít nhất cũng phải chờ trụy thần cốc công việc sau khi kết thúc bàn lại. Nghĩ đến đây, hắn mặt âm trầm, hừ lạnh nói, hừ. Đã như vậy. Vậy thì để cho vậy rốt nát ngu xuẩn nhiều đi nữa sống tạm mấy ngày. Phong Lôi Tông bên kia có tin tức không? Có, Bạch Xà giáo giáo tôn gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, 10 ngày sau, trụy thần cốc ngoại tệ hợp. Tần cung đại nhân sẽ đích thân đi. Tần cung đại nhân, Lục Nguyên Sơn hơi ngẩn ra, rồi sau đó mắt là nổi lên thật sâu kiêng kỵ. Không chỉ là hắn, tại chỗ mấy vị khác ông già cũng vậy. Bởi vì, vậy Tần cung đại nhân không phải người khác. Chính là vậy Phong Lôi Tông, cũng là bọn họ cự linh bí cảnh duy nhất nguyên đan chân quân cảnh tồn tại. Tần cung. Phong Lôi Tông vẫn là câu nói kia. Niết bàn huyết chỉ bọn họ thế ở tất được, ai dám đùa bỡn nhỏ mọn, đó chính là cùng bọn họ Phong Lôi Tông hoàn toàn kết làm huyết cừu, không chết không thôi. Còn như những thứ khác những thứ đó. Trừ niết bàn huyết chỉ bên ngoài, bất kỳ đồ ai bắt được là ai. Bằng bản lãnh của mình. Bạch Xà giáo giáo tôn mắt hiện ra nhàn nhạt bực bội vẻ, lạnh lùng nói. Niết bàn huyết chỉ bực nào chí bảo, ai không muốn. Có thể khiếp sợ Phong Lôi Tông cường thế, và vậy tiểu thiên vị chân quân cảnh Tần cung đại nhân tồn tại, không có biện pháp, cũng chỉ có thể để cho. Hừ, Phong Lôi Tông. Còn lại mấy vị ông già hừ lạnh một tiếng, đồng dạng là cảm giác được bực bội.
có thể Phong Lôi Tông là có một vị thiên vậy lớn chân quân cảnh nhân vật đè ở bọn họ đầu, huống chi, Phong Lôi Tông còn có một vị khác thân phận, bên trong vực siêu cấp đại giáo, Ung Dung Tự Tại Phong Lôi Tông chi nhánh. Đây chính là Ung Dung Tự Tại Phong Lôi Tông à, thổi một chút khí cũng có thể diệt bọn họ Bạch Xà giáo trăm ngàn hồi mà. Nếu không phải Phong Lôi Tông sinh lòng tham lam, Ung Dung Tự Tại Phong Lôi Tông cũng không biết chuyện này, cái này nào còn có bọn họ chuyện gì. Sớm bị đuổi đi, hoặc bị diệt sạch sẽ. Cho nên, cho dù bây giờ bọn họ lòng lại bực bội, vậy vẫn là chỉ có thể nhìn. Đây cũng là quả đấm tiểu, không biết làm sao. Vì trụy thần cốc công việc, ta có thể không bứt dây động rừng, bất quá, ta tìm những người khác đi giết thằng nhóc kia, giáo tôn các người hẳn không có ý kiến chớ. Đây là, vậy Lục Nguyên Sơn đột nhiên nói. Những người khác, Bạch Xà giáo giáo tôn nhướng mày một cái, nói, ngươi muốn làm gì? Ta đi tu chân giới lăn lộn như thế mấy năm, cũng không phải bạch lẫn vào. Thành U Lang có một rất đáng sợ hắc thế lực ngầm, tên là Ám Ma Các. Ta lấy người danh nghĩa đi mời bọn họ ra tay, đánh chết vậy giết chết cháu ta hung thủ. Lục Nguyên Sơn ánh mắt tràn ngập hung quang, cười lạnh nói. Có thể thực lực của người kia, người chắc chắn Ám Ma Các sẽ xuất thủ. Một vị ông già cau mày nói. Ngươi quên hơn 10 năm trước ta đang khô héo rừng rậm phát hiện bụi cây kia thiên tinh vân thảo. Đây chính là 1.200 năm hiếm thấy bảo dược. Dùng để đổi chân nhân cảnh tầng 5 cao thủ mệnh cũng đủ, huống chi là hắn. Hắn có chân nhân cảnh tầng 5 sao? Lục Nguyên Sơn mặt đầy giễu cợt, khinh miệt nói. Thiên tinh vân thảo. Tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí. Vật kia ngươi còn lưu ở trong tay. Bạch Xà giáo giáo tôn mắt thoáng qua vẻ tham lam. Lại hỏi, người thật chịu dùng vật này, đi đổi người kia mệnh. Bảo này thuốc mặc dù chân quý, nhưng vậy giới hạn tính quá lớn, chỉ đối với thần hồn tạo tác dụng. Ta lưu ở trong tay thật ra thì cũng không có tưởng tượng như vậy cần thiết, hơn nữa. Nói đến đây vậy Lục Nguyên Sơn hơi dừng lại một chút, sắc mặt hơi trở nên có chút kiêng kỵ, nói. Hơn nữa người nó có thể giết tất dạ, cũng coi là có chút tính nguy hiểm. Cho nên hay là để cho Ám Ma Các động thủ đi. Như vậy sẽ an ổn một ít. Lục Nguyên Sơn nói như vậy nói. Đích xác, một vị cụ già gật đầu một cái, nói tất giả có tầng 4 đỉnh cấp sức chiến đấu, muốn giết hắn, coi như là chúng ta, vậy ít nhất được hai người liên thủ mới có nắm chắc. Dẫu sao, đánh bại theo đánh chết không giống nhau. Vậy thì như thế nào? Có thể nghe nói Lục Nguyên Sơn nhưng cười lạnh cười, trong lòng có dự tính, Ám Ma Các không ngăn được thiên tinh vân thảo cám dỗ. Chỉ cần Ám Ma Các nguyện ý ra tay, người nọ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở hắn xem ra, đây là Ám Ma Các thực lực cùng thô bạo. Trừ chân quân bên ngoài, ai bọn họ Ám Ma Các không giết được. Người như vậy sợ rằng còn không có ra đời chứ. Ha ha, ha ha ha. Kinh Đô Truyền Thông Đại học, tên đầy đủ Kinh Đô thứ nhất truyền thông truyền bá quảng cáo đại học, chính là Kinh Đô, thậm chí còn toàn bộ TQ bên trong nghề thứ nhất cao đẳng học phủ. Cơ bản ở quốc tế vậy rất có danh tiếng, được hưởng thịnh dự. Một ngày này, Kinh Đô Đại học Thư viện, một vị hạt phát mắt xanh người đẹp cao gầy đang yên lặng. Mà chỉ là như vậy yên lặng động tác, xào xạt lật sách tiếng, nhưng tản mát ra có tri thức hiểu lễ nghĩa, ấm người nhà ấm mềm khí chất, làm người ta không tự chủ thật sâu say mê hắn. Thư viện bên trong rất nhiều giống được tầm mắt, đều là bị vậy cao gầy, ấm mềm xinh đẹp ảnh hấp dẫn. Không rời ra hạng mục. Mau xem, là Apple, thần của ta, nàng thật là quá đẹp. Đó còn cần phải nói. Nghe nói từ đánh nàng vừa vào hệ bắt đầu, đến bây giờ dòng dã 3 năm, chúng ta Kinh Đô truyền thông lớn thứ nhất hoa khôi trường học vị trí không nhúc nhích một chút. Vẫn là thuộc về nàng. Ta còn nghe nói nàng trước kia là Italy siêu mẫu, thiên sứ chi đêm Uberger. Cái này đời tại sao có thể có cô gái xinh đẹp như vậy, muốn nàng là bạn gái ta tốt. Ngươi. Ngươi vẫn là được rồi, tỉnh tỉnh, ngươi chẳng lẽ không biết Tân Hoa tập đoàn Vương Huy ước chừng theo đuổi nàng 3 năm, đây chính là 1 tỷ siêu cấp đại tập đoàn tổng giám đốc. Không vẫn là không có thành công sao? Apple liền Vương Huy cũng xem không, ngươi cảm thấy hắn có thể xem ngươi. Ách, ta chẳng qua là tùy tiện nói một chút, tùy tiện nói một chút. Thư viện bên trong thỉnh thoảng vang lên như vậy tiếng bàn luận xôn xao. Đối với Apple cái này bọn họ Kinh Đô truyền thông lớn thứ nhất hoa khôi trường học, cơ hồ toàn trường tất cả nam sinh, cho dù là gay, cũng không có nói là không thích. Có thể bọn họ nhưng cũng biết,
hoàn mỹ như vậy đàn bà và bọn họ không phải một cái thế giới. Với cao không? Đây là, một vị người mặc bể hoa áo đầm xinh đẹp ảnh xinh đẹp đi vào thư viện, chừng nhìn quanh một cái, liền mặt tươi cười hướng Apple bên này đi tới. Apple, chúng ta đi ăn cơm đi. Tối nay Lưu Huy nói muốn mời chúng ta ăn cơm, Khải Toàn Đế Hạ gần đây mới mở một nhà Italy xoay tròn nhà ăn, rất nhiều người đi ăn đều nói không tệ. Nàng thân thiết ôm Apple nói, mặt đầy nhiệt tình. Nàng là Apple cái này 3 năm tại kinh đô truyền thông lớn bạn cùng phòng, kêu Trần San San, cũng coi là một đại mỹ nữ. Như Apple có 99 điểm mà nói, nàng ít nhất cũng là mới có thể có 90. San San ta không đi. Apple bất đắc dĩ nhìn Trần San San, bĩu môi nói. Apple. Trần San San một mặt, u oán, nhìn Apple, ỏn ẻn thỏ thẻ nói, không phải ăn một bữa cơm sao. Hơn nữa, Lưu Huy giàu gì cũng là tuấn tú lịch sự, không chỉ có trẻ tuổi, lớn lên lại đẹp trai, hơn nữa còn trẻ như vậy có là, thuộc hạ Tân Hoa tập đoàn gần đây tài sản đã là đột phá 1,3 tỷ. Có thể hắn nói cũng còn chưa nói hết. Apple một mặt nghiêm túc cùng nghiêm chỉnh cắt đứt nàng, San San, không phải cũng nói xong rồi sao? Có thể đừng mở như vậy đùa giỡn hay sao, ta đã có bạn trai, hơn nữa ta rất yêu hắn. Ngươi nếu là còn như vậy, ta sau này không để ý tới ngươi. Đừng đừng đừng, Apple, ta sai rồi rồi, ngươi đừng tức giận, không nói giỡn. Trần San San hai tay giơ đầu, một bộ tiểu tù binh, đáng thương hình dáng. Ủy khuất nói, bất quá tối nay cơm này hay là đi ăn đi. Chẳng qua ta mời khách, Lưu Huy cũng theo đuổi ngươi 3 năm, không công lao cũng có khổ lao, ngươi chân thực nếu không thích, đem hắn làm bạn bè cũng được à. Bằng hữu ở giữa ăn cơm tổng không thành vấn đề chứ. Nhưng mà, Apple còn có chút do dự. Được rồi, chớ do dự, ta biết nhà chúng ta Apple tốt nhất. Trước kia chúng ta không phải cũng đã thường cùng nhau ăn cơm sao à? Không có gì, có được hay không vậy, Apple. Trần San San ôm Apple cánh tay làm nũng nói. Vậy cũng tốt, Apple không có biện pháp chỉ có thể là đáp ứng, như chẳng qua là ăn một bữa cơm, vậy quả thật không việc gì. Vạn tuế, Trần San San vui vẻ ôm Apple hoan hô nói, rồi sau đó lại bĩu môi, oán giận nói, Apple không phải ta nói ngươi, ngươi nói cái gì đó bạn trai, ta cùng ngươi bạn học 3 năm, đừng nói gọi điện thoại viết thơ. Là bóng người tử, cái này 3 năm thật giống như cũng không thấy. Loại này bạn trai muốn tới có ích lợi gì à? Nếu là ta mà nói, sớm một cước đem hắn cho đạp. Nói nhăng gì đấy, đạp cái gì à? Apple có chút xấu hổ nhẹ nhàng đánh xuống Trần San San, rồi sau đó thở dài, lắc đầu cười nói, ở ta lòng hắn là hoàn mỹ nhất, tốt nhất người đàn ông. Hắn cái này 3 năm sở dĩ không có tới tìm ta, là có nỗi khổ. Có nỗi khổ. Có cái gì nổi khổ à? Ai ai ai, xong rồi, người cái này tử nha đầu thật là hồn đều bị người câu. Ta xem à, muốn người nọ đem cho ngươi sống sờ sờ mua, ngươi cũng còn biết ngoan ngoãn cho người ta đếm tiền đây. Trần San San một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ta nguyện ý, Apple mặt đầy mỉm cười. Hơn 3 năm tới nay, hắn căn cơ cũng là càng ngày càng thành thạo. Ta đi, Trần San San vỗ xuống trán. Một bộ im lặng diễn cảm. Apple, ta bây giờ thật càng ngày càng hoài nghi. Ngươi có thể đừng nói cho ngươi, ngươi là tương tư đơn phương nha. Được rồi, chuyện này ngươi không nên hỏi nữa. Dù sao ta là sẽ không thích vậy Lưu Huy. Apple mắt đẹp hơi có chút ảm đạm, nhưng rất nhanh lại nhoẻn miệng cười, nói, đi thôi, không phải nói tối nay muốn ăn cơm không? Vừa nói, nàng liền đứng dậy phải đi ôm Trần San San cánh tay. Có thể vào lúc này. Một đạo thân ảnh tình cờ ở giữa xuất hiện ở khóe mắt nàng trong tầm nhìn, một món khó tin tâm trạng ngay tức thì nhanh chóng hiện đầy nàng gương mặt. Ngươi, ngươi, Apple ngẩn người xoa xoa mình ánh mắt, giống như là muốn xác nhận hắn mình rốt cuộc có hay không nhìn lầm. Một lát sau, nàng cặp mắt trực tiếp là ướt át móc ra trăng lưỡi liềm, cười mở ra, mang nước mắt, nhưng lại cho người cảm giác là rất vui vẻ, rất vui vẻ. Bởi vì ở nàng trước mặt cách đó không xa. Trần Phi đang một mặt xin lỗi đứng ở đó. Gương mặt đó, nàng đời này cũng nhớ. Phi ca. Kinh ngạc vui mừng tiếng thét chói tai làm, Apple đã sớm đạp giày đế bằng, giống như là rốt cuộc gặp được ngày nhớ đêm mong tình nhân như nhau, hướng Trần Phi mặt đầy nước mắt nhào tới, bỏ mặc hắn có nguyện ý hay không, ôm vậy tấm nàng đời này cũng không quên được gương mặt là, ba. Ba, ba, tiếp liền nặng nề hôn chừng mấy lần. Giống như là muốn xác định đây là thật.
mà không phải là mộng. Cảm nhận được mặt kia bàng truyền tới run rẩy, cùng với ấm áp, Apple mừng đến chảy nước mắt, cả người run rẩy nói, đây không phải là mộng, nhà đế phi ca thật là ngươi. Ngươi trở về. Ngày này, nàng đợi chừng 3 năm, người phụ nữ, có mấy cái 3 năm. Apple ôm chặt Trần Phi, giống như là muốn đem mình thân thể dung nhập vào vậy ngày nhớ đêm mong khát nhìn lấy được ôm trong ngực. Ấm áp nước mắt, làm ướt Trần Phi quần áo, vậy thấm ướt hắn lòng. Apple thật xin lỗi, để cho bọn ngươi liền lâu như vậy mới. Trần Phi mặt đầy tự trách nói. Không, Apple đưa tay bưng kín Trần Phi môi, khóc nhoẻn miệng cười, Phi ca ngươi biết không? Lời này 3 năm trước ta muốn nói cho ngươi, có thể khi đó ta quá nhát gan. Bất quá bây giờ ta đã có dũng khí. Ta yêu ngươi, Phi ca. Apple đem đầu thật sâu chôn ở Trần Phi trong ngực, nói. Trần Phi nghe vậy cả người kịch liệt run rẩy, hốc mắt ửng đỏ. Ta cũng yêu ngươi, Apple. Apple thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy, đầu chôn ở Trần Phi trong ngực khóc thút thít, thật lâu không nâng lên. Mà ở thấy một màn này, nhất thời ở giữa, thư viện quang bên trong tất cả mọi người, dĩ nhiên vậy bao gồm vậy Apple bạn cùng phòng Trần San San, lúc này bọn họ tất cả đều xem được miệng há thật lớn, cằm đều tựa hồ muốn đụng đến đại sảnh chăn trải ra sàn bóng loáng cẩm thạch. Dẫu sao, cái này ai có thể nghĩ tới à? Ước chừng 3 năm, ở bọn họ mắt hoàn mỹ không tì vết, chưa bao giờ đối với bất kỳ người đàn ông thi lấy màu sắc Apple, bọn họ kinh đô truyền thông lớn công nhận thứ nhất hoa khôi trường học, bây giờ lại sẽ kích động như vậy, chủ động hướng một cái bọn họ người hoa nhớ nhung trong lòng, thậm chí hôn. À, Apple ngươi, Trần San San lúc này thật là miệng một khắc cũng không có biện pháp hợp, trong lòng rung động, đơn giản là không cách nào hình dung. Bởi vì lúc này trước mắt phát hiện hết thảy các thứ này, thật sự là quá lật đổ nàng thế giới quan. Đây thật là nàng biết cái đó bạn cùng phòng Apple sao? Nàng không phải đời này đều muốn là nàng vậy bạn gái bảo vệ trái tim như Ngọc Vân, Vân. Chẳng lẽ? Trần San San đột nhiên con ngươi trợn to nhìn Trần Phi, lẩm bẩm nói, hắn không phải là Apple vậy bạn trai chứ? Vậy chưa ra hình dáng gì mà, cái này kia được Lưu Huy à? Đây là... Cả người xuyên quý giá Âu phục chừng 30 tuổi anh Tuấn đàn ông bước vào thư viện, gặp được cách đó không xa Trần San San, vừa mới chuẩn bị chào hỏi, như vậy kế tiếp hắn khóe mắt nơi liếc về một màn trực tiếp là làm hắn ngây ngẩn. Vậy, nàng không phải. Apple, Tây Trang Nam một mặt ngây ngẩn nhìn Trần Phi trong lòng Apple hình bóng, thật lâu không bừng tỉnh, giống như là không nhận ra. Sau đó, hắn mới phản ứng được chuyện gì xảy ra, diễn cảm lập tức âm trầm xuống. Liền ánh mắt cũng là hiện đầy ghen tị. Lưu Huy, thấy Tây Trang Nam, Trần San San còn có chút sửng sờ, đi tới chào hỏi. Nguyên lai cái này Tây Trang Nam là Trần San San miệng, giá trị con người 1,3 tỷ, Tân Hoa Tập đoàn Tổng Giám đốc Lưu Huy. Nhìn hắn cái này số tuổi, bất quá mới hơn 30, mới có thể có lần này thành, là coi là được có chút còn trẻ. Đáng tiếc, hắn ước chừng theo đuổi hơn 3 năm nữ thần, vẫn là xem không hắn, hơn nữa. Bây giờ còn ngay hắn mặt mà ném vào những người đàn ông khác ôm trong ngực. Loại cảm thụ đó, thật là đừng nói nữa, không có cách nào hình dung có bao nhiêu khó khăn bị. San San, đây là... Lưu Huy có chút thất hồn lạc phách nói. Không biết, bất quá, đàn ông kia hình như là Apple trước một mực nói bạn trai chứ. Trần San San không xác định vòng vo đảo trong mắt tử, đi về phía trước đi, đi hỏi một chút. Apple... Đây là ngươi nói hơn 3 năm bạn trai sao? Cuối cùng để cho chúng ta thấy người thật, người tốt, ta là Apple bạn cùng phòng Trần San San, không tự giới thiệu mình giới thiệu. Đúng vậy, Apple, người vị này thần long thấy đầu không thấy đuôi bạn trai nhưng mà một mực bị ngươi treo miệng 3 năm. Ngày hôm nay thấy chân nhân, làm sao vậy được, tỉ mỉ, và chúng ta giới thiệu một chút mới là à. Vậy Lưu Huy cũng là trước khi đi tới, giấm linh lợi nói. Dứt lời. Hắn còn ánh mắt căm thù, khiêu khích nhìn Trần Phi, đưa tay ra nói, bằng hữu ngươi tốt, xưng hô như thế nào? Ta là Tân Hoa Tập đoàn Lưu Huy, Apple bằng hữu. Hắn tự tin, lấy hắn Tân Hoa Tập đoàn quy mô, hơn nữa còn thường tại tất cả đài truyền hình lớn tiết mục lộ mặt, nghe được tên chữ, nhất định có thể biết hắn là ai. Nhưng mà, Trần Phi nhưng giống như là thật không biết hắn là ai tựa như được. Nghe được hắn tên chữ lại cũng vẫn là thờ ơ. Chẳng qua là khách khí cười một tiếng, nói Trần San San, Lưu Huy, các người tốt, ta là Apple bạn trai, Trần Phi.
Apple nghe vậy mắt đẹp lập tức nới rộng ra rất nhiều, thân thể mềm mại vui sướng run rẩy, chợt ôm sát Trần Phi cánh tay, mặt đầy hạnh phúc, mỉm cười nói, San San, Lưu Huy, đây là bạn trai ta, Phi ca. Lưu Huy tròng mắt run lên, diễn cảm trực tiếp là có chút âm tối lại. Hắn biết, Apple chỉ sợ là thật thích nam này. Ai, xem ra Apple là thật rơi vào, là không biết nam này nơi nào tốt lắm, ta xem hắn đừng nói theo Lưu Huy, coi như là theo những người khác, vậy rất giống nhau mà. Trần San San thấy vậy trong lòng thở dài một cái, rõ ràng nhìn dáng dấp Apple là thật rơi vào. Có nam này ở đây, Lưu Huy nhất định là không cơ hội gì. Người phụ nữ à, là như vậy à, một khi nhận định, 9 con bò 10 con ngựa cũng đừng nghĩ đem các nàng kéo trở về. Lưu Huy là hắn phát tiểu ca ca, từ nhỏ đến lớn quan hệ rất tốt, cho nên nguyên bản nàng cũng là rất hy vọng mình người bạn tốt này, có thể cùng hắn cái này tốt bạn cùng phòng Apple tiến tới với nhau. Vậy viên mãn. Nhưng tiếc là... Không được không được, Trần Phi đúng không, người cái này tự giới thiệu mình vậy quá đơn giản một ít, cái này không qua cửa, làm lại tỉ mỉ một chút. Rồi sau đó hắn đảo trong mắt một vòng, thậm chí bên cạnh Lưu Huy nói, tới ta dạy ngươi. Cái này Lưu Huy ngươi không nhận biết hắn, cầm hắn làm ví dụ đi, thân cao 178, trọng lượng 138, 33 tuổi hoàng kim tuổi tác, Tân Hoa tập đoàn tổng giám đốc, giá trị con người hơn 1 tỷ. San San, ngươi còn như vậy ta và Phi ca có thể phải đi à? Gặp Trần San San càng nói càng ngoại hạng, càng nói càng không đúng, vậy Apple khẩn trương nhìn một cái Trần Phi, chợt bĩu môi tức giận nói. Ai nha làm trò đùa được rồi. Apple ngươi như thế cục cưng ngươi bạn trai này à? Được rồi, ta biết sai ta hối cải, bất quá Trần Phi ngươi không thể vẫn đứng ở Apple phía sau chứ. Tới, mau giới thiệu một chút. Trần San San đáng yêu le cái lưỡi nhỏ một cái, lại cổ quái tinh linh nhìn Trần Phi nói. San San, Apple bất mãn giọng dương cao mấy phần. Không có sao không có chuyện gì, không phải tự giới thiệu mình sao? Trần Phi cười đưa tay ở đó Apple mặt bóp nặn. Lại nhìn hướng một mặt ghen tị Lưu Huy, cùng với một mặt cổ quái tinh linh Trần San San, sụ mặt, nghiêm túc nói, ta xem, thân cao 181, trọng lượng không biết, tuổi tác 31, nghề mà. Trước kia là bác sĩ, bây giờ là hất tay trưởng quỹ thêm không nghề nghiệp du dân, giá trị con người miễn cưỡng mấy trăm tỷ đi. Miễn cưỡng mấy trăm tỷ. Trần San San, Lưu Huy nhìn lẫn nhau, mãnh sửng sốt một cái. Rồi sau đó... Vậy Trần San San trực tiếp là phốc suy lên tiếng, cười lớn, nói, ha ha, người này thật có ý tứ à? Khoác lác cũng có thể như thế nghiêm trang, ta cũng thiếu chút nữa bị ngươi lừa. Ngươi là bác sĩ chứ? Coi là không tệ nghề, bất quá quang như vậy, muốn nuôi nhà chúng ta đáng yêu Apple, sợ rằng còn chưa đủ nha. Hoặc giả là Trần Phi bây giờ cho nàng ấn tượng cũng không tệ lắm, Trần San San vậy không trước như vậy kháng cự Trần Phi, mà là mở ra đùa giỡn. Nhưng tuy nói là đùa giỡn, nhưng cũng là trong lời nói có hàm ý, nửa giả nửa thật, nhắc nhở Trần Phi. Muốn hắn thật chỉ là một bác sĩ, trừ phi là nghề đứng đầu, nếu không chỉ sợ cũng là có chút không nuôi nổi, không xứng với Apple. Bởi vì đều không nói Lưu Huy cái này 1 tỷ giá trị con người phú hào, trừ hắn ra, những thứ khác các hành các nghiệp tinh anh, chính phủ công tử ca, hàng tỷ nhà giàu, bị nhà bọn họ Apple câu đi hồn vía cũng không biết có nhiều ít. Một đội một hàng sợ rằng cũng còn chưa đủ. Cho nên, Trần Phi thật nếu là người bình thường, chỉ là một bác sĩ nhỏ mà nói, cho dù nàng không ý kiến, không phản đối, có thể Trần Phi tướng gặp phải áp lực vậy sẽ thật rất lớn, thậm chí lớn đến người thường khó có thể tưởng tượng. Apple cuối cùng là người nước ngoài, nghe không hiểu Trần San San cái này trong lời nói có hàm ý, nhưng Trần Phi dĩ nhiên là nghe hiểu. Bất quá hắn cũng chỉ là thiện ý cười một tiếng. Nói, vậy xem ra ta cái này bác sĩ nhỏ chỉ có thể cố gắng thêm phấn đấu, thật tốt để cho nhà ta công chúa nhỏ qua hạnh phúc cuộc sống. Apple, ngươi nói ta nuôi ngươi có được hay không? Đương nhiên được rồi, ta rất dễ nuôi, mỗi tháng chỉ phải ăn no bụng được. Apple ngọt cười ngọt nói, đáp lại trước Trần Phi nói. Gặp Trần Phi, Apple cái này, hai tên, ở nơi này không coi ai ra gì giải thức ăn cho chó, Trần San San che đầu, mặt đầy không nói. Chỉ cảm thấy bị 10.000 điểm vô tận bạo kích tổn thương. Nàng giống như cũng là độc thân chó. Ở nàng đơn này thân chó trước mặt như vậy tú ân ái, thật tốt sao? Hừ, ta nói cho các người, tú ân ái, chết nhanh hơn.
Ai nha, ta bỏ mặc, Lưu Huy ngươi tự để đi, tên này thật khó dây dưa, ngươi nếu là còn đối với Apple có ý tưởng dũng cảm đi, bây giờ là các người hai cái tình địch lúc quyết đấu. Trần San San buồn bực gãi đầu một cái, cảm giác quản không nổi nữa, nói. Amen, Lưu Huy a à, Lưu Huy, bà cô chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Không có biện pháp, kẻ địch hỏa lực quá mạnh mẽ, đỡ không ở, ngươi nếu là còn chưa từ bỏ ý định, vậy mình đi. Bồn bà cô đã là hết tình hết nghĩa. San San ngươi nói bậy gì đấy? Apple vội vàng trừng mắt một cái Trần San San, nhưng mà mặt lộ vẻ một tia vẻ lo lắng địa đối Cát Đông Ánh Ban Mai nói, Phi ca ngươi đừng nghe nàng qua loa nói. Ta và Lưu Huy không có gì, chỉ là bạn, ta không thích nàng. Một bên, Lưu Huy nghe vậy sắc mặt tối tối tăm, nhưng vẫn là mạnh chống miễn cưỡng cười một tiếng, nói ai không nói những thứ kia. Vừa vặn tối nay chúng ta phải đi Khải Toàn Đế Hạ ăn cơm, Trần Phi ngươi tới, cùng đi chứ. Nhiều người vậy náo nhiệt chút. Được a, Trần Phi đi thôi, người đây có thể không thể cự tuyệt, nhà nữ tế ngày hôm nay cuối cùng là lú đầu, trễ lúc ăn cơm, ta có thể được phải thật tốt thẩm vấn ngươi. Cái này 3 năm ngươi cũng đã làm gì, bóng người không thấy không nói, điện thoại vậy không một cái, ngươi có biết hay không nhà ta Apple ngày thường suy nghĩ nhiều ngươi. Trần San San miệng cùng một súng liên thanh tựa như được, chề môi không ngừng nói. Nhưng vừa nhắc tới đề tài này, Apple nhưng sắc mặt một chút thay đổi, há mồm dày đến, San San chớ nói. Đồng thời nàng còn một mặt khẩn trương, lo lắng nhìn Trần Phi, nhỏ giọng nói xin lỗi, Phi ca ngươi đừng tức giận, San San là miệng nói nhiều liền chút. Nhưng nàng không việc gì tâm tư xấu, ngươi đừng để trong lòng. 3 năm trước, Trần Phi lúc rời đi từng và nàng chung một chỗ qua một đoạn thời gian, cho nên Apple là biết Trần Phi cái này biến mất 3 năm, phải đi làm cái gì, mà không phải là giống như Trần San San cho là, đem nàng ném qua một bên, từ bỏ 3 năm. Hơn nữa Phi ca là người nào? Đây chính là liền Tây Phương thế giới hắc ám Red gia tộc cũng cúi đầu xưng thần vương giả. Thân phận bực nào tôn quý, bực nào thật cao ở đây, cao không thể leo tới. Há lại là bây giờ giống như là Trần San San như vậy có thể tùy ý chất vấn, oán trách. Thậm chí ở nàng lòng, Trần Phi ban đầu cho dù là chỉ ôm tướng nàng tùy tiện vui đùa một chút vứt bỏ ý tưởng, đó cũng là nàng Apple vinh hạnh. Bởi vì nếu không phải như vậy, sau lưng nàng mới có thể có trước Trần Phi bóng người bảo vệ, giống như nàng phụ nữ như vậy, sợ rằng sớm lâm vào lại Italy nhân vật lớn gì nô cưng chiều. Như vậy kết quả sẽ là biết bao bi thảm, không cách nào tưởng tượng. Cho nên bây giờ cách 3 năm, Phi ca lại còn không quên nàng, nguyện ý đến tìm nàng, đây đã là làm nàng kích động sắp choáng váng chuyện đã qua. Mà bây giờ Trần San San lại còn, không hiểu tình trạng, chạy đi chất vấn Phi ca, nàng làm sao có thể không tức giận. Nghĩ đến đây, nàng thậm chí đều có chút đoạn tuyệt, kích động, nhìn Trần San San nói, San San, lập tức hướng Phi ca nói xin lỗi, nếu không sau này ngươi không phải ta bằng. Hu hu, một cái tay đưa tới. Tướng Apple còn chưa nói hết sau mấy chữ che trở về. Chuyện này San San nói không sai, đích xác là ta không tệ, để cho bọn ngươi liền 3 năm. Apple, thật xin lỗi. Trần Phi mặt lộ vẻ vẻ áy náy, vỗ nhẹ nhẹ một cái Apple hai tay ôm bàn tay hắn, nói. Nếu như nói tại tu chân giới chỉ hoãn 3 năm, đó là không có biện pháp, có thể cái này bây giờ trở về tới, hắn lại có thể trì hoãn lâu như vậy mới chạy đến tìm Apple, vậy thì đúng là hắn không tệ. Thậm chí có thể nói là sai hoàn toàn. Uổng công để cho một cái như thế yêu phụ nữ của ngươi đợi lâu như vậy, người đàn ông, cái từ này hắn bây giờ đều có chút không xứng với. Phi ca, Apple nghe vậy cả người run lên, ngẩng đầu lên, nằm mộng cũng nhớ đến Trần Phi lại sẽ bởi vì nàng chủ động hướng người nói xin lỗi, lập tức nàng cả người tâm trạng đều có chút không nhịn được tan vỡ đứng lên, khóe mắt cười, nước mắt nhưng là không cầm được chảy xuống. Trần San San và Lưu Huy thấy vậy há miệng một cái, cuối cùng vẫn là ngậm miệng ba. Nhất là Trần San San, nàng là phụ nữ, vô luận là trực giác hay hoặc là phương diện này tình thương, đều phải Lưu Huy cao hơn rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Một câu áy náy, như vậy vài ba lời, có thể để cho một cái kiên cường người phụ nữ tâm trạng ngay tức thì tan vỡ đến loại trình độ này. Apple thật là yêu thích người đàn ông này liền chứ, trong lòng nàng tự lẩm bẩm. Trong lòng cũng là hoàn toàn buông tha tiếp tục suy nghĩ chia rẽ Trần Phi và Apple hai người ý niệm. Làm một người phụ nữ tâm niệm kiên định đến loại trình độ này thời điểm, người muốn cho nàng quay đầu lại là bờ, buông tay,
xin nhờ, tỉnh lại đi, đó là điên rồi còn không sai biệt lắm. Lưu Huy chính là không biết trong lòng tư vị gì, có ghen tị, lại cảm thấy có phải hay không nên buông tay. Liền hắn loại này tình thương người cũng hoàn toàn đã nhìn ra, Apple là bực nào thích Trần Phi, hắn lại tiếp tục kiên trì tiếp, có thể có cơ hội không? Không quá có thể đi. Tốt lắm, đừng khóc, khóc đi nữa thành đại hoa miêu. Trần Phi đưa tay ở đó Apple mặt xoa xoa, quay đầu nhìn về Trần San San cùng người cười nói, đi thôi, không phải nói muốn đi ăn cơm sao? Tối nay ta mời khách đi. Đúng đúng đúng, ngươi không nói ta còn quên, tối nay nên để cho ngươi mời khách, chúng ta đi hồ ăn biển ăn một bữa, ăn nghèo ngươi. Nói cho ngươi, Khải Toàn Đế Hạ kia nhà ăn cũng quá đắt, một bữa cơm, ít nhất số này. Trần San San, hung tợn, mài răng thỏ, năm đầu ngón tay cũng đưa ra ngoài. Ý kia, là bữa cơm này ít nhất phải vạn. Nàng tuy miệng không buông tha người, có thể theo Apple nói như nhau, lòng vẫn là mềm, bởi vì nàng lời này sự thật là ở tốt bụng nhắc nhở Trần Phi, miễn được hắn nếu là không chuẩn bị tâm tư, lúc đó bêu xấu. Hay là để ta đi, mấy chục ngàn khối cũng không phải con số nhỏ. Hơn nữa, tối nay vốn là cũng là ta nói muốn mời khách ăn cơm. Trần Phi ngươi lần sau lại mời ta chứ? Vậy Lưu Huy lúc này cũng là chen lời miệng, nói. Hắn là một tỷ giá trị con người cường hào, dĩ nhiên không kém điểm này. Mà Trần Phi nói hắn chỉ là một bác sĩ vậy nghề, có thể có mấy cái tiền. Trần Phi còn muốn nói điều gì, vậy Trần San San trực tiếp là liếc một cái, nói, được rồi. Ngươi thật đúng là lấy là mình là giá trị con người mấy trăm tỷ nhà giàu à. Lưu Huy nói hắn muốn mời khách muốn cho hắn xin mời, dù sao hắn có tiền, ngươi xem ta cho tới bây giờ không uống hắn chanh. Hi hi. Gặp Trần San San như thế nói, Trần Phi cũng là cười cười ngậm miệng. Một bữa cơm mà thôi, không tranh đi. Ngược lại thì Apple không nhìn được đỏ mặt đỏ phốc suy nhìn Trần Phi cười một tiếng, có chút thay Trần Phi buồn cười, bởi vì nàng có thể là biết, Trần Phi phi ca thủ hạ quang một cái Brett gia tộc tài sản đã là mấy trăm tỷ, huống chi, còn có nàng không biết đâu. Cho nên à, phi ca trước câu kia, miễn cưỡng mấy trăm tỷ giá trị con người, vậy cũng thật không phải là đùa, bất quá bây giờ là không ai tin, hì hì. Đi thôi, chúng ta đi Khải Toàn Đế Hạ. Lưu Huy xe ngươi lái tới, Trần San San làm ầm ĩ đằng phải lên đường đi ăn cơm. Có thể vào lúc này, Lưu Huy lại đột nhiên cau mày, nói gặp. Gặp cái gì, Trần San San nghi ngờ nói. Ta xe là lái tới, nhưng là 2-4 chỗ xe thể thao, phía sau còn thả đồ, ba người thật giống như ngồi không dưới à. Nếu không Trần Phi ngươi bây giờ bực này các loại, ta gọi điện thoại kêu người đến đón ngươi. Lưu Huy cau mày ngượng ngùng nói. Vậy ta và Phi ca cùng nhau đi, chúng ta đón xe tới. Nghe vậy Apple không chút do dự ôm sát Trần Phi cánh tay, nói. Nàng bây giờ là thật vất vả đến lúc Trần Phi đến tìm nàng, cũng 3 năm, làm sao bỏ phải cùng hắn tách ra. Này, Lưu Huy thằng nhóc ngươi không phải cố ý chứ. Ngươi vậy quá hẹp hòi, coi như là tình địch, vậy được công công bình thường à. Khinh bỉ ngươi, những thứ đó không thể trước ném. Trần San San cũng là cau mày nói. Không phải, những thứ đó ngươi quên, là ngươi để cho ta mua à, lần. Lưu Huy một mặt cười khổ nói. À, Trần San San hét lên một tiếng, mặt nhiệt độ lập tức đi, náo loạn cái thật to mặt đỏ. Hụ hụ hụ, ngạch, hụ hụ hụ, Trần San San mặt đầy lúng túng, mặt đỏ đỏ, con ngươi cũng không biết đi kia vòng vo, ngại quá nhìn Trần Phi nói, ngại quá nếu không Trần Phi ngươi tự đón xe đi qua đi. Trời nóng như vậy. Apple cùng ngươi đường đi bên chờ cũng không quá thích hợp, chúng ta trường học này có chút nghiêng, xe taxi gắng gượng thiếu,